Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 31. Đi gặp Cảnh Văn Tú trước đó, Hứa Thuần Lương trước nhìn một chút Tương Ái Liên lưu lại những vật kia, bên trong có bản nhật ký đưa tới Hứa Thuần Lương lòng hiếu kỳ, tưởng lão thái thái lại có thói quen viết nhật ký, lật nhìn một dưới, lão thái thái đem sinh hoạt bất hạnh, trong lòng ủy khuất tất cả đều nhớ ở bên trên. Hứa Thuần Lương nhìn vài trang liền biết quyển nhật ký này muốn trở thành giải quyết mấu chốt của vấn đề. Trong nhật ký còn tới một phong thư, Hứa Thuần Lương đem thư mở ra, phong thư này là lão thái thái di thư, Tương Ái Liên đời này ngậm đắng nuốt cay đem hai đứa con trai nuôi lớn, giúp bọn hắn thành ra, bị bọn hắn mang hài tử. Bạn già tính tình không tốt, không có gì bản sự, thích rượu dễ giận, từ tuổi trẻ đến tuổi già đối nàng động một tí đánh chửi, lão thái thái có thể nói cả một đời không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Đại nhi tử kết hôn sinh con nàng giúp đỡ đem hài tử nuôi lớn, con dâu đối nàng chưa bao giờ qua sắc mặt tốt. Tiểu nhi tử kết hôn sinh con, nàng lại đi mang hài tử, nhưng nhỏ con dâu càng quá phận, đối nàng đủ kiểu bắt bẻ, hài tử vừa dứt sữa liền đem nàng chạy về nhà. Tương Ái Liên biết hai đứa con trai không trông cậy được vào, thế là bớt ăn bớt mặc tại đại hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn mua phòng, nàng lo lắng lão đầu không đồng ý, lại lo lắng chuyện này tiết lộ ra ngoài, hai đứa con trai phản đối. Lại nhớ thương nàng điểm ấy dưỡng lão tiền, cho nên mới cái tiền trảm hậu tấu. Bạn già biết sau chuyện này, đối nàng chửi ầm lên, không phải buộc nàng trả phòng. Nguyên bản Đại Hằng đã đáp ứng trả phòng, nhưng bọn hắn lại đột nhiên tăng giá, nhìn thấy mua được bất động sản tăng giá trị tài sản, cặp vợ chồng lại không nỡ lui. Tưởng lão thái thái nguyên vốn cho là mình có thể già có chỗ nuôi, có thể mua phòng sự tình vẫn là bị bạn già say rượu tiết lộ ra ngoài. Hai đứa con trai thay nhau đến nhà để nàng trả phòng, nói cái gì Đại Hằng chính là hư giả tuyên truyền, kỳ thật bọn hắn đều ghi nhớ trong tay nàng điểm ấy dưỡng lão tiền. Lão Lưu đầu mang tay mềm, tại hai đứa con trai trước mặt không dám nói gì, tất cả uy phong đều hướng về phía Tưởng lão thái, buộc nàng đi trả phòng còn cùng Đại Hằng đưa ra lấy hiện giá đến trả phòng. Tương Ái Liên kiên chỉ tiến đến Đại Hằng trả phòng, nhận hết bạch nhãn chế nhạo, người ta đều xem nàng như thành một cái lão tài mê. Đi nhiều lần như vậy cũng không có kết quả. Qua Tết, Tương Ái Liên suy nghĩ nghĩ người một nhà bao quanh viên viên Tết nhất, sớm cho hai nhi tử gọi điện thoại, để bọn hắn mang theo người nhà về nhà ăn cơm tất niên, kết quả ai cũng không muốn tới, Tương Ái Liên biết bọn hắn ngày thường là mình tự tiện mua nhà khí. Bạn già nhìn thấy hai nhi tử một cái cũng không chịu tới, hắn không trách nhi tử, ngược lại đem bạn già mắng một trận, nói đều là nàng thiện tự làm chủ mua Đại Hằng phòng ở. Cho nên mới đắc tội bọn nhỏ, làm đến bọn hắn không muốn đến nhà. Lão thái thái cảm giác đời này sống vô dụng rồi, bạn già khi phụ nàng cả một đời, tân tân khổ khổ nuôi lớn hai đứa con trai tất cả đều là bạch nhãn lang. Hứa Thuần Lương đọc đến nơi đây đã là lòng đầy căm phẫn, hắn có thể tưởng tượng được ra lão nhân ngay lúc đó tuyệt vọng. Đầu năm mùng 1, lão thái thái một người lẻ loi trơ trọi chạy tới Đại Hằng tiêu thụ bán building chỗ. Đại Hằng tiêu thụ bán building chỗ nghỉ. Lão thái thái trả phòng không cửa, đỉnh lấy hàn phong vây quanh công trường chẳng có mục đích đi à, nàng hy vọng nhiều có cái người trong nhà có thể gọi điện thoại cho nàng, cho dù là kêu một tiếng mụ mụ, cái nào sợ là hỏi một tiếng ngài ở đâu, cho dù là nói một tiếng chúc mừng năm mới, có lẽ nàng đều có sống tiếp động lực, nhưng mà nàng cái gì đều không đợi được. Tưởng lão thái thái từ ban ngày đợi đến trong đêm, nàng đợi đến triệt để tâm lạnh, một người sờ soạng tiến vào công trường muốn nhìn một chút nàng mua phòng ở. Bởi vì Đại Hằng cùng Hoa Niên công trường liền nhau, lão thái thái đi nhầm địa phương, trời xui đất khiến đi vào khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường, nhìn thấy hết thảy trước mắt, tưởng lão thái nghĩ đến nơi này dựng lên không biết năm nào gì nguyệt, mình vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể sống đến phòng trên ngày đó. Không có người dập niệm mình, người trong nhà chỉ nhớ mình dưỡng lão tiền lại bị vô lương nhà đầu tư lừa gạt đi, sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì? Tưởng lão thái mất hết can đảm. Nhìn thấy trên đất dây thừng, nhìn qua phía trước chưa kiến thành kết cấu bằng thép, trong lòng làm ra quyết đoán. Cảnh Văn Tú lâm thời làm việc địa điểm ngay tại Hứa Thuần Lương đi qua văn phòng, mới vừa rồi cùng người chết gia thuộc hội gặp mặt căn bản không có đạt thành bất kỳ chung nhận thức. Anh em nhà họ Lưu công phu sư tử ngoạm, Cảnh Văn Tú vốn định làm trận liền từ chối, bất quá nàng vẫn là nhịn được, biểu thị muốn suy tính một chút lại trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương tới đây trước đó. Nàng đã đem anh em nhà họ Lưu yêu cầu nói cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương lúc này liền biểu lộ thái độ, dạng này yêu cầu vô lý quyết không thể đáp ứng, nếu như mở cái miệng này tử, lấy sau Trường Hưng công việc không cách nào làm, cùng lắm thì kinh pháp,
để pháp viện đi phán quyết, đương nhiên không đến bất đắc dĩ vẫn là tận lực không đi một bước này. Triệu Phi Dương biết rõ dư luận trọng yếu, trước mắt hiểu rõ đến tình huống đã khiến cho hắn cảnh giác, anh em nhà họ Lưu hai người, một cái là luật sư, một cái là phóng viên, bọn hắn hiển nhiên là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, như quả yêu cầu của bọn hắn không chiếm được thỏa mãn, không bài trừ bọn hắn lợi dụng dư luận tạo áp lực khả năng. Hoa Niên tập đoàn gần nhất hãm sâu nợ nần nguy cơ, đang đứng ở nợ nần trọng tổ thời khắc mấu chốt, lúc này bạo ra cái gì mặt trái tin tức đều có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Triệu Phi Dương hiện tại không khỏi nhớ tới Hứa Thuần Lương chỗ tốt, nếu như Hứa Thuần Lương không đi, chuyện này hắn hẳn là có thể viên mãn giải quyết, bây giờ nghĩ để Hứa Thuần Lương hỗ trợ xuất lực, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Triệu Phi Dương uyển chuyển nhắc nhở Cảnh Văn Tú, có thể tìm Hồ Sơn trấn chính phủ cân đối, làm bản địa chính phủ bọn hắn có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết vấn đề. Cảnh Văn Tú tham chính nhiều năm, làm sao có thể nghe không hiểu Triệu Phi Dương ý tứ, kỳ thật coi như Triệu Phi Dương không nói, nàng cũng định tìm Hứa Thuần Lương nghĩ một chút biện pháp, dù sao Hứa Thuần Lương là phân viện viện trưởng, đi qua khỏe mạnh dưỡng lão y viện kiến thiết cũng là hắn tại bắt. Cảnh Văn Tú cũng không quan tâm Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng nguyên nhân, dưới cái nhìn của nàng, Hứa Thuần Lương từ Trường Hưng bệnh viện Hồ Sơn trấn thuộc về lên chức, xem như chính thức bước vào hoạn lộ. Nàng cũng nghe đại ca nói qua Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ, thậm chí còn tiết lộ qua Chu thư ký đối Hứa Thuần Lương phi thường thưởng thức, cho nên Cảnh Văn Tú đối Hứa Thuần Lương cũng khách khí rất nhiều. Hứa Thuần Lương đi vào văn phòng, Cảnh Văn Tú đứng dậy đón lấy, cười nói, Hứa trấn trưởng tới, lại lần nữa trở lại phòng làm việc của mình là cảm giác gì? Hứa Thuần Lương cười nói, không có cảm giác gì, con người của ta có mới nới cũ. Cảnh Văn Tú nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, mời hắn ngồi xuống, đi máy đun nước bên cạnh chuẩn bị cho hắn châm trà. Hứa Thuần Lương để nàng đừng phiền phức, mình mang theo giữ ấm chén đâu, Hứa Thuần Lương đối với nơi này hết thảy đều hết sức quen thuộc, mình đi đón một chút nước sôi, hướng Cảnh Văn Tú đề cử nói, đừng nhìn quân dân suối không có danh khí gì, lại là thuần thiên nhiên nước khoáng, nước chất có thể đối tiêu nông phu sơn tuyền. Cảnh Văn Tú cũng không phải đến nhấm nháp nước khoáng, nàng đem người chết ra thuộc bắt đền sách đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đối với phía trên bày ra lý do cùng điều lệ không có bất kỳ cái gì hứng thú, trực tiếp nhìn một chút cuối cùng mức, 370 vạn, Hứa Thuần Lương nhếch miệng nói, thực có can đảm muốn a. Còn không phải sao bọn hắn một mực chắc chắn đây là bởi vì công trường an toàn quản lý tồn tại lỗ thủng. Tương Ái Liên là tự sát cũng không phải tại công trường xảy ra ngoài ý muốn. Cảnh Văn Tú nói, bọn hắn mới không cùng ngươi giảng đạo lý này. Bọn hắn cho rằng nếu như thi công đơn vị dựa theo chính quy điều lệ quản lý, liền sẽ không xuất hiện dạng này bi kịch, nếu như Tương Ái Liên không chết, phụ thân của bọn hắn cũng sẽ không bi thương quá độ chết tại công trường hiện trường. Hứa Thuần Lương nói, người ta nghĩ phải bồi thường, làm sao đều sẽ nghĩ ra lý do, các ngươi định xử lý như thế nào. Cảnh Văn Tú từ các ngươi hai chữ này đã nghe ra Hứa Thuần Lương đem chính hắn từ bên trong hái ra, đang lấy một người đứng xem góc độ đến nhìn vấn đề. Cảnh Văn Tú nói, người có y tế chỗ công tác kinh nghiệm, đối phân viện tình huống lại hết sức quen thuộc, không bằng ngươi giúp ta ra nghĩ kế chứ sao. Hứa Thuần Lương nói, xảy ra chuyện chính là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường, không phải Nguy Sơn đảo bệnh viện, hiện tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thuộc về Hoa Niên lớn khỏe mạnh, Hoa Niên lớn khỏe mạnh lệ thuộc vào Hoa Niên tập đoàn, ngài là Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng, kỳ thật chuyện này không nên ngài đến phụ trách a. Lời nói này nói đến Cảnh Văn Tú trong lòng. Cảnh Văn Tú cảm thán nói, còn không phải sao, nhưng là Triệu viện đem chuyện này giao cho ta. Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, ngài đến xử lý chuyện này chỉ sợ tốn công mà không có kết quả a. Đáp ứng bồi thường, Hoa Niên tập đoàn khẳng định không vui, không đáp ứng, Lưu gia hai huynh đệ sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất cho Hoa Niên tập đoàn tạo thành ảnh hưởng xấu, vẫn là phải đem trách nhiệm tính tại ngài trên thân. Cảnh Văn Tú trước mắt chính là lâm vào lưỡng nan. Triệu Phi Dương đã minh xác biểu thị không đồng ý bồi thường, bọn hắn nhiều nhất có thể dùng trợ cấp phương thức cho không cao hơn 5 vạn thăm hỏi kim. Nếu như người chết gia thuộc không chiếm được bọn hắn muốn bồi thường, bước kế tiếp chính là muốn chế tạo ảnh hưởng đem sự tình náo lớn. Cảnh Văn Tú nói, chuyện này rõ ràng là Hoa Niên tập đoàn thay Đại Hằng gánh tội, tiểu Hứa A, người nhất định phải giúp ta một chút. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên cõng Hắc Hoa là tập đoàn vấn đề, Cảnh viện trưởng ngài liền chớ để ý. Ta nhất định giải quyết việc chung, như vậy đi, buổi chiều ta sẽ triệu tập mấy cái tương quan đơn vị họp, người giúp ta thông báo một chút Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách. Cảnh Văn Tú sửng sốt một chút,
lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ, hắn để cho mình chớ để ý còn nói để Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách tới họp, đây rõ ràng là cho mình cơ hội thoái thác cái phiền toái này. Cảnh Văn Tú nói, hiện tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách là Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương nói, nếu như nàng không nguyện ý đến nàng lãnh đạo cấp trên tới cũng được. Cảnh Văn Tú trong lòng tự nhủ Bùi Lâm lãnh đạo cấp trên là Triệu Phi Dương, Hứa Thuần Lương ngươi lúc này mới vừa rời đi Hoa Niên, liền muốn Triệu Phi Dương từ Đông Châu chạy tới họp, muốn nói ngươi không phải có ý định trả thù ai cũng không tin. Bất quá Cảnh Văn Tú mừng rỡ bỏ qua một bên liên quan, chờ Hứa Thuần Lương rời đi về sau, lập tức cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, nói cho hắn biết Hứa Thuần Lương yêu cầu buổi chiều họp sự tình. Đặc địa cường điệu là muốn Hoa Niên lớn khỏe mạnh phụ trách người. Triệu Phi Dương nghe xong liền phát hỏa, Hứa Thuần Lương đây không phải có chủ tâm buồn nôn hắn sao? Bùi Lâm hai ngày này sớm mang thai phản ứng chính kịch liệt, tổng không làm cho nàng đi, mình liền càng không thể đi, mới không muốn xem tiểu tử này ở trước mặt mình bày kiểu cách nhà quan, tiểu tử ngươi mới ra ngoài mấy ngày. Đừng quên biên chế còn tại Trường Hưng, thật sự cho rằng không ai chỉ được ngươi. Bùi Lâm không tiện đi, mình ngượng nghịu mặt mũi. Triệu Phi Dương nghĩ nghĩ, tự mình cho Vũ Pháp Quân gọi điện thoại, để hắn đại biểu Hoa Niên lớn khỏe mạnh đi họp. Hứa Thuần Lương cho Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ Lưu Gia Kỳ gọi điện thoại, Lưu Gia Kỳ còn không biết Hứa Thuần Lương đã làm tới Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, cho là hắn vẫn là Trường Hưng phân viện viện trưởng, đoán chừng đánh điện thoại nguyên nhân chính là vì tưởng lão thái thái chuyện tự sát. Lưu Gia Kỳ không muốn tiếp Hứa Thuần Lương điện thoại, lại sợ đắc tội hắn, cho hắn trở về cái tin, biểu thị người một nhà tại ngoại địa. Không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì tiết sau lại nói. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thuần Lương phát một đoạn thư ảnh chụp tới, sau đó phụ cái trước thông chi, xế chiều ngày mai 3 điểm cả, tại Hồ Sơn trấn phòng họp nhỏ Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, mời Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ người phụ trách cần phải tham gia. Cần phải có ý tứ là nhất định phải, Hứa Thuần Lương không phải cùng với nàng thương lược, đây là mệnh lệnh, lời ngầm chính là ngươi có thể không đến, nhưng là nếu như ngươi không đến nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Lưu Gia Kỳ nhìn thấy Lạc Khoản mới ý thức tới Hứa Thuần Lương đại biểu Hồ Sơn trấn chính phủ, nàng tranh thủ thời gian tìm Hồ Sơn trấn chính phủ một vị bằng hữu hỏi thăm một chút, thế mới biết Hứa Thuần Lương thân phận bây giờ biến thành Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, mà lại chuyên môn phụ trách cân đối tương ái liên tự sát sự kiện. Lưu Gia Kỳ bắt đầu ý thức được chuyện này có chút không ổn, kiên trì lại cho Trương Hằng Dương gọi điện thoại. Trương Hằng Dương vừa nghe nói vẫn là tương ái liên chuyện tự sát lập tức hơi không kiên nhẫn. Thế gian vốn không sự tình lo sợ không đâu chi, cái này Lưu Gia Kỳ năng lực đáng lo, như thế chút điểm việc nhỏ đều xử lý không được, lặp đi lặp lại tê dại phiền chính mình. Lưu Gia Kỳ từ Trương Hằng Dương trong giọng nói đã cảm giác được hắn không kiên nhẫn, thở dài giải thích nói, Trương Tổng, hiện tại là phó trấn trưởng Hứa Thuần Lương phụ trách chuyện này. Trương Hằng Dương nghe được Hứa Thuần Lương danh hiệu không tự chủ được sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Lưu Gia Kỳ tướng mình nghe được tin tức nói cho Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương cùng Hứa Thuần Lương đi qua đánh qua không chỉ một lần quan hệ, có thể nói hắn không có chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi, hắn rõ ràng Lưu Gia Kỳ tuyệt không phải Hứa Thuần Lương đối thủ, cân nhắc một chút vẫn là đồng ý Lưu Gia Kỳ đi họp, nhìn nhiều nói ít, nhìn xem Hứa Thuần Lương đến cùng muốn làm gì rồi quyết định như thế nào ra chiêu. Trương Hằng Dương sau khi phân phó xong, ngựa lên liên hệ Hồ Sơn trấn người đứng đầu Tần Chính Dương. Để Hứa Thuần Lương đến phụ trách chuyện này khẳng định là Tần Chính Dương chủ ý, Trương Hằng Dương cùng Tần Chính Dương gần nhất quan hệ chỗ đến không tệ, hắn trước hết cùng Tần Chính Dương lên tiếng kêu gọi, đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Tần Chính Dương nghe Trương Hằng Dương nói xong, cười nói, không tệ, là ta để Hứa Thuần Lương phụ trách chuyện này. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, Hứa Thuần Lương đi qua chính là Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình hắn liền là người chịu trách nhiệm. Ngài để hắn đến xử lý chuyện này, có thể cam đoan công bằng công chính sao? Tần Chính Dương nói, hắn vừa tới Hồ Sơn Trấn, chúng ta toàn thể ban lãnh đạo cũng muốn thông qua chuyện này đối với năng lực của hắn tiến hành một cái ước định, người không cần lo lắng, phải tin tưởng một cái cán bộ tố dưỡng. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, không phải ta không tin hắn, nhưng là người đều sẽ trộn lẫn tình cảm nhân tố, hắn đối Trường Hưng khẳng định có tình cảm, mà lại chuyện này cùng hắn ít nhiều có chút quan hệ. Hắn tại xử lý chuyện quá trình bên trong có phải hay không sẽ trộn lẫn tình cảm cá nhân nhân tố. Tần Chính Dương nói, ngươi không cần khẩn trương, hắn gọi các ngươi đi họp nên là toàn diện tìm hiểu tình huống. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, chúng ta tận lực phối hợp công việc, nhưng là hắn để chúng ta tham gia lần này hội nghị là không hề có đạo lý. Tự sát sự kiện phát sinh ở Hoa Tập đoàn công trường,
cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta có chút bận tâm, hắn mục đích làm như vậy là muốn hỏa thủy đông dẫn. Tần Chính Dương nở nụ cười, Trương Tổng, lời này của ngươi cũng có chút nói chuyện giật gân, nếu như cán bộ của chúng ta không cách nào kiên trì nguyên tắc, không cách nào lo liệu công bằng công chính như vậy hắn chính là không hợp cách, liền không có tác dụng lớn. Trương Hằng Dương trong lòng thầm mắng, người mẹ nó ít cùng ta bán giọng quan, các ngươi quan trường bộ kia ta còn không rõ ràng lắm, đơn giản là cố ý tướng nan để ném cho Hứa Thuần Lương, người cầm Hứa Thuần Lương lập uy, có hay không nghĩ tới con hàng này liền là cái ma tinh. Nếu là hắn có thể công chính xử lý chuyện này mới là lạ. Thời gian họp định tại 3 giờ chiều cả, qua đến người tham gia hội nghị có Hoan Niên lớn khỏe mạnh Phó Tổng Vũ Pháp Quân, Nguy Sơn Đảo Bệnh viện Bí Thư Đàm Hải Yến, Đại Hằng Tập đoàn Nguy Sơn Đảo Sự nghiệp Bộ Giám đốc Lưu Gia Kỳ, phái ra chỗ sở trưởng Lý Thành Ba, Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng, chính đảng phòng làm việc Tổng hợp Lữ Ái Hà cũng chuyên tới họp. Hứa Thuần Lương lúc đầu không có đánh hắn phổ, Lữ Ái Hà bình thường nghỉ muốn tới mùng 7 đi làm, theo chính hắn nói là Tần Bí Thư an bài hắn tới là Hứa Trấn trưởng phục vụ. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy giám sát ý nghĩa quá nhiều phục vụ, hắn đối Hồ Sơn Trấn tình huống còn hiểu rõ, Lữ Ái Hà là Tần Chính Dương người, vì hắn đi theo làm tùy tùng tận tụy tận trung. Tần Chính Dương mặc dù đem chuyện này giao cho mình, nhưng là đối với hắn vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, cho nên mới tìm cái thân tín nhìn mình chằm chằm. Ninh Tứ cũng tiếp vào thông chi tới, hắn cũng rõ ràng mình tránh khẳng định là không tránh khỏi, sớm tối đều phải đối diện. Trường Hưng cửa bệnh viện khám gấp trùng tu cải tạo công trình, hắn còn có không ít số dư không có cầm tới, Trường Hưng bệnh viện khẳng định phải cầm vấn đề an toàn làm văn chương, bồi thường muốn từ trên người hắn ra, Đinh Tứ cũng không phải dễ trêu, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hứa Thuần Lương để Lữ Ái Hà thông chi phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn, hôm nay vẫn là Chu Hoành Viễn trực ban. Chu Hoành Viễn lấy cớ mình có việc, hắn mới không muốn lẫn vào cái này chuyện phiền toái, nhưng họp trước, Hứa Thuần Lương tự mình đến Chu Hoành Viễn văn phòng mời hắn. Hứa Thuần Lương đánh đáy lòng chán ghét con hàng này, tương ái liên tự sát sự kiện liền là phát sinh ở hắn trực ban trong lúc đó, chó nhập cùng người không việc gì, tất cả mọi chuyện đều đẩy cho mình, nghĩ sống chết mặc bây. Lão tử lệch không cho ngươi như ý. Chu Hoành Viễn nói, tiểu Hứa A, Tần Bí Thư giao cho ngươi phụ trách, ngươi liền buông tay buông chân đi làm, ta đi cũng không có tác dụng gì. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Tần Bí Thư mặc dù đem chuyện này giao cho ta xử lý, nhưng là hắn cũng đã nói. Để cho ta gặp được nan để muốn bao nhiêu trưng cầu lão đồng chí ý kiến, lại nói, ngài là hành chính trực ban, chuyện này là ngài trực ban trong lúc đó phát sinh, cùng ngài cũng không phải không hề có một chút quan hệ. Chu Hoành Viễn ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, người này có ý tứ gì? Ta hành chính trực ban liền cùng ta có quan hệ, đây là cái gì logic, dính lông lại bốn lượng, người thuần túy buồn nôn ta tới. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là ta vừa tới trong trấn công việc. Lần thứ nhất tổ chức như thế hội nghị trọng yếu, lo lắng cho mình trấn không được tràng diện, Chu trấn trưởng, ngài đức cao vọng trọng, phải giúp ta ép một chút trận A. Nói được loại tình trạng này, Chu Hoành Viễn đã không tiện cự tuyệt, họp liền họp, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng hát phải là cái nào một màn. Đến phòng họp, những người khác trên cơ bản đều đến. Hứa Thuần Lương đi sau khi đi vào, tới một câu, mọi người hoan nghênh Chu trấn trưởng. Hắn ba ba vỗ tay hắn một vỗ tay những người khác cũng không tiện không phòng trường, cũng là hiện ra mấy phần nhiệt liệt. Nhưng là loại này nhiệt liệt cũng không phải là Chu Hoành Viễn muốn đến, hắn chính là đến dự thính, khiến cho cùng hắn là nhân vật chính đồng dạng. Hứa Thuần Lương thấy được Vũ Pháp Quân, hướng Vũ Pháp Quân cười cười, xem như lên tiếng chào. Vũ Pháp Quân kỳ thật vừa rồi cho hắn phát tin tức, nghĩ sớm gặp hắn câu thông, nhưng là Hứa Thuần Lương không có về. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Hứa Thuần Lương nói, Chu trấn trưởng ngài trước nói hai câu. Tựa như là biểu hiện ra đối lão đồng chí tôn trọng, Chu Hoành Viễn lại biết bây giờ không phải là mình lúc nói chuyện, lạnh nhạt cười nói, hội nghị hôm nay là ngươi chủ trì, ta là tới dự thính, liền không lên tiếng. Chu Hoành Viễn từ vừa mới bắt đầu liền minh xác thái độ, các ngươi tất cả mọi người nghe rõ ràng cho ta cùng chuyện này không quan hệ ta chính là đến dự thính, là con hàng này kiên quyết ta kéo tới họp. Hứa Thuần Lương nói, vậy thì tốt, hội nghị chính thức bắt đầu tiên chúc mọi người tân xuân đại cát vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh công việc thuận lợi. Tất cả mọi người mộng bức, đây là nghiên cứu thảo luận xử lý như thế nào lão thái tự sát sự kiện hội nghị, không phải họp mặt chúc Tết hội, Hứa Thuần Lương cũng quá không nghiêm túc. Hứa Thuần Lương nói, vô luận thế giới như thế nào biến hóa, vô luận xảy ra chuyện gì,
công việc của chúng ta sinh hoạt tổng phải tiếp tục, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a, cho nên tất cả mọi người muốn trân quý. Tương ái liên sự tình ta nghĩ tất cả mọi người đã trải qua rõ ràng a. Hắn để Lư Ái Hà tướng đồn công an liên quan tới cái này khởi sự kiện cuối cùng điều tra kết quả phân phát cho mọi người, kỳ thật tất cả mọi người đã sớm làm rõ ràng chuyện này. Phần này điều tra kết quả chủ yếu là minh xác tương ái liên nguyên nhân cái chết, tử vong thời gian, tử vong địa điểm. Hứa Thuần Lương hướng Vũ Pháp Quân nhìn lại, ta nghĩ trước nghe một chút Hoa Niên tập đoàn ý kiến. Vũ Pháp Quân nói, các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, mọi người chúc mừng năm mới, ta là Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng quản lý Vũ Pháp Quân, cũng là Hoa Niên tập đoàn chỉ định đại biểu, nhằm vào sự kiện lần này ta nghĩ cường điệu mấy điểm. Thứ nhất, tương ái liên là tự sát. Nàng chết cùng bên ta không có bất cứ quan hệ nào, nếu như chúng ta có thể lấy công bằng thị giác đối đãi chuyện này, bên ta cũng là người bị hại, tương ái liên chết cho ta phương tạo thành rất lớn bối rối cùng tổn thất. Thứ hai, Lưu Đại Hổ chết cùng bệnh viện chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, bệnh viện chúng ta nhân viên y tế tại hắn phát bệnh về sau đối với hắn tiến hành khẩn cấp thi cứu, chọn lựa biện pháp là kịp thời, thích hợp, trong quá trình này chúng ta chưa từng có mất, cũng không nên gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Thứ ba, về phần người chết gia thuộc nói lên công trường an toàn quản lý vấn đề, chúng ta thừa nhận công trường an toàn quản lý tồn tại lỗ thủng, bọn ta cũng sẽ truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm, nhưng là công trường an toàn quản lý cùng tương ái liên chết cũng không trực tiếp quan hệ. Thứ tư, chúng ta hy vọng Hồ Sơn Trấn chính phủ có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn, thiết thực mà bảo chứng đầu tư thương lợi ích. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, được chịu tổn thất không chỉ là chúng ta Hoa Niên tập đoàn, về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều đồng loại sự kiện xuất hiện. Hồ Sơn Trấn chính phủ danh dự cùng công tín lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hắn lời nói này đã biểu lộ thái độ, cũng giữ vững được nguyên tắc, không có làm ra cái gì nhượng bộ, cùng Đàm Hải Yến trước đây biểu hiện có thể nói là cách biệt một trời. Đàm Hải Yến âm thầm hổ thẹn, khó trách người ta có thể lên làm Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng, hoàn toàn chính xác có trình độ. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Chu Hoành Viễn nói, Chu Trấn trưởng thấy thế nào? Chu Hoành Viễn trong lòng thầm mắng. Ngươi lại ta, Tần Chính Dương đem sự tình giao cho ngươi xử lý, ngươi lão kéo ta xuống nước làm gì? Có chút hối hận, mình nên kiên trì không tới tham gia hội nghị. Chu Hoành Viễn biết rõ không thể tùy tiện tỏ thái độ, hắn bưng lên trước mặt giữ ấm chén, uống một hớp lớn cầu kỳ trà, tiểu hứa A, ngươi đi qua chính là Nguy Sơn Hồ Bệnh viện viện trưởng, phương diện này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Tất lại thể chế bên trong lịch luyện nhiều năm, không để lại dấu vết đưa bóng lại đá trở về. Hứa Thuần Lương nói, Vũ Tổng nói đến cái này bốn điểm rất tốt, nhưng là lại không tốt, chúng ta Hồ Sơn Trấn chính phủ lúc nào nói không giữ lời rồi. Cái gì gọi là thiết thực cam đoan nhà đầu tư lợi ích? Ta muốn nói rõ một chút, chúng ta cam đoan chính là nhà đầu tư hợp pháp lợi ích, ai dám tại Hồ Sơn Trấn đánh lấy đầu tư danh nghĩa xử lý phạm pháp hoạt động, chúng ta chẳng những sẽ không bảo hộ ngươi, hơn nữa còn sẽ từ xử phạt nặng. Vũ Pháp Quân thầm than, mình lời mới vừa nói không đủ nghiêm cẩn. Bị hắn bắt lấy một cái lỗ thủng, bất quá người này trận doanh chuyển đổi đến cũng quá nhanh đi, người mới đến đảm nhiệm mấy ngày. Thế mà liền nói như vậy, Hứa Thuần Lương nói lời nói này thời điểm nhìn chằm chằm Lưu Gia Kỳ trong lòng tự nhủ ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì. Ta lại không làm phạm pháp loạn kỳ cương hoạt động. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên kiên trì cùng tương ái liên chết không có quan hệ, vậy thì tốt, Đại Hằng tập đoàn đại biểu cũng nói hai câu đi. Lưu Gia Kỳ cười cười nói. Hôm nay là ngày mồng ba Tết, ta cũng trước cho mọi người bái niên, chúc mọi người năm mới tình cảnh mới, tâm tưởng sự thành. Hứa Thuần Lương có thể dạng này mở màn, nàng cũng có thể. Hôm nay không khí của hội trường cũng không ngưng trọng, tham dự hội nghị người trong lòng đều không muốn lấy muốn nhận gánh trách nhiệm. Lưu Gia Kỳ nói, không nghĩ tới lần này hội nghị sẽ thông chi chúng ta, tương ái liên nữ sĩ là chúng ta Đại Hằng ký kết hộ khách, ta đầu tiên đại biểu Đại Hằng tập đoàn đối lão nhân gia chết biểu thị trầm thống ai điếu. Chúng ta quyết định vô điều kiện là tương ái liên nữ sĩ trả phòng, cũng quyên tặng 10.000 thăm hỏi kim. Hứa Thuần Lương nói, 10.000. Lưu Gia Kỳ gật đầu nói, 10.000. Tưởng lão thái cũng không phải chết tại bọn hắn công trường, cho 10.000 khối đã hết lòng tận, mà lại bọn hắn cũng đáp ứng cho trả phòng. Hứa Thuần Lương hướng đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba nói, Lý sở, ta để ngài điều lấy màn hình giám sát tất cả an bài xong sao. Lý Thành Ba nói, toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Hứa Thuần Lương ra hiệu Lữ Ái Hà tướng màn cửa kéo lên, Lý Thành Ba tướng chuẩn bị xong bộ phận giám sát nội dung hình chiếu phát ra. Những nội dung này đều là liên quan tới tương ái liên,
Lý Thành Ba dựa theo Hứa Thuần Lương yêu cầu điều lấy hai ngày này trọng điểm điểm màn hình giám sát, để nhân viên kỹ thuật dựa theo thời gian tuyến biên tập một chút. Trên tấm hình, mọi người nhìn thấy Tương Ái Liên thất hồn lạc phách đi ra bến tàu, kia là đầu năm mùng một thứ nhất tàu thủy chuyến độ, lão thái thái một đường đi bộ, vừa đi vừa khóc, nàng đi đại hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn. Lưu Gia Kỳ sắc mặt thay đổi, Hứa Thuần Lương thả cái này thu hình lại là có ý gì? Hắn là muốn đem đầu mâu chỉ hướng đại hằng. Hắn đến cùng là từ Trường Hưng bệnh viện ra, đương nhiên phải hướng lấy Trường Hưng bệnh viện nói chuyện. Màn hình giám sát vẫn tiếp tục phát hình, tưởng lão thái thái đi vào đại hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ, tại cửa ra vào gặp được bảo an chỉ nghỉ ngơi thông chi, nói cho lão thái thái hai ngày này nghỉ. Tưởng lão thái thái lại là chắp tay lại là thở dài, nàng nghĩ trả phòng, nghĩ lập tức liền trả phòng. Tất cả mọi người đã nhìn ra, tưởng lão thái tinh thần đã đứng trước sụp đổ. Hứa Thuần Lương tạm dừng hình tượng, chỉ vào thu hình lại nói, căn cứ màn hình giám sát biểu hiện, Tương Ái Liên đầu năm mùng 1:10 rưỡi sáng đã tới đại hằng tiêu thụ bán building chỗ cổng, một mực tại ngoài cửa bồi hồi, về sau nàng đi tiêu thụ bán building chỗ ngồi phía sau, đánh mấy điện thoại. Nói đến đây hắn cố ý ngừng lại, hướng Lý Thành Ba nói, Lý Sở Trưởng, điện thoại ghi chép tra ra được chưa? Lý Thành Ba gật đầu nói, tất cả đều tra ra được. Hứa Thuần Lương ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái đảo qua, tất cả mọi người tại né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng thầm nghĩ, lão thái thái này giống như không gọi điện thoại cho ta. Hứa Thuần Lương nói, Lưu Tổng, ngươi cho tưởng lão thái lưu quá điện thoại không có. Lưu Gia Kỳ hoảng vội vàng lắc đầu, không có, chưa hề đều không có. Nói xong nàng lại ý thức được câu trả lời này cũng không thỏa đáng, tranh thủ thời gian bổ sung nói rõ nói, dựa theo chúng ta đơn vị quy định, ai cái thứ nhất tiếp đãi hộ khách. Người nào chịu trách nhiệm liên hệ, ai ký kết ai liên hệ, phụ trách Tương Ái Liên nghiệp vụ viên là Trần Minh, hắn năm trước rời chức. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết người thật giống như tiếp đãi qua Tương Ái Liên. Lưu Gia Kỳ nói, nàng tới qua mấy lần? Mấy lần? Ta nhớ không rõ, bởi vì mỗi lần không nhất định là ta tự mình phụ trách tiếp đãi. Đại khái mấy lần? Không cao hơn 5 lần. Lưu Gia Kỳ bởi vì tâm hư cho nên nói đến cũng không đủ xác định. Lưu Tổng một ngày trăm công ngàn việc rất bận, ta có thể nói cho ngươi mấy lần, tưởng lão thái hết thảy tới 23 lần, nàng tại lần thứ 3 tới thời điểm ký kết mua nhà, tại lần thứ 23 tới thời điểm, quyết định tự sát suy quyền. Lưu Gia Kỳ không biết Hứa Thuần Lương từ chỗ nào có được những này số liệu, nhìn Lý Thành Ba một chút, vừa vặn Lý Thành Ba cũng đang nhìn nàng, chẳng lẽ cảnh sát điều lấy trong khoảng thời gian này tất cả giám sát tư liệu. Toàn cục theo thật là đáng sợ. Đàm Hải Yến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thuần Lương quả nhiên còn đọc tình cũ, vừa rồi đối Vũ Pháp Quân thái độ làm cho nàng nghĩ lầm Hứa Thuần Lương muốn quay giáo tương hướng, hiện tại xem ra hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là nhắm ngay đại hằng. Video theo dõi một lần nữa phát ra, tưởng lão thái thái một người đi vào đại hằng công trường phía ngoài to lớn dương tấm trước, ngước đầu nhìn lên lấy khí thế rộng rãi hiệu quả đồ, kiệt lực ngóc lên đầu lâu cùng còng xuống thân thể tạo thành tươi minh so sánh, gió lạnh thổi động nàng hoa dâm tóc, lão thái thái đưa tay phải ra, kiệt lực hướng lên giơ lên. Tựa hồ muốn chạm đến nàng trong giấc mộng quê hương. Thấy cảnh này, không ít người vành mắt đều đỏ, ai cũng có phụ mẫu, nhà ai đều có lão nhân, tưởng lão thái thái giờ phút này ra sao bất lực, sao mà tuyệt vọng. Đến cùng là ai đem lão thái thái biến thành cái dạng này, đại hằng. Vô lương nhà đầu tư, các người phàm là sớm một chút thỏa mãn lão thái thái yêu cầu, người ta cũng sẽ không đi đến tuyệt lộ. Rất nhiều người đã hướng Lưu Gia Kỳ đáp lại khinh bỉ ánh mắt, Lưu Gia Kỳ như ngồi bàn trông. Nàng liền không nên tới, Hứa Thuần Lương quá xấu rồi đào một cái hố to để nàng tới nhảy vào, hiện tại mình là trong đũng quần xóa bùn đất, không là phân cũng là phân, kế tiếp còn không biết có cái gì ngoan chiêu đối phó mình, đầu óc của nàng đang bay nhanh vận chuyển, lo lắng lấy cách đối phó. Người Hứa Thuần Lương không phải liền là muốn trợ giúp Hoa Niên thoát khốn sao? Vì đạt tới mục đích, không tiếc kéo chúng ta đại hằng xuống nước. Người bây giờ làm hết thảy chính là muốn chứng minh thúc đẩy tưởng lão thái thái tự sát nguyên nhân dẫn đến là chúng ta đại hằng. Hình tượng bên trong tưởng lão thái thái cứ như vậy thật lâu đứng tại dương tấm trước, hình tượng tiến nhanh từ giữa trưa đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến ban đêm, lão thái thái đứng không nhúc nhích, một miếng cơm không ăn, một ngụm nước không uống. Trời tối, nàng rốt cuộc thấy không rõ dương trên bảng hiệu quả đồ, nhìn không thấy nàng tâm niệm đọc mộng tưởng gia viên, lão thái thái xoa xoa nước mắt, lấy điện thoại cầm tay ra. Hẳn là nhìn có người hay không gọi điện thoại cho nàng, có hay không người cho nàng gửi tin tức. Đàm Hải Yến nước mắt ngăn không được chảy ra,
nàng bất chi bất giác đã đắm chìm trong đó, là tưởng lão thái vận mệnh mà sầu não. Phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn nghĩ đến lại là một chuyện khác, Hứa Thuần Lương tiểu tử này không đơn giản a, ngắn ngủi hai ngày, có thể đem tưởng lão thái đi vào Nguy Sơn đảo trên hành tung tra xét cái rõ ràng. Kỳ thật tra ra những này độ khó không lớn, nhưng là người khác làm sao lại không nghĩ tới, liền xem như nghĩ đến cũng chưa chắc đi làm như thế, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, người cũng đã chết rồi, hẳn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Thiện Hậu Phương Bột, lại tra những vấn đề này còn có ý nghĩa gì. Hiện tại xem ra chẳng những có ý nghĩa mà lại rất có ý nghĩa, Hứa Thuần Lương lợi dụng màn hình giám sát đem chọn một chuyện mạch lạc thanh lý ra, liền tình trạng trước mắt đến xem, Đại Hằng tập đoàn chưa hẳn có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Trên màn hình tưởng lão thái thái chậm rãi từng bước hướng trong bóng đêm đi đến, hình tượng bởi vì ánh đèn nguyên nhân lúc sáng lúc tối, tựa như không thể phỏng đoán nhân sinh. Tưởng lão thái thái nên là muốn tiến vào suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn công trường hiện trường nhìn xem, Đại Hằng tập đoàn mặc dù kiến thiết phương diện tốc độ, nhưng là tại công trường phương diện an toàn làm được phi thường xuất sắc. Tưởng lão thái không có thể thuận lợi tiến vào công trường, chỉ có thể dọc theo công trường vây cản tiếp tục tiến lên, đi tới Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường nhỏ cửa mở ra, trong phòng an ninh đèn sáng nhưng là cổng cũng không bảo an, tưởng lão thái cứ thế mà đi vào. Hết thảy quy về hắc ám. Giám sát phát ra đến đây hoàn tất, Hứa Thuần Lương để Lữ Ái Hà đem tất cả đèn đều mở ra. Trong phòng họp vẫn hoàn toàn yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều rất nặng nề, tâm tình cũng giống như vậy. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, các vị sau khi xem xong có cái gì muốn nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Pháp Quân. Vũ Pháp Quân lúc này rõ ràng đã có lực lượng, đồng dạng một đoạn giám sát, mỗi người nhìn thấy đồ vật là không giống. Vũ Pháp Quân nói, căn cứ đoạn này video theo dõi, có thể đầy đủ chứng minh Tương Ái Liên là ngộ nhập chúng ta Hoa Niên tập đoàn đang xây công trường, nàng đem chúng ta công trường trở thành cái khác nhà đầu tư công trường, chúng ta Hoa Niên tập đoàn đối với chuyện này hoàn toàn là bị hiểu lầm bị tổn thương một phương. Vũ Pháp Quân không có điểm tên Đại Hằng tập đoàn đã coi như là cho Lưu Gia Kỳ mặt mũi, video theo dõi đã phi thường minh bạch, tưởng lão thái chính là đến tìm Đại Hằng trả phòng, nếu như Đại Hằng tập đoàn sớm một chút cho nàng trả phòng hoặc hứa liền sẽ không phát sinh cái này bi kịch. Đàm Hải Yến nói, nên chúng ta gánh chịu trách mặc chúng ta sẽ không từ chối, nhưng là không nên chúng ta gánh chịu trách nhiệm, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Nàng cho là mình bổ sung đến vừa đúng, trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Hai ngày này nhưng làm nàng cho dày vò đến không nhẹ, may mắn Hứa Thuần Lương còn cho bọn hắn một cái trong sạch. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi nói một chút các ngươi hẳn là gánh chịu như thế nào trách nhiệm. Một câu liền đem Đàm Hải Yến cho đang hỏi, nàng nhìn Vũ Pháp Quân một chút, Vũ Pháp Quân trong lòng thầm mắng, ai bảo ngươi xen vào tới. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, Đàm thư ký, ngươi không cần lo lắng, có cái gì thì nói cái đó, đội ngũ của chúng ta liền cần phê bình cùng bản thân phê bình. Tham dự hội nghị người đều cảm thấy muốn cười, Đàm Hải Yến đơn thuần tự tìm, không có việc gì ra tú tồn tại gì cảm giác. Lần này bị Hứa Thuần Lương bắt lấy lỗ thủng đi, vừa rồi phát ra đoạn này video theo dõi, mặc dù đầu mâu chỉ hướng Đại Hằng, nhưng là cũng không có nghĩa là Hoa Niên tập đoàn không có trách nhiệm. Đàm Hải Yến mím môi, cái này Hứa Thuần Lương có ý tứ gì? Đông đánh một thương tây thả một pháo, người đến cùng muốn như thế nào? Thả đoạn video này mục đích không phải giúp chúng ta giải thoát khốn cảnh sao? Vũ Pháp Quân nói, Đàm ý của bí thư là, chuyện này trách nhiệm cần phải rõ ràng, phải hiểu rõ dẫn đến Tương Ái Liên sự kiện nguyên nhân thực sự là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, Vũ Pháp Quân đồng chí, ngươi có phải là không có nhìn kỹ phát xuống vụ án nói rõ, ở bên trong, Lý Sở đã tiến hành hoàn chỉnh nói rõ, Tương Ái Liên là tự sát, điểm này không thể nghi ngờ. Vừa mới Hải Yến đồng chí nói hẳn là gánh chịu trách mặc cho các ngươi sẽ không từ chối, ta rất thưởng thức thái độ của các ngươi, nhưng là giải quyết vấn đề vẫn là cần cụ thể hóa, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi cảm thấy tại chuyện này quá trình Trung Hoa Nam tồn ở vấn đề là cái gì? Hứa Thuần Lương bắt lấy một vấn đề liền từng bước ép sát, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Chu Hoành Viễn từ trong túi sờ lên thuốc lá, cuối cùng vẫn là nhịn được, Hứa Thuần Lương tiểu tử này quả nhiên không đơn giản a. Ngay cả mình cũng thấy không rõ sáo lộ của hắn, bất quá loại thời điểm này, hắn không ngại đến cái lửa cháy đổ thêm dầu, lạnh nhạt nói, Hứa trấn trưởng có ý tứ là, các ngươi Hoa Niên tập đoàn hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút tự thân tồn tại vấn đề. Vũ Pháp Quân hướng Đàm Hải Yến nói, bên này công việc vẫn luôn là Đàm thư ký đang phụ trách. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính ngươi chọc ra chỗ hở tự mình giải quyết.
Đàm Hải Yến nói, đối với chuyện này, chúng ta phát hiện trong công việc tồn tại không đủ, chủ yếu là tại an toàn quản lý phương diện, đơn vị thi công an toàn ý thức không đủ, công trình quản lý trên tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Hứa Thuần Lương nói, ta có chút nghe không hiểu ngươi nói là đơn vị thi công vấn đề vẫn là nói tự thân các ngươi vấn đề. Đàm Hải Yến nói, chúng ta không có đưa đến chính xác giám thị tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, Hoa Niên tập đoàn cụ thể phụ trách công trình giám thị chính là ai? Đàm Hải Yến trong lòng tự nhủ ngươi không rõ ràng, đi qua công trình phương diện sự tình không đều là ngươi đang phụ trách sao? Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta nhớ không lầm hẳn là Đường Thiên Nhất A. Vũ Pháp Quân cùng Đàm Hải Yến liếc mắt nhìn nhau, ở phương diện này hai người bọn hắn thật đúng là không bằng Hứa Thuần Lương rõ ràng, Đường Thiên Nhất hoàn toàn chính xác phụ trách giám thị Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình an toàn. Nhưng là con hàng này là cái trên danh nghĩa, từ khởi công đến bây giờ ai cũng không gặp hắn tới qua một lần. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi không biết. Vũ Pháp Quân nói, ta mới vừa tới đến Hoa Niên lớn khỏe mạnh, trước mắt còn tại thích ứng công việc quá trình. Đàm Hải Yến nói, Hứa Trấn Trưởng, ngươi cũng biết đi qua, ta một mực phụ trách đảng quần công việc, chuyện cụ thể là ngươi phụ trách. Tham dự hội nghị người từng cái âm thầm bật cười, cái này Đàm Hải Yến thật là khiến người ta im lặng. Ngươi còn tưởng là Hứa Thuần Lương là đã đi qua Nguy Sơn đảo bệnh viện viện trưởng, người này thân phận bây giờ là Hồ Sơn Trấn trưởng trấn, dù sao trước mắt không nhìn ra hắn muốn vì Hoa Niên tập đoàn ra mặt dấu hiệu. Hứa Thuần Lương nói, Đinh Tổng, ngươi là Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đơn vị thi công, ngươi cảm thấy chuyện lần này các ngươi tồn tại vấn đề là cái gì? Đinh Tứ nói, bi kịch như là đã phát sinh, chúng ta đỉnh lập kiến thiết sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta tôn trọng các cấp lãnh đạo cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, cần chúng ta nhận chịu trách nhiệm gì chúng ta liền nhận chịu trách nhiệm gì, trước mắt ta đã cùng ngày phụ trách bảo an nhiệm vụ hai tên bảo an khai trừ, bọn hắn là cộng tác viên. Ninh Tứ lần này tỏ thái độ vẫn là có đảm đương, chỉ ít so Đàm Hải Yến một vị đẩy ra phía ngoài chút trách nhiệm đảm nhiệm mạnh hơn. Hứa Thuần Lương nói, an toàn sự kiện không lớn nhỏ, Đinh Tổng muốn lấy đó mà làm gương A, Hoa Niên tập đoàn giám thị bất lực. Xét thấy sự kiện lần này tạo thành xã hội ảnh hưởng, ta quyết định, Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục tạm thời đình công, tiến hành toàn diện an toàn tự tra từ chấn tổng hợp chấp pháp xử lý phụ trách giám sát chỉnh đốn và cải cách. Hiện trường lặng ngắt như tờ, vừa rồi thả màn hình giám sát thời điểm, tất cả mọi người coi là Hứa Thuần Lương muốn thay Hoa Niên tập đoàn khuyên, tướng đầu mâu chỉ hướng Đại Hằng, lại nghĩ không ra hắn đầu tiên vung ra một đao là hướng về phía Hoa Niên tập đoàn. Hứa Thuần Lương hướng tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng nói, Lý chủ nhiệm muốn vất vả một chút. Lý Phương Lượng nói, Hứa Trấn Trưởng yên tâm, ta sẽ mau chóng giám sát Hoa Niên tập đoàn hoàn thiện an toàn cơ chế. Vũ Pháp Quân cũng bị đánh trở tay không kịp, đình công. Mặc dù bây giờ ở vào ăn Tết trong lúc đó, nhưng là đình công chỉnh đốn và cải cách thư thông báo một chút, khẳng định sẽ đối với Hoa Niên tập đoàn tạo thành ảnh hưởng trái chiều, Hoa Niên là đưa ra thị trường công ty. Loại ảnh hưởng này chẳng mấy chốc sẽ thể hiện tại giá cổ phiếu bên trên. Hứa Thuần Lương đưa ánh mắt về phía Lưu Gia Kỳ, Lưu Gia Kỳ một viên tim đập bịch bịch, Hứa Thuần Lương đối ông chủ cũ đều có thể ác như vậy, càng không cần đối bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, Lưu Tổng cảm thấy các người Đại Hằng hẳn là gánh chịu như thế nào trách nhiệm đâu. Lưu Gia Kỳ nói, chuyện này là cái ngoài ý muốn, mà lại. Hứa Thuần Lương đánh gãy nàng nói, sự tình đã rất rõ ràng, ta không cần giải thích. Phòng ở cũng là một kiện thương phẩm, các ngươi làm là thương phẩm dự bán, người tiêu dùng liền vật thật đều không có gặp, liền đã đem tiền toàn đều cho các ngươi, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, đừng nói trừ tai họa cho người, các ngươi ngược lại mang đến cho người khác tai họa. Lưu Gia Kỳ nói, Hứa Trấn Trưởng, tương ái liên tự sát nguyên nhân cũng không phải là bởi vì chúng ta, ngài nói như vậy chúng ta không thể tiếp nhận. Hứa Thuần Lương nói, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi không nên đánh đoạn ta, đây là giữa người và người tối thiểu tôn trọng, người ngay cả ta đều không tôn trọng, càng đàm không đến tôn trọng người tiêu dùng. Lưu Gia Kỳ mơ hồ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Hứa Thuần Lương rõ ràng là hướng đầu ta đỉnh chụp mũ. Hứa Thuần Lương nói, tưởng lão thái thái tại các ngươi tiêu thụ bán building chỗ ngoài cửa đứng một ngày, các ngươi bảo an không thấy được. Cho dù là nói vài lời giải sầu, cho người ta lão thái thái đổ chén trà nóng. Cũng không trở thành nàng nghĩ quẩn đi trên tuyệt lộ, các ngươi bảo an vì cái gì không thể nhân tính hóa một điểm. Lúc trước người ta tới mua nhà thời điểm, khuôn mặt tươi cười đón lấy, một khi để người ta trong túi tiền cho hống đến các ngươi trong chương mục, lập tức trở mặt không quen biết,
có không có làm rõ ràng a, ai mới là suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn chủ nhân? Lưu Gia Kỳ nói, ta thừa nhận công việc của chúng ta tồn tại chỗ không đủ, về sau chúng ta sẽ tận lực sửa lại, nhưng là Hứa trấn trưởng lời của ngài cũng có sai lầm bất công. Thứ nhất, chúng ta tới Nguy Sơn đảo là đầu tư, là vì xúc tiến kinh tế địa phương, lúc trước cũng là Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo làm rất nhiều cố gắng, chúng ta Đại Hằng mới quyết định ngụ lại Nguy Sơn đảo. Thứ hai, chúng ta bảo an nghiêm ngặt chấp hành điều lệ chế độ, ta cảm thấy không có gì không đôi. Hứa Thuần Lương nghiêm mặt nói, Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo dẫn vào Đại Hằng dự tính ban đầu là vì xúc tiến kinh tế địa phương, nhưng là Đại Hằng, còn có Hoa Niên, các người những này nổi danh xí nghiệp vào ở Hồ Sơn trấn không có một cái nào là vì làm từ thiện, mục đích của các ngươi là kiếm tiền, các ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, là Hồ Sơn trấn chính phủ cho các ngươi cơ hội, là bản xứ dân chúng cho các ngươi cơ hội. Hồ Sơn trấn chính phủ tất cả mọi người kinh trụ, kỳ thật trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy, vừa lúc bắt đầu, còn đối với đầu tư thương tất cung tất kính, xem như ra một dạng cung cấp, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Mặc kệ Đại Hằng vẫn là Hoa Niên, vẫn là cái khác nhà đầu tư, ai không phải thấy được Đông Châu phát triển cấp quốc gia nghỉ phép khu cơ hội, bọn hắn là nghĩ đến kiếm tiền. Cái gì xúc tiến kinh tế địa phương, kéo theo địa phương vào nghề những cái kia đường hoàng, tất cả đều là lừa gạt quỷ, cuối cùng còn không phải là vì kiếm tiền. Đàm Hải Yến lúc này đối Hứa Thuần Lương huyễn tưởng đã hoàn toàn tan vỡ, người này căn bản không niệm cựu. Hứa Thuần Lương nói, Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn tại tiêu thụ bên trong tồn tại khuếch đại tuyên truyền vấn đề, đi qua Hồ Sơn trấn chính phủ liền nhiều lần nhắc nhở qua các ngươi muốn chỉnh đổi, nhưng là các ngươi có hay không đem những này lời khuyên nghe vào. Tận làm chút lá mặt lá trái sự tình, trước đây không lâu phát sinh duy quyền sự kiện còn chưa đủ lấy để các ngươi tỉnh táo, coi là mò thấy người tiêu dùng tâm lý. Lợi dụng thương nghiệp thủ đoạn tạm thời ổn định tâm tình của bọn hắn, nhưng là cái này một cách chỉ có thể là tạm thời, các ngươi không có coi trọng nơi đó chính phủ ý kiến, càng không có coi trọng quần chúng tiếng hô. Chu Hoành Viễn lại sờ lên trong túi khói, Hứa Thuần Lương cái này gọi côn quét một mảng lớn, mặc kệ ngươi là Hoa Niên vẫn là Đại Hằng trước đánh ngất xỉu lại nói. Lúc đầu không có cảm thấy cái gì, nhưng càng suy nghĩ Hứa Thuần Lương càng là cao minh, người nhà không có nhằm vào tương ái liên sự kiện bản thân. Mà là đứng tại một cái cao hơn độ cao bên trên. Lưu Gia Kỳ mặc dù trên khí thế triệt để bị Hứa Thuần Lương ngăn chặn, nhưng là nàng cũng không có như vậy bó tay đi vào khuôn khổ, phản bác, Hứa trấn trưởng, ta thừa nhận chúng ta tại thị trường mở rộng trên tồn tại một vài vấn đề cần chỉnh đốn và cải cách nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, tương ái liên tử vong cũng không phải chúng ta tạo thành. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại cũng không có đàm tương ái liên sự tình, Lưu Gia Kỳ đồng chí. Mời ngươi nhìn thẳng vào vấn đề của các ngươi, Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, xin hỏi suối nước nóng ở đâu? Các ngươi luôn mồm tuyên bố kiện khang dưỡng lão bệnh viện ở nơi nào? Đừng nói cho ta các ngươi dùng để mở rộng bệnh viện chính là Hoa Niên tập đoàn đang xây hạng mục. Hứa Thuần Lương lấy ra một phần văn kiện, đây là Đại Hằng tập đoàn sơ kỳ quy hoạch, đây là các ngươi mấy lần kế hoạch sửa đổi phương án xin, ta ở chỗ này không cần thiết làm càng thêm kỹ càng nói rõ. Kỳ thật tổng kết một chút chính là các ngươi chủ đề nhạc viên chiếm diện tích càng ngày càng nhỏ, nguyên bộ bất động sản càng xây càng lớn, cái này nguyên nhân trong đó là cái gì, ta hy vọng Đại Hằng người phụ trách có thể ra mặt nói rõ một chút, tại Đại Hằng có thể nhìn thẳng vào tự thân vấn đề cũng đưa ra phương án giải quyết trước đó. Ta đại biểu trấn chính phủ quyết định, tạm dừng Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn mở rộng cùng tiêu thụ, thành lập tổ điều tra, tra rõ Đại Hằng trước đây hư giả tiêu thụ vấn đề, cũng giữ lại tiến một bước truy trách quyền lợi. Lưu Gia Kỳ đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai của mình, Hứa Thuần Lương đây là muốn đem bọn hắn tiêu thụ bán building chỗ cho quan. Lưu Gia Kỳ nói, Hứa trấn trưởng, ý của ngươi là để chúng ta tạm thời quan bế tiêu thụ bán building chỗ. Hứa Thuần Lương nói, ta ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa? Ta không rõ, tương ái liên tự sát quan chúng ta Đại Hằng sự tình gì, tại sao muốn để chúng ta đến gánh chịu trách nhiệm này? Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Lưu Tổng không nên kích động nha. Ta hôm nay họp cũng không phải là muốn nhằm vào tương ái liên tự sát một chuyện vấn trách, mà là nhằm vào gần nhất các ngươi những này phòng xí vấn đề xuất hiện tiến hành vạch cùng cả đổi, có thì đổi chi không thì thêm miễn, nếu như ngươi cho rằng Đại Hằng không tồn tại vấn đề gì, kia liền càng không cần lo lắng, thân chính không sợ bóng nghiêng nha, chịu nổi cha, dùng sự thực chứng minh tự thân trong sạch. Lưu Gia Kỳ nói, các ngươi làm như vậy có suy nghĩ hay không qua ích lợi của chúng ta? Có suy nghĩ hay không qua ngừng kinh doanh khả năng cho chúng ta mang tới ảnh hưởng trái chiều cùng bối rối. Vũ Pháp Quân phụ họa nói,
Ta cũng cho rằng trấn chính phủ làm ra quyết định như vậy quá võ đoán một chút, tại làm ra quyết định trước đó, có phải hay không có thể nhiều suy tính một chút chúng ta nhà đầu tư lợi ích. Chu Hoành Viễn thầm than, người này là thực có can đảm a, người có hay không hỏi qua Tần Chính Dương. Liền làm ra quyết định như vậy, Hoa Niên cùng Đại Hằng, ai phía sau không có chỗ dựa ủng hộ a, tiểu tử ngươi chơi như vậy liền không sợ bị phản phệ. Một cái điều tạm tới tiểu cán bộ, thật đúng là lấy chính mình đương dễ hành. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi luôn mồm cân nhắc ích lợi của các ngươi, kia ta muốn hỏi một câu, các ngươi xuất hiện nhiều như vậy vấn đề, xứng đáng chúng ta trấn chính phủ đối tín nhiệm của các ngươi sao? Mình phạm sai lầm thứ nhất thời gian không cân nhắc đi như thế nào chỉnh đốn và cải cách, ngược lại đến chất hỏi chúng ta có phải hay không tổn hại ích lợi của các ngươi, ta bây giờ trở về đáp các ngươi, ai tổn hại Hồ Sơn trấn lợi ích của dân chúng, chính là tổn hại hại chúng ta trấn chính phủ lợi ích, ai hố dân chúng, chính là không cho ta Hứa Thuần Lương mặt mũi, chính là không cho Chu trấn trưởng mặt mũi, chính là không cho chúng ta Tần bí thư mặt mũi, chính là không cho chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ mặt mũi. Chu Hoành Viễn nghe hắn lại mình, nội tâm giật cả mình, bất quá tốt lần này không đơn thuần là mình, còn có Tần Chính Dương, còn có Hồ Sơn trấn chính phủ, chẳng biết tại sao, hắn cũng cảm thấy có chút mở mày mở mặt, đám này nhà đầu tư chính là thiếu gõ, Hứa Thuần Lương hôm nay độ cao có thể. Hứa Thuần Lương tướng giám sát Đại Hằng sự tình lại giao cho Tổng hợp chấp pháp văn phòng. Lý Phương Lượng trước mặt mọi người cũng không tốt chối từ, trong lòng có chút buồn bực, mình quản hạt phạm vi lúc nào trở nên lớn như vậy, mình chừng nào thì bắt đầu đối Hứa Thuần Lương phụ trách. Khiến cho hắn cùng mình lãnh đạo trực tiếp giống như, bất quá bí thư Tần Chính Dương đã nói trước, để bọn hắn phối hợp Hứa phó trấn công việc, vậy cũng chỉ có thể phối hợp. Hứa Thuần Lương hướng Chu Hoành Viễn nói, Chu trấn trưởng, người cảm thấy ta xử lý đến thế nào? Có phải hay không có ý kiến khác biệt? Chu Hoành Viễn trong lòng lặng lẽ đem hắn tổ tiên thăm hỏi một chút, cái gì gọi là ta cảm thấy? Cái gì gọi là ta có ý kiến khác biệt? Ta nếu là có ý kiến khác biệt, chẳng khác nào ta trước mặt mọi người phủ định ngươi xử lý quyết định, ta nếu là biểu bày ra tán đồng liền mang ý nghĩa cái này xử lý quyết định là hai chúng ta cộng đồng làm ra, tiểu tử ngươi cũng quá âm, kéo ta họp coi như xong, còn kéo ta cùng một chỗ cõng nồi. Vạn nhất về sau Tần Chính Dương truy cứu tới, ngươi khẳng định nói là thương lượng với ta về sau cộng đồng quyết định. Chu Hoành Viễn cáo già, bất động thanh sắc nói, chuyện này Tần bí thư giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ta liền không tiện tham dự ý kiến. Hứa Thuần Lương mắng một tiếng lão hồ ly, cũng không dễ dàng như vậy để hắn hồ lộng qua, cười tủm tỉm nói, là không tiện xâm cho ý kiến vẫn là có ý kiến, ngươi nếu là cảm thấy ta xử lý quyết định có chút không ổn, có thể nói ra, nếu như ngươi không đề cập tới a. Ta coi như ngươi nhận đồng. Chu Hoành Viễn hai con mắt nháy a, con hàng này đối ta dùng sức mạnh a, căn bản không có lo lắng cảm thụ của ta, bị buộc đến nước này hắn không nói một câu cũng không tốt. Chu Hoành Viễn nói, tiểu Hứa a, chúng ta hôm nay chủ đề của hội nghị là thảo luận tương ái liên sự kiện xử lý phương pháp, ngươi thật giống như không có dò xét cùng chủ đề a. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta xử lý những tranh chấp này như là bác sĩ chữa bệnh, phổ thông bác sĩ chỉ hiểu được trị phần ngọn. Cao minh bác sĩ tiêu chí bản kiêm trị. Tất cả mọi người nghe rõ, Hứa Thuần Lương là làm mọi thuyết Chu Hoành Viễn năng lực không được. Chu Hoành Viễn một gương mặt mo phát nhiệt, bị một người trẻ tuổi trước mặt mọi người chế nhạo loại tư vị này cũng không tốt thụ. Hắn gật đầu nói, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất ngươi đi qua là Trường Hưng Bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù là từ Trường Hưng Bệnh viện ra, nhưng là ta đang làm việc công trên tuyệt đối làm được công bằng công chính tuyệt không làm việc thiên tư. Đàm Hải Yến trong lòng tự nhủ ngươi không cần cường điệu, ngươi đâu chỉ tuyệt không làm việc thiên tư, ngươi là thiết diện vô tư, ngươi là lục thân không nhận. Hứa Thuần Lương nói, Chu trấn trưởng còn có lời gì muốn nói không? Chu Hoành Viễn lắc đầu, nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói, ta lập tức trở lại hướng Tần Chính Dương báo cáo, xem hắn có thể không thể cho phép ngươi ở chỗ này hồ nháo. Hứa Thuần Lương nói, đã dạng này, chúng ta tan họp, con người của ta đối chuyện không đối người. Hôm nay nói lên vấn đề hy vọng các phương đều muốn coi trọng, nếu như cự không phối hợp trấn chính phủ công tác, chúng ta không bài trừ sẽ có càng nghiêm khắc cử động. Tan họp thời điểm, Vũ Pháp Quân đặc địa cùng Hứa Thuần Lương cùng đi tới, thấp giọng nói, Hứa trấn trưởng, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói, lúc này không được, ta còn phải gặp người chết gia thuộc, chờ ta làm xong điện thoại cho ngươi. Vũ Pháp Quân nhẹ gật đầu. Chu Hoành Viễn cúi đầu đi vào phòng làm việc, hiện tại hắn chỉ muốn rời xa Hứa Thuần Lương. Nhưng Hứa Thuần Lương thanh âm lại từ phía sau vang lên,
Chu trấn trưởng, người chờ một chút. Chu Hành Viễn không thể làm gì khác hơn dừng bước lại, vẻ mặt đau khổ nói, ta hôm nay là hành chính trực ban, ta còn có việc. Hứa Thuần Lương nói, biết người bận bịu, nhưng Tần Bí Thư nói, để cho ta có khó khăn tìm thêm người thương lượng. Chu Hành Viễn nói, người xử lý đến rất tốt, đổi thành ta cũng không nhất định có thể đem sự tình làm thành ngươi dạng này, người không cần cùng ta thương lượng, thật, ta không thể giúp người cái gì. Hứa Thuần Lương nói, không thể giúp vẫn là không muốn giúp. Chu Hành Viễn cái này phiền muộn a, ta không muốn giúp, lời này cuối cùng vẫn là không thể minh bạch nói ra, thở dài nói, ta còn có chính mình sự tình. Hứa Thuần Lương nói, hôm qua Lưu Hỷ Minh tới là người tiếp đãi a. Chu Hành Viễn nói, là hắn đến văn phòng tìm ta muốn thuyết pháp, không phải ta chủ động tiếp đãi hắn. Hứa Thuần Lương nói, người lúc đó cùng hắn nói như thế nào? Không nói gì. Không nói gì hắn nói người cố ý từ chối. Chu Hành Viễn cả giận nói, hắn tại sao có thể nói như vậy đâu? Hứa Thuần Lương nói, nhiều chuyện tại người ta trên thân người ta muốn làm sao nói liền nói thế nào, cái kia Lưu Hỷ Minh là luật sư, hắn đem ngươi đều ghi âm, còn nói muốn hướng lãnh đạo cấp trên khiếu nại ngươi. Chu Hành Viễn nói, ta không sợ hắn cáo, để hắn một mực đi cáo. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe một chút ghi âm nội dung, ngươi lúc đó trả lời thật có chút vấn đề. Nói xong hắn quay người đi. Chu Hành Viễn cố gắng nghĩ đến hôm qua mình cùng Lưu Hỷ Minh đối thoại, lúc ấy mình tựa như là nói mình không chịu trách nhiệm, phụ trách chuyện này người là Hứa Thuần Lương, chính mình nói đều là sự thật a, chẳng lẽ có sai rồi? Chẳng lẽ cái này cũng gọi từ chối? Chu Hành Viễn trở lại văn phòng, tranh thủ thời gian cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, hắn đem Hứa Thuần Lương sở tác sở vi hướng Tần Chính Dương báo cáo một lần. Tần Chính Dương kỳ thật đã nghe Lữ Ái Hà nói qua, chỉ riêng chuyện này xử lý mà nói, Hứa Thuần Lương giống như cũng không có gì không đúng, các đánh 50 đại bản, để Hoa Niên tập đoàn cùng Đại Hằng tập đoàn đều quy củ điểm, những này sự tình là Tần Chính Dương muốn làm mà một mực không có làm. Nhưng là Tần Chính Dương cũng bởi vậy sinh ra cảnh giác, Hứa Thuần Lương thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, vừa tới Hồ Sơn Trấn liền dám làm như vậy. Chu Hành Viễn nói, Tần Bí Thư hắn chỉ là một cái điều tạm tới cán bộ A, ngài giao phó hắn quyền lực có phải hay không quá lớn. Hắn mới đến 2 ngày, liền khiến cho tiếng oán than dậy đất, tiếp tục như vậy, Hồ Sơn Trấn nhà đầu tư không được bị hắn tất cả đều hù chạy. Tần Chính Dương nở nụ cười, lão Chu, người nói như vậy liền có chút nói chuyện giật gân. Chu Hành Viễn nói, ngài còn đừng không tin, Hứa Thuần Lương người này căn bản không có chính trị kinh nghiệm, càng chưa nói tới chính trị trí tuệ, hắn bất chấp tất cả, làm việc chỉ bằng cá nhân yêu thích, sẽ không lấy đại cục làm trọng. Tần Chính Dương nói, hắn vừa tới Hồ Sơn Trấn công việc, người thân là một cái tiền bối có thể cho thêm hắn ý kiến nha. Chu Hành Viễn nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho, nhưng người ta cũng phải nguyện ý nghe. Hắn dù sao đã hướng Tần Chính Dương báo cáo tình huống, ngày mai hành chính trực ban liền thay người, Chu Hành Viễn mới lười nhắc cho Hứa Thuần Lương để ý gặp, người Tần Chính Dương đều mặc kệ, ta một cái phó chức bằng cái gì quản người ta. Lưu Hỷ Minh Lưu Hỷ Lượng hai huynh đệ đi tới phòng họp nhỏ. Chờ Hứa Thuần Lương tới cùng bọn hắn câu thông, chờ đợi thời điểm, trong TV phát hình thu hình lại. Hai người vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tiết mục TV, bất quá rất nhanh liền phát hiện, trên TV xuất hiện chính là mẹ của bọn hắn. Hai huynh đệ nhìn trong chốc lát, càng xem càng là kinh hãi, Lưu Hỷ Lượng dẫn đầu ngồi không nổi nữa, đứng lên nói, người tới. Có ai không? Lữ Ái Hà đẩy cửa tiến đến, hai vị không cần phải gấp, Hứa Trấn trưởng lập tức tới ngay. Lưu Hỷ Lượng chỉ vào TV nói, ai thả, ai bảo các ngươi thả, mẹ ta đều qua đời, các ngươi thả loại này thu hình lại làm gì? Có phải hay không có chủ tâm? Lưu Hỷ Minh lôi kéo đệ đệ cánh tay ra hiệu hắn ngồi xuống, từ đoạn này giám sát đó có thể thấy được, Hồ Sơn Trấn hẳn là cho bọn hắn vào tay đoạn, càng là như thế, càng là cần phải tỉnh táo. Hai người nhìn trong chốc lát, Lưu Hỷ Minh nói, đoạn này giám sát chứng minh, Đại Hằng cùng mẹ chết cũng có quan hệ. Lưu Hỷ Lượng nhẹ gật đầu, nhưng là hắn có chút chột dạ, lão mụ cùng ngày gọi điện thoại cho hắn, tại biết mẫu thân tự sát về sau, hắn đem trò chuyện ghi chép đều xóa bỏ. Hai người huynh đệ đợi hơn nửa giờ, Hứa Thuần Lương cùng Lý Thành Ba mới khoan thai tới chậm, cùng bọn hắn cùng đi còn có Đinh Tứ. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, không có ý tứ, xử lý điểm việc gấp, cho nên mới chậm, hai vị đợi lâu. Lưu Hỷ Lượng nói, ngươi hẹn thời gian, chậm dòng dã nửa giờ. Chúng ta thật nhìn không ra thành ý của các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chờ nửa giờ thì không chịu nổi.
Mẹ của các ngươi chờ các ngươi gọi điện thoại, từ đêm 30 đợi đến đầu năm một đêm cũng không có thấy các ngươi gọi điện thoại cho nàng chúc Tết. Lưu Hỷ Lượng vô án giận khởi, ngươi có ý tứ gì? Lưu Hỷ Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở đệ đệ phải tỉnh táo, cái này Hứa Thuần Lương hung danh bên ngoài, chọc giận hắn chưa chừng là muốn bị đòn. Hứa Thuần Lương nói, ta không có ý gì à. Hắn xuất ra một phần liệt ấn tốt trò chuyện ghi chép, ném cho bọn hắn, tự mình xem đi, từ đêm 30 đến đầu năm 1, đều là mẹ của các ngươi gọi điện thoại cho các ngươi không tiếp à. Lưu Hỷ Lượng nói, ngươi có tư cách gì cha chúng ta trò chuyện ghi chép? Lý Thành Ba nói, không phải cha các ngươi, là cha tương ái liên nữ sĩ trò chuyện ghi chép, căn cứ ghi chép cho thấy, nàng tại lựa chọn tự sát trước đó đã từng nhiều lần cho hai huynh đệ các ngươi gọi điện thoại, nhưng là các ngươi đều từ chối không tiếp. Lưu Hỷ Minh nói, điện thoại ta quên trong xe. Lưu Hỷ Lượng nói, ta yên lặng không nghe thấy. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay đặc địa để cho người ta hỗ trợ sao chép hai bản nhật ký, đây là tương ái liên nữ sĩ di vật, hai huynh đệ các ngươi mỗi người một bản lưu cái kỷ niệm đi. Lữ Ái Hà đi tới, tướng sao chép nhật ký cho bọn hắn còn có di thư. Lưu gia hai huynh đệ sắc mặt cũng thay đổi. Lưu Hỷ Lượng nói, các ngươi là từ chỗ nào đạt được mẹ ta di vật? Hứa Thuần Lương nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, muốn hay không nhìn kỹ một chút nhật ký nội dung, sau đó chúng ta bàn lại. Lưu Hỷ Minh nói, không cần nhìn, trong này ghi chép là chuyện nhà của chúng ta, cùng mẫu thân của ta chết không quan hệ. Ngươi không nhìn làm sao biết không quan hệ? Như vậy đi, Lý Sở, ngươi đơn giản cho bọn hắn giải thích một chút. Lý Thành Ba nói, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ cho thấy, tương ái liên nữ sĩ tự sát trước đó đã từng nhiều lần cho hai huynh đệ các ngươi gọi điện thoại, các ngươi không hẹn mà cùng lựa chọn cự tuyệt nghe, chính là các ngươi lạnh bạo lực, tạo thành nàng đối với cuộc sống triệt để tuyệt vọng. Lưu Hỷ Minh đánh gãy Lý Thành Ba, ta nhắc nhở ngươi chú ý mình tìm từ, nếu như dùng những này tin đồn thất thiệt sự tình đến nói xấu chúng ta, ta sẽ giữ lại truy cứu quyền lợi. Hứa Thuần Lương nói, truy cứu cái gì? Biết ngươi là luật sư, ngươi hiểu pháp, ngươi khả năng tại tòa án trên thắng kiện, nhưng là ngươi tại đạo đức tòa án trên đã bị tuyên án cực hình, ta liền buồn bực, hai người các ngươi một cái luật sư, một cái phóng viên, đều nhận được giáo dục cao đẳng, ở trong xã hội cũng ra vẻ đạo mạo dạng chó hình người, làm sao tận làm chút táng tận thiên lương sự tình. Lưu Hỷ Lượng nói, ngươi muốn vì lời nói của ngươi phụ trách. Hứa Thuần Lương nói, ta đã dám nói đương nhiên liền dám phụ trách ha. Người ngàn vạn không thể trái lương tâm, mẹ của các ngươi ngậm đắng nuốt cay mà đem ngươi nhóm hai nuôi dưỡng thành người, để các ngươi thụ giáo dục cao đẳng, cho các ngươi thành gia lập nghiệp, các ngươi cho nàng cái gì rồi? Phàm là đối với các ngươi có chút trông cậy vào, nàng cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến mua dưỡng lão phòng, đây chính là các ngươi mẹ ruột a. Đêm 30 cho các ngươi gọi điện thoại, gọi các ngươi về nhà ăn cơm, các ngươi hờ hững lạnh lẽo, liền nhớ lão thái thái điểm này tiền quan tài, buộc nàng đi trả phòng. Đầu năm mùng 1, lão thái thái một người lẻ loi trơ trọi chạy đến nơi đây, nàng lúc đầu không còn muốn chạy tuyệt lộ, ngóng nhìn trong các ngươi một cái có thể hỏi nàng một tiếng chúc mừng năm mới, cho nàng bái niên, liền liền các ngươi đây đều làm không được, quá đáng hơn là, lão thái thái cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi kết nối đều không tiếp a. Ninh Tứ nghe đến đó giận không kềm được nói, xúc sinh a. Các ngươi đơn giản không phải người, chớ nhìn hắn xã hội đen, nhưng hắn là cái đại hiếu tử. Hận nhất đến chính là loại này con bất hiếu. Lưu Hỷ Minh nói, chú ý lời nói của ngươi. Chú ý đại gia ngươi có gan ngươi cáo ta à? Ninh Tứ trừng mắt một đôi mắt đứng dậy, rất có vén tay áo lên liền mở làm tư thế. Lưu Hỷ Minh cùng Lưu Hỷ Lượng trước đó cũng nghe qua, mẫu thân tự sát công trường nhận xây mới là đỉnh lập kiến thiết. Ninh Tứ người này tại Đông Châu hung danh bên ngoài, đừng nhìn Lưu Hỷ Minh là luật sư, hắn cũng không dám cùng loại người này phát sinh xung đột chính diện. Cho nên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nhằm vào đến chính là Hoa Niên tập đoàn, mà không phải Đinh Tứ. Lý Thành Ba nói, tỉnh táo, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, cãi lộn đối giải quyết vấn đề không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lưu Hỷ Lượng nói, các ngươi đừng tưởng rằng làm điểm tin đồn thất thiệt vật liệu liền có thể để chúng ta khuất phục, chuyện nhà của chúng ta cũng không tới phiên các ngươi đi qua hỏi, mẹ ta chết rồi, liền chết tại Hoa Niên tập đoàn công trường. Các người Hồ Sơn trấn chính phủ chẳng những không giúp chúng ta chủ trì công đạo, lại còn liên hợp bọn hắn đến chèn ép chúng ta, các người đây chính là địa phương ô dù. Nếu như các người không cho chúng ta một cái công bằng kết quả, ta sẽ đem các người sở tác sở vi công khai. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền công khai a, ta phải sự tình nhắc nhở trước ngươi, nếu như ngươi dám can đảm giải hư giả tin tức,
chúng ta khẳng định sẽ truy cứu tới cùng. Lưu Hỷ Lượng hướng Hứa Thuần Lương dựng thẳng lên ngón cái nói, người lợi hại, người có gan, nhưng chúng ta người viết báo là sẽ không hướng bất luận cái gì hắc ác thế lực cúi đầu. Lưu Hỷ Minh nói, Tiểu Lượng không nên vọng động, chúng ta là tuân theo luật pháp công dân, chúng ta đưa ra đến độ là bình thường tố cầu, đã Hồ Sơn Trấn chính phủ không chịu làm chủ cho chúng ta có thể đi tìm thượng cấp chính phủ, ta liền không tin chưa hề nói lý địa phương, ta cũng không tin mẹ ta còn có thể chết vô ích. Đinh Tứ nói, mẹ ngươi chính là bị hai người các ngươi bất hiếu tử bức cho chết. Lưu Hỷ Lượng chỉ vào Đinh Tứ nói, ngươi lặp lại lần nữa. Mẹ ngươi chính là bị hai người các ngươi bất hiếu tử bức cho chết. Đinh Tứ tiến về phía trước một bước, hắn cũng không sợ. Lưu Hỷ Lượng tức giận xông tới. Đinh Tứ ngoài miệng còn không buông tha mắng, thứ vô nhân tính, quả thực là xúc sinh. Lưu Hỷ Lượng chiếu vào Đinh Tứ trên mặt chính là một quyền. Lưu Hỷ Lượng người này tính tình xúc động, kế thừa phụ thân hắn ngang ngược tính tình, nói thật hắn một cử động kia tính mặc dù rất lớn, nhưng là không có khí lực gì. Lưu Hỷ Minh ngăn cản cũng không kịp, hắn vừa rồi liền nhắc nhở qua đệ đệ phải tỉnh táo, hắn ý thức được Hứa Thuần Lương tựa hồ đang cố ý kích thích cơn giận của bọn hắn. Lưu Hỷ Lượng cuối cùng vẫn là không có khống chế lại tính tình, hắn ra một quyền này thời điểm, Lưu Hỷ Minh liền biết hỏng, hẳn là chúng người ta cái bẫy. Lưu Hỷ Lượng cũng không tính nặng một quyền lại tướng dáng người khôi ngô cao lớn thô kệch Đinh Tứ đánh cho đặt mông ngồi dưới đất, Đinh Tứ che lấy cái mũi của mình phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Lý Thành Ba nghiêng mặt qua một bên, hắn thế mà muốn cười, cố nén không có bật cười, Đinh Tứ xác định không phải đang diễn trò. Kỳ thật ngay từ đầu Lý Thành Ba liền không rõ vì cái gì Hứa Thuần Lương muốn đem Đinh Tứ cho kêu đến, hiện tại hắn nhìn có chút minh bạch, Đinh Tứ xuất hiện chính là muốn chọc giận cái này anh em nhà họ Lưu. Lưu Hỷ Minh là luật sư, người ta hiểu pháp, muốn chọc giận hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là Lưu Hỷ Lượng liền không đồng dạng, con hàng này cao thấp vẫn là trúng kế. Lưu Hỷ Lượng đánh xong một quyền này, lập tức hối hận. Hứa Thuần Lương cả giận nói, các người đem nơi này xem như địa phương nào, Lý Sở, bắt người. Lý Thành Ba cũng là mang bộ hạ tới, là Hứa Thuần Lương nói lên yêu cầu, nói là lo lắng anh em nhà họ Lưu nháo sự, nhất định phải phân phối sung túc cảnh lực. Lý Thành Ba cá nhân cho rằng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hắn đã đưa ra yêu cầu, dù sao cũng phải phối hợp, hiện tại quả nhiên có đất dụng võ, đầy đủ đã chứng minh Hứa Thuần Lương vị này phó trấn trưởng trước xem tính. Lý Thành Ba từ cảnh nhiều năm như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua, vừa liếc mắt liền biết anh em nhà họ Lưu bị thiết kế, nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc, người biết rất rõ ràng trúng kế, nhưng là một khi chui vào ngươi cũng không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Lý Thành Ba ra lệnh một tiếng, bốn tên bộ hạ tiến đến tướng anh em nhà họ Lưu hai cho chụp. Lưu Hỷ Lượng hiện tại hơi sợ, hét lớn, ta muốn khiếu nại các ngươi câu cá chấp pháp. Lần này liền Lý Thành Ba đều phát hỏa, chỉ vào Lưu Hỷ Lượng cái mũi nói, ngươi nói chuyện nhất thật là cẩn thận điểm, chửi bới quốc gia nhân viên chính phủ là phải ngồi tù. Hứa Thuần Lương nói, Đinh Tổng, ngươi nhanh đi nghiệm thương, nếu như tổn thương tội thành lập, đánh người người khẳng định phải ngồi tù. Lưu Hỷ Minh nói, ta lại không đánh người, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Lý Thành Ba nói, không phải bắt ngươi, là để ngươi trở về hiệp trợ điều tra tình huống, hai huynh đệ các ngươi thật là đi, đến chúng ta Hồ Sơn Trấn chính phủ đánh người, thật đem chúng ta nơi này trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Hứa Thuần Lương nói, Lý Sở, đối Lưu luật sư khách khí một chút, nhất định phải tôn trọng sự thật, chúng ta không thể oan uổng người tốt, cũng không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Đinh Tứ che mũi từ dưới đất bò dậy, ta hiện tại đi nghiệm thương sao? Tay giữa kẽ tay máu me đầm đìa. Lý Thành Ba có chút buồn bực, ấn lý thuyết Lưu Hỷ Lượng một quyền kia không đến mức nặng như vậy, hắn an bài một nhân viên cảnh sát cùng đi Đinh Tứ đi nghiệm thương. Đinh Tứ nghiệm thương kết quả rất nhanh liền ra, xương mũi gãy xương, đạt đến vết thương nhẹ cấp 2 tiêu chuẩn. Lưu Hỷ Lượng tại đồn công an đạt được tin tức này lập tức trong lòng đại loạn, Lưu Hỷ Minh nói cho hắn biết. Loại tình huống này phương thức giải quyết là bồi thường 5-8 vạn, tranh thủ thu hoạch được người bị hại thông cảm, nhưng là Đinh Tứ là cái không thiếu tiền hạng người. Nếu như Đinh Tứ đối với chuyện này không buông tha, kiên trì muốn truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, Lưu Hỷ Lượng chẳng những phải ngồi tù, thậm chí liền công việc đều không gánh nổi. Lưu Hỷ Lượng thống khổ hai tay nắm lấy tóc, đại ca, ta một quyền kia căn bản vô dụng khí lực, hắn làm sao lại xương mũi lần đây? Nghiệm thương kết quả không có sai. Lưu Hỷ Minh trong lòng thầm mắng thằng ngu này, một quyền đánh đi ra làm đến bọn hắn hoàn toàn lâm vào bị động.
Lưu Hỷ Lượng nói, người tất cả đều nhìn thấy, là bọn hắn cố ý khích giận ta, căn bản chính là cố ý đặt bẫy để cho ta đi chui. Người hiện tại đã biết rõ, lúc ấy đi làm cái gì rồi. Để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt. Lưu Hỷ Lượng nói, ca, ngươi phải giúp ta, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền xong rồi. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Thừa kiện ngươi tất thua không thể nghi ngờ, hiện tại chỉ có cùng bọn hắn hiệp thương, bọn hắn khẳng định sẽ ra điều kiện, buộc chúng ta nhượng bộ. Lưu Hỷ Lượng nói, đám này người xấu, bọn hắn quan lại bao che cho nhau, lẫn nhau cấu kết, một tay che trời. Lưu Hỷ Minh nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Lão Thái Thái có thói quen viết nhật ký làm sao không nghe ngươi nói? Ta cũng không biết ha, ngươi nói nàng một cái về hưu công nhân, chẳng qua là tốt nghiệp trung học, không có việc gì viết cái gì nhật ký. Lưu Hỷ Minh nói, nhật ký ta xem qua, đối chúng ta khá bất lợi, còn có kia phong di thư nếu như bị công khai, hai người chúng ta về sau cũng đừng nghĩ ở trong xã hội lăn lộn. Nghiêm trọng như vậy. Lưu Hỷ Minh gật đầu nói, Tiểu Lượng a, mẹ điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếp đâu. Lưu Hỷ Lượng giật mình nhìn qua hắn, ngươi dựa vào cái gì nói ta. Ngươi cũng không có nhận a. Điện thoại di động ta quên trong xe. Điện thoại di động ta mở yên lặng. Hai người huynh đệ nhìn lẫn nhau lấy lẫn nhau đều rõ ràng đối phương đang nói láo, bọn hắn lúc này mới ý thức tới, nếu như gánh vác lấy hại chết mẫu thân tội danh, chỉ sợ đời này đều không thể an nghỉ. Trầm mặc một hồi lâu, Lưu Hỷ Minh rốt cục phá vỡ trầm mặc, vẫn là mau chóng để hai vị lão nhân nhà nhập thổ vi an đi. Lưu Hỷ Lượng nhẹ gật đầu, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy, bây giờ bị chụp tại đồn công an chính là hắn, nếu như chuyện này xử lý bất đương, chỉ sợ hắn vất vả cố gắng hết thảy đều muốn nước chảy về biển đông. Lưu Hỷ Lượng thấp giọng nói, không bằng ngươi đi cùng Đinh Tứ nói chuyện. Lưu Hỷ Minh nói, cùng hắn có thể có chuyện gì đáng nói. Ca, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn ta bị khởi tố? Trên thế giới này ta nhưng chỉ có ngươi một người thân. Nói đến đây, Lưu Hỷ Lượng trong nội tâm không khỏi một trận chua xót, tiếp theo đã dẫn phát khó mà chịu được đau đớn, hắn nghĩ kiệt lực khống chế lại cuối cùng không có khống chế lại, ngay trước Lưu Hỷ Minh bột gào khóc. Lưu Hỷ Minh bị tiếng khóc của hắn dọa sợ, bắt đầu cho là hắn là sợ hãi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đệ đệ là áy náy. Lưu Hỷ Lượng một bên khóc một bên đánh lấy ngực của mình, mẹ. Ta có lỗi với ngươi a, mụ mụ, ta sai rồi, ta sai rồi. Lưu Hỷ Minh vành mắt đỏ lên, hắn cấp tốc đứng người lên, hắn muốn mau chóng rời đi nơi này, hắn chịu không được đệ đệ tiếng khóc này rửa sạch rơi mất hắn dối trá trang sức, để hắn xấu xí bại lộ tại ban ngày ban mặt chi hạ. Lưu Hỷ Minh biết hẳn là tìm ai đi đàm, tại mẫu thân chuyện tự sát kiện bên trong, Đinh Tứ căn bản cũng không phải là một cái nhân vật trọng yếu, chủ đạo cũng bày ra đây hết thảy người là Hứa Thuần Lương. Từ khi Hứa Thuần Lương xuất hiện, chuyện này ngay tại hắn thôi thúc dưới dần dần chệch hướng trưởng khống, vừa mới bắt đầu Lưu Hỷ Minh cũng không có đem Hứa Thuần Lương để vào mắt, một cái mới vừa tiến vào xã hội người trẻ tuổi thôi, sở dĩ có thể lên làm phó trấn trưởng, đơn giản là bởi vì có bối cảnh có chỗ dựa. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, Hứa Thuần Lương hôm nay đã hoàn thành tam sát, lệnh cưỡng chế Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đình công, đình chỉ Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ mở cửa kinh doanh, hiện tại lại rảnh tay đối phó bọn hắn hai huynh đệ. Lưu Hỷ Minh trăm mối vẫn không có cách giải, mẫu thân quyển nhật ký cùng di thư làm sao lại rơi vào Hứa Thuần Lương trong tay. Trở thành hắn hoàn thành một kích chí mạng vũ khí. Hôm nay cân đối sẽ rõ ràng là một cái bẫy, Hứa Thuần Lương bên kia thiết tốt cạm bẫy, nghĩ trăm phương ngàn kế chọc giận huynh đệ bọn họ hai cái, cuối cùng Lưu Hỷ Lượng không thể bảo trì bình thản, một quyền tướng Đinh Tứ đánh bại, cũng tướng bọn họ hai huynh đệ triệt để đánh tới cục diện bị động bên trong. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Có thể giải quyết chuyện này chỉ có Hứa Thuần Lương. Lưu Hỷ Minh kiên chỉ đi trấn chính phủ tìm Hứa Thuần Lương thời điểm, nghe nói Hứa Thuần Lương đi bệnh viện thăm viếng Đinh Tứ, hắn lại nhanh đi bệnh viện. Đinh Tứ chính đang quan sát trong phòng bột nghỉ ngơi, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, hắn lập tức tươi cười rạng rỡ. Hứa Thuần Lương trở tay đóng cửa lại, Đinh Tổng, bị đánh còn vui vẻ như vậy. Đinh Tứ nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hắn hướng Hứa Thuần Lương giơ ngón tay cái lên, Hứa trấn trưởng, cao. Thật sự là cao. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua mũi của hắn, cảm giác thế nào? Đinh Tứ nói, theo như tính tình của ta có thể đập chết cái này hai cháu trai. Hứa Thuần Lương nói, ta nói là mũi. Đinh Tứ mũi là Hứa Thuần Lương dùng tay cho bóp gãy,
hai người tại cân đối sẽ trước đó liền xác định ra cái phương án này. Chỉ dựa vào nhật ký muốn cho anh em nhà họ Lưu cúi đầu chỉ sợ không dễ dàng như vậy, phép khích tướng cùng khổ nhục kế đều là Hứa Thuần Lương nghĩ ra được, kế hoạch mặc dù không tệ nhưng là làm sao có thể cam đoan chọc giận anh em nhà họ Lưu xuất thủ về sau, Đinh Tư có thể nhận vết thương nhẹ, cái này phải do Hứa Thuần Lương tiến hành khống chế. Đinh Tứ hiện tại đối Hứa Thuần Lương gần như mê tín, chỉ cần Hứa Thuần Lương nói ra hắn liền nguyện ý đi phối hợp, Hứa Thuần Lương cũng hướng hắn cam đoan, cũng chính là cùng ngày có đau một chút, không ra một tuần có thể để hắn hoàn toàn khép lại. Đinh Tứ nói, Lưu Hỷ Lượng ra tay quá độc ác. Hai người đều nở nụ cười. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lưu Hỷ Minh mang theo hoa quả đi đến. Hứa Thuần Lương đối với hắn đến không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hô, Lưu luật sư đến rồi. Lưu Hỷ Minh kêu một tiếng Hứa Trấn Trưởng, đem trong tay hoa quả phóng tới trên tủ đầu giường, hướng Đinh Tứ nói, Đinh Tổng, ta đến xem ngài. Đinh Tứ nói, ta không có việc gì, chính là mũi đoạn mất. Lưu Hỷ Minh nói, Đinh Tổng, đệ đệ ta hai ngày này cảm xúc không ổn định. Làm sao không ổn định, tâm thua lỗ, liền hai huynh đệ các ngươi loại này bạc tình bạc nghĩa người, Diêm Vương không thu các ngươi, pháp luật cũng phải trị ngươi nhóm. Lưu Hỷ Minh nói, Đinh Tổng, người muốn làm sao xử lý? Đinh Tứ nói, ta muốn làm sao xử lý? Còn có thể làm sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, ta nghĩ đánh đập hai người các ngươi dừng lại, đem các ngươi chân đều cắt đứt, nhưng là ta không thể phạm cùng Lưu Hỷ Lượng một dạng sai lầm. Lưu Hỷ Minh nói, hắn đã biết sai, hiện tại phi thường hối hận, nghĩ đền bù ngươi. Đinh Tứ nói, ít đến bộ kia, còn không phải là bởi vì sợ hãi ta đem hắn đưa vào đi. Cho nên muốn lấy đến ta thông cảm, ta đây quen thuộc, ta mặc dù không phải luật sư, nhưng là ta trái với qua pháp luật, ta nhận qua luật pháp giáo dục, ta cảm ngộ so với các ngươi sâu. Hứa Thuần Lương đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua phong cảnh phía ngoài, phảng phất hai người đối thoại cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lưu Hỷ Minh nói, Đinh Tổng, đệ đệ ta chỉ là nhất thời xúc động, người đại nhân đại lượng, cho hắn một cơ hội đi. Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cho mẹ của mình cơ hội sao? Nhận cú điện thoại mà thôi, nhận cú điện thoại liền có thể cho nàng sống tiếp dũng khí, các ngươi không tiếp, là các ngươi hại chết mẹ của mình, ta đem nói bày ở chỗ này, ngươi để Lưu Hỷ Lượng chờ lấy ngồi tù đi, ta nếu là buông tha các ngươi, lão thiên gia đều nhìn không được. Lưu Hỷ Minh nói, Đinh Tổng, oan gia nên giải không nên kết, ngươi cần gì phải khiến cho lưỡng bại câu thương đâu. Đinh Tứ nói, con người của ta hận nhất chính là bất hiếu người, ngươi còn ít uy hiếp ta. Lưỡng bại câu thương liền lưỡng bại câu thương, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, nên ta chịu trách nhiệm ta sẽ không từ chối, các ngươi nên chịu trừng phạt cũng đừng hòng trốn qua. Hứa Thuần Lương hướng Đinh Tứ nói, ta đi trước. Lưu Hỷ Minh quay người nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, hắn ý thức được mình cùng Đinh Tứ nói tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, vội vàng bước nhanh đuổi theo, giải quyết mấu chốt của sự tình còn phải là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương vừa mới ra phòng quan sát cửa phòng, Lưu Hỷ Minh liền đuổi theo. Hứa Trấn Trưởng, xin dừng bước. Hứa Thuần Lương không có phản ứng hắn, tiếp tục đi lên phía trước, Lưu Hỷ Minh một đường chạy chậm tại Hứa Thuần Lương đi vào xe Audi trước đuổi kịp hắn, thở hổn hển nói, Hứa Trấn Trưởng, ta muốn tìm ngài đàm chút chuyện. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Lưu Hỷ Minh liếc một cái đồng hồ tay của hắn, đầu tiên cảm giác người này có phải hay không quá kiêu căng, một cái vừa đi làm không bao lâu cán bộ trẻ tuổi. Liền mang theo mấy chục vạn đồng hồ, chẳng lẽ không sợ bị người báo cáo? Đương nhiên Hứa Thuần Lương không phải khoe khoang, người ta có ý tứ là không có bao nhiêu thời gian cùng hắn nói nhảm, để hắn nên biết thú. Lưu Hỷ Minh nói, Hứa Trấn Trưởng, ngài nhìn có thể hay không cùng Đinh Tổng nói một tiếng, mọi người hiệp thương giải quyết. Điều này cùng ta giống như không có quan hệ gì à? Lưu Hỷ Minh nói, đệ ta đã biết sai, người đều hẳn là sự vọng động của mình trả giá đắt. Nhưng nếu như Đinh Tổng kiên trì truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, hắn trả ra đại giới quá thảm trọng. Hứa Thuần Lương nói, còn có cái gì so mất đi thân mẹ ruột đại giới càng nặng nề hơn. Hắn khinh bỉ nhìn qua Lưu Hỷ Minh, đôi huynh đệ này không đáng đồng tình, tự tay bức tử mẹ già không nói, còn muốn ăn lão nương người huyết man đầu. Đinh Tứ nói không sai, cái này hai hàng chính là không bằng heo chó xúc sinh. Lưu Hỷ Minh nói, Hứa Trấn Trưởng, chúng ta cân nhắc qua. Chúng ta đồng ý tướng phụ mẫu di thể mang đến nhà tang lễ, có chút yêu cầu hoàn toàn chính xác quá mức một chút, chúng ta sẽ một lần nữa cân nhắc, ta cũng chỉ có như thế một cái đệ đệ. Hứa Thuần Lương có chút hít giễu cợt nói, các ngươi cũng chỉ có một cái mẹ ruột.
Lưu Hỷ Minh nói, ta thừa nhận, chúng ta thực sự làm được không tốt, thế nhưng là mỗi người đều có để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm. Hứa Thuần Lương không có thời gian nghe hắn nói nhảm, mở cửa xe chuẩn bị rời đi. Lưu Hỷ Minh nói, Hứa Trấn Trưởng, chúng ta là có thành ý. Hứa Thuần Lương nói, nếu như không phải Lão Thái Thái lưu lại nhật ký cùng di thư, các ngươi chưa chắc sẽ có thành ý gì, hảo hảo đọc đọc kia bản nhật ký, nghĩ thêm đến Lão Thái Thái đối với các ngươi tốt. Các ngươi khi còn bé a hẳn là không phải hiện tại cái dạng này, làm thế nào tất cả chính các ngươi. Hứa Thuần Lương lái xe rời đi. Lưu Hỷ Minh hô hấp lấy cho bụi cùng đuôi khói hỗn hợp không khí, cảm thấy có chút lòng buồn bực, hắn đã mất đi tiếp tục đấu tranh dũng khí. Bùi Lâm biết được khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình đình công tin tức, tức giận đến hoa mắt chóng mặt, Hứa Thuần Lương người này chính trả lời một câu chuyện xưa, tử tôn trung sơn sói, đắc chí liền càn rỡ. Hắn mới rời khỏi Trường Hưng mấy ngày a, cái này liền đến cái phản chiến tương hướng, quan mới đến đốt ba đống lửa, trước lấy chính mình người mở lên đao tới. Phú Pháp Quân nhìn thấy Bùi Lâm sắc mặt không tốt, chủ động cho Bùi Lâm chén nước bên trong thêm điểm trà nóng. Bùi Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian đứng lên đi đón. Phú Pháp Quân nói, Bùi Tổng ngồi, ngài thân thể không tiện. Bùi Lâm ra mặt nóng lên, cái này đối với mình hết thảy rõ như lòng bàn tay. Về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn sống ở hắn bóng ma hạ. Phú Pháp Quân mình cũng rót chén trà, đi xa cách Bùi Lâm trên ghế salon ngồi xuống, mỉm cười nhìn qua Bùi Lâm, trên đời này, nàng hận nhất người là mình đi, nếu có cơ hội, nàng sẽ không ra tay ra hại mình. Nghĩ tới đây Vũ Pháp Quân thế mà cảm giác phi thường thú vị. Bùi Lâm nói, đỉnh lập kiến thiết là Hứa Thuần Lương đề cử, trước đây khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình đều là hắn đang phụ trách. Hắn dám làm lần đầu tiên, chúng ta liền dám làm 15, truy trách a. Hắn dạng này chơi tiếp tục không phải muốn rời lên tảng đá nện chân của mình. Phú Pháp Quân nhấp một ngụm trà nói, kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng không phải đặc biệt nhằm vào chúng ta, lần này cũng quan ngừng đại hàng tiêu thụ bán building chỗ, hắn chơi đến là cân bằng, các đánh 50 đại bản. Bùi Lâm nói, hắn biết rất rõ ràng chúng ta là cho đại hàng gánh tội còn như thế chơi, không phải nhằm vào chúng ta là cái gì. Phú Pháp Quân nói, chỉ riêng đánh đại hằng đánh gậy, không đánh chúng ta, người khác sẽ nói hắn thiên vị, đánh chúng ta là vì cho người khác nhìn, đây chính là hắn chỗ cao minh. Kỳ thật chúng ta vốn là ở vào đình công trạng thái, từ hiện tại đến tháng riêng 15 trước đó còn có hơn 10 ngày giảm sóc kỳ, chỉ cần tại cái này kỳ hạn bên trong làm trở lại, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Nghe hắn nói như vậy Bùi Lâm nội tâm mới thoáng thăng bằng một điểm. Phú Pháp Quân nói, hắn muốn chúng ta xuất ra cụ thể chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Bùi Lâm nói, sự tình phát sinh ở trên công trường, nhận xây phương nhất định phải nhận gánh trách nhiệm, chúng ta hết thảy tổn thất đều muốn nhận xây phương đến phụ trách. Phú Pháp Quân trong lòng tự nhủ Đinh Tứ là Hứa Thuần Lương người, người nếu là làm như vậy tương đương công nhiên đánh Hứa Thuần Lương mặt, bất quá hắn mới lười nhắc nhở Bùi Lâm, liền để nàng cùng Hứa Thuần Lương đi đấu, hắn mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Bùi Lâm nói, anh em nhà họ Lưu còn tại nháo sự sao? Phú Pháp Quân nói, Lưu Hỷ Lượng đã bị bắt vào đi, hiện tại hai người yên tĩnh nhiều. Bắt tiến vào. Phú Pháp Quân nhẹ gật đầu, tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Bùi Lâm đầu tiên nghĩ đến chính là Hứa Thuần Lương khẳng định dùng ra thủ đoạn, Lưu Hỷ Lượng 89 phần 10 bị xáo lộ. Cái này chứng minh Hứa Thuần Lương người này làm việc không từ thủ đoạn, nàng trên miệng mặc dù cường ngạnh. Nhưng là thật làm cho nàng cùng Hứa Thuần Lương trở mặt thành thù, nàng còn không có lá gan lớn như vậy. Trương Hằng Dương biết Hứa Thuần Lương sẽ gây sóng gió, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại Hằng tập đoàn Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ bị cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tin tức này đã bị các lớn tài chính và kinh tế kênh cạnh tương báo nói. Tổng bộ cũng biết chuyện này, trực tiếp tìm Trương Hằng Dương hương sư vấn tội, cho hắn hạ tử mệnh lệnh, phải tất yếu tại nghỉ trong lúc đó giải quyết chuyện này. Trương Hằng Dương phi thường minh bạch, trước đây duy quyền sự kiện đưa đến nguy cơ thật vất vả mới bình phục, hiện tại lại ra chuyện này, cao tầng đối cá nhân hắn đã rất không hài lòng, nếu như chuyện này hắn xử lý bất đương, chỉ sợ hắn Hoa Đông khu giám đốc vị trí liền muốn giữ không được. Trương Hằng Dương phát hiện mình cuối cùng còn đánh giá thấp Hứa Thuần Lương lực phá hoại, lúc trước lấy vì một cái điều tạm phó trấn trưởng không có khả năng có cái gì hành động, nhưng là người này vừa tới Nguy Sơn đảo, liền quyền đả Hoa Niên, chân đá Đại Hằng. Nhất làm cho người đau đầu chính là, người này làm việc căn bản không nói chương pháp. Lần này phong ba bởi vì tưởng lão thái tự sát mà lên, Lưu Gia Kỳ cũng ngay đầu tiên hướng hắn tiến hành báo cáo,
Trương Hằng Dương nói cho nàng, có việc đừng sợ sự tình, không có việc gì đừng ôm sự tình. Bây giờ quay đầu nhìn xem, mình vẫn là lơ là bất cẩn, nhiều khi ngươi không ôm sự tình còn sẽ tìm tới ngươi. Trương Hằng Dương bản muốn liên lạc Hứa Thuần Lương câu thông một chút, nhưng cầm điện thoại lên lại cải biến chủ ý, Hứa Thuần Lương chẳng qua là một cái phó trấn trưởng, nếu như không có Tần Chính Dương thụ ý hắn là không thể nào làm như vậy. Trương Hằng Dương châm trước về sau, quyết định tự mình đi Đông Châu một chuyến, bái phỏng Tần Chính Dương, có một số việc vẫn là ở trước mặt nói ra tương đối tốt, trong điện thoại nói không rõ ràng. Tần Chính Dương ở tại Đông Châu gác chuông khu, vợ hắn Lý Văn Tĩnh là Đông Châu Thanh Xuân Đường tiểu học hiệu trưởng, cái này chỗ tiểu học thực lực tổng hợp danh xưng Đông Châu thứ nhất. Có thể nói tại Đông Châu Lý Văn Tĩnh tồn tại cảm so Tần Chính Dương mạnh được nhiều. Trương Hằng Dương cũng không phải là lần thứ nhất trước tới bái phỏng, hắn là thông qua Lý Văn Tĩnh quan hệ mới dựng vào Tần Chính Dương đường dây này. Nghĩ phải biết một người biện pháp tốt nhất liền là có chuyện muốn nhờ, Trương Hằng Dương muội muội cặp vợ chồng đều tại Đông Châu công trình máy móc nhà máy, cặp vợ chồng muốn cho nhi tử đọc Thanh Xuân Đường tiểu học, bọn hắn lại không thuộc về khu quản hạt phạm vi, cuối cùng là Trương Hằng Dương thông qua quan hệ giải quyết cháu trai nhập học vấn đề. Lúc ấy chính vào bất động sản hừng hực khí thế, Đông Châu mang bàn một phòng khó cầu Lý Văn Tĩnh vợ chồng nhìn chúng Đại Hằng khai thác ánh nắng tả ngạn, Trương Hằng Dương có qua có lại, trợ giúp Lý Văn Tĩnh đặt trước đến hài lòng phòng nguyên trả lại cho nàng đi nhân viên nội bộ giá, đây hết thảy đều là xây dựng ở tại đôi bên cùng có lợi trên cơ sở. Hắn cũng bởi vậy cùng Lý Văn Tĩnh quen biết, ngay lúc đó Tần Chính Dương cũng không đáng chú ý, thẳng đến điều nhiệm Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, Trương Hằng Dương mới biết hắn là Lý hiệu trưởng trưởng phu. Tần Chính Dương đi Hồ Sơn trấn không bao lâu, liền trở thành người đứng đầu. Trương Hằng Dương đối với cái này sớm có đoán trước, Tần Chính Dương nhạc phụ tại Đông Châu phụ trách tổ chức nhân sự, bối cảnh như vậy nếu là từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ kia mới kỳ quái. Tần Chính Dương cặp vợ chồng đều ở nhà Trương Hằng Dương tới thời điểm, Lý Văn Tĩnh ngay tại cho nhi tử phụ đạo làm việc. Trương Hằng Dương cũng không phải lần đầu tiên tới, Tần Chính Dương mở cho hắn cửa, đem hắn mời đến trong phòng, bộ này phòng liền là lúc trước Trương Hằng Dương hỗ trợ lập thành. Trương Hằng Dương đưa trong tay lễ vật đưa cho Tần Chính Dương. Tần Chính Dương nói, sớm biết ngươi mang lễ vật, ta liền không cho ngươi qua đây. Trương Hằng Dương nói, không có mua cái gì, chính là cho tiểu chất tử mua đài học tập cơ. Tần Chính Dương hướng tay cầm trong túi nhìn thoáng qua, là một đài kiểu mới nhất iPad Pro, hắn suy nghĩ quay đầu đến làm cho Trương Hằng Dương mang đi. Trương Hằng Dương muốn đổi giày, Tần Chính Dương biểu thị trong nhà là gạch, không cần phiền toái như vậy. Trương Hằng Dương vẫn kiên trì đổi. Lý Văn Tĩnh nghe tiếng từ gian phòng bên trong đi ra, cười nói, Trương Tổng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Trương Hằng Dương nói, ta vừa vặn đến Đông Châu thị sát công việc, cho nên tới cho hai vị lãnh đạo bái niên. Lý Văn Tĩnh nói, các ngươi ngồi trước, ta đi pha trà. Đừng phiền toái, Trương Hằng Dương đi theo Tần Chính Dương đi phòng khách ngồi. Lý Văn Tĩnh kỳ thật so Tần Chính Dương lớn hơn 3 tuổi, thật ứng với câu cách ngôn kia. Nữ đại tam ôm gạch vàng, Tần Chính Dương ôm nhiều ít gạch vàng ngoại nhân không rõ ràng, nhưng là hắn từ khi sau khi kết hôn, hoạn lộ đi được xuôi gió xuôi nước. Tần Chính Dương phi thường rõ ràng Trương Hằng Dương tới mục đích, cười nói, người hôm nay là vô sự không đăng tam bảo điện a. Trương Hằng Dương thở dài nói, Tần Bí Thư, Đại Hằng thành lập lâu như vậy, tiêu thụ bán building chỗ bị cưỡng chế quan ngừng là lần đầu tiên, phóng nhãn cả nước giống như cũng tìm không ra nhà thứ hai. Trừ phi nhà đầu tư mình đóng cửa, giống như thật không có chỗ chính phủ lệnh cưỡng chế đóng cửa tiền lệ. Tần Chính Dương nói, áp lực của chúng ta cũng rất lớn a. Hiện tại các cấp lãnh đạo đều phi thường chú trọng ý kiến và thái độ của công chúng. Một khi tạo thành ý kiến và thái độ của công chúng, đầu tiên muốn nhận gánh trách nhiệm chính là tương quan người phụ trách. Lần trước Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng nhỏ trấn trả phòng duy quyền sự kiện, khiến cho ta bị lãnh đạo cấp trên hung hăng phê bình một trận, không nói gạt ngươi, từ đó trở đi. Ta viên này tâm liền từ đầu đến cuối treo lấy, các ngươi hạng mục một ngày không có giao phó. Ta một ngày liền không nỡ. Tần Bí Thư yên tâm, về công về tư ta đều sẽ đem Nguy Sơn đảo hạng mục làm tốt, gần nhất tình huống ngươi cũng biết, không chỉ là chúng ta Đại Hằng, trong nước phòng xí phần lớn đứng trước vấn đề, tình cảnh của chúng ta đã rất khó khăn, các ngươi coi như không nghĩ kéo chúng ta một thanh, cũng không trở thành trên vết thương sát muối a. Trương Hằng Dương trong lòng vẫn là có chút oán niệm, gần sang năm mới. Bị người lệnh cưỡng chế đóng cửa ngừng kinh doanh, cái này cũng không phải cái gì điểm tốt đầu. Tần Chính Dương nói, chuyện đã xảy ra ta đã toàn bộ hiểu qua, hẳn là không tính là vết thương sát muối, các
các ngươi một chút nhân viên tại xử lý vấn đề thời điểm khiếm khuyết nhân tính hóa, nếu như lúc ấy các ngươi nhân viên có thể quan tâm kỹ càng một chút tưởng lão thái thái cảm xúc biến hóa, quan tâm nhiều hơn một chút mua phòng người, có lẽ liền có thể phòng ngừa một trận bi kịch. Trương Hằng Dương nói, sự tình đã tra rõ ràng, tưởng lão thái thái sở dĩ tự sát hoàn toàn là bởi vì nàng tao ngộ gia đình lạnh bạo lực, không cảm giác được sự ấm áp của gia đình, cái này cùng chúng ta Đại Hằng cũng không quan hệ trực tiếp, chúng ta cũng không có cự tuyệt cho nàng trả phòng, Đại Hằng vẫn luôn rất xem trọng người tiêu dùng quyền lợi, nàng chết hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, nguyên nhân là nhiều phương diện, Đại Hằng chỉ là một cái trong số đó, đem trách nhiệm tất cả đều tính tại bọn ta trên thân cũng là không công bằng. Lý Văn Tĩnh bưng thanh tẩy trà ngon bàn tới. Trương Hằng Dương cười nói, Lý Hiệu trưởng, ngài cũng đừng phiền toái. Lý Văn Tĩnh nói, một điểm không phiền phức, ngài không đến ta cũng phải cho Tần Bí Thư bưng trà đổ nước. Trương Hằng Dương cười ha ha, thật sự là hâm mộ các ngươi đôi này thần tiên quyến lữ a. Tần Chính Dương nói, Lý Hiệu trưởng đây là phê bình ta, ta về sau nhất định biểu hiện tốt một chút làm nhiều việc nhà. Lý Văn Tĩnh nói, ngươi công vụ bề bộn, việc nhà loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến phiền ngươi, có thời gian trở về nhiều bồi bồi nhi tử là được. Nàng ở một bên sofa ngồi xuống, tự tay pha trà, tướng pha tốt trà đưa lên. Trương Hằng Dương nhấp một hớp hồng trà, Lý Hiệu trưởng thích uống hồng trà. Lý Văn Tĩnh nói, ta bình thường không uống trà, nhưng chính Dương thích, ta liền tự học một chút trà đạo, cũng không tính được trà đạo, chính là chiếu vào trong sách vở đến, không phải ngành nào nhân sĩ. Trương Hằng Dương nói, Lý Hiệu trưởng thật sự là không dễ dàng, lại muốn chiếu cố trong nhà lại muốn xen vào lý học trường học. Tần Chính Dương nói, có thể lấy được Văn Tĩnh là phúc khí của ta. Lý Văn Tĩnh cười nói, người ít buồn nôn, hai người các ngươi cũng đừng bắt ta nói sự tình, nếu là cảm thấy ta ở chỗ này không tiện nói chuyện, ta rót trà ngon liền đi. Trương Hằng Dương nói, ta cũng không có ý tứ kia, cũng không có gì tốt giấu giếm, ta lần này là tìm đến Tần Bí Thư đòi nhân tình tới. Lý Văn Tĩnh nhìn Tần Chính Dương một chút, chuyện công tác nàng rất ít phát biểu, nhất là ngay trước ngoại nhân. Tần Chính Dương nói, cũng không phải cái đại sự gì, mới tới phó trấn trưởng đem Đại Hằng tiêu thụ bán building chỗ cho quan. Trương Hằng Dương từ Tần Chính Dương trong những lời này đạt được một cái tin tức, đó chính là Tần Chính Dương không thừa nhận chuyện này cùng hắn có quan hệ, ý tứ trong lời nói là hắn đối với cái này không biết rõ tình hình, tất cả đều là Hứa Thuần Lương làm. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, ta ở đây hướng ngài cho thấy thái độ, các vị lãnh đạo vạch chỗ không đủ chúng ta lập tức cải tiến, ta sẽ đích thân bắt chuyện này, đối tương quan người có trách nhiệm sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý, ta chỉ hy vọng Tần Bí Thư giơ cao đánh khẽ, tiêu thụ bán building chỗ không thể quan, chuyện này nếu như tiếp tục lên men, rất nhanh mặt trái tin tức liền sẽ bay đầy trời. Chúng ta Đại Hằng là đưa ra thị trường xí nghiệp, vạn nhất chuyện này ảnh hưởng đến công ty giá cổ phiếu, ta liền không cách nào hướng công ty thành viên hội đồng quản trị bàn giao. Tần Chính Dương nói, Trương Tổng, người cũng không cần lo lắng, ta sẽ cùng Thuần Lương đồng chí câu thông một chút, tranh thủ xử lý tốt chuyện này. Trương Hằng Dương nghe hắn nói như vậy, hẳn là có đường lùi, hắn uống xong ly kia trà đạo, vậy liền xin nhờ Tần Bí Thư, gần sang năm mới, chỗ quấy rầy nhiều hơn đảm đương, ta còn phải đuổi về công ty cho bọn hắn họp, yêu cầu bọn hắn từ trên xuống dưới làm tốt bản thân kiểm tra, chuyện lần này chúng ta muốn lấy đó mà làm gương. Tần Chính Dương cũng không có giữ lại. Đem hắn đưa tới cửa, lại đem Trương Hằng Dương mang tới lễ vật đưa trở về. Trương Hằng Dương nói, cho hài tử năm mới lễ vật. Tần Chính Dương nói, ngươi nếu là muốn ta hỗ trợ giải quyết chuyện này, liền đem đồ vật lấy về, không phải ta thật là mặc kệ. Trương Hằng Dương nhìn ra Tần Chính Dương làm quan cẩn thận, giống hắn loại này ở vào lên cao giai đoạn người mới bình thường là không thể nào tại loại vấn đề này trên thất bại. Trương Hằng Dương kỳ thật cũng chính là ném đá giỏ đường, nếu như Tần Chính Dương nguyện ý thu. Lần sau hắn khẳng định sẽ thêm liều lượng cao, dù sao về sau hắn dùng tới Tần Chính Dương địa phương còn có rất nhiều. Trương Hằng Dương đành phải tướng lễ vật cầm trở về, để Tần Chính Dương cặp vợ chồng dừng bước. Trương Hằng Dương sau khi đi, Lý Văn Tĩnh nói, quan ngừng tiêu thụ bán building chỗ. Các ngươi Hồ Sơn Trấn thật đúng là dám vì thiên hạ trước. Tần Chính Dương dở khóc dở cười nói, không phải chủ ý của ta, là mới tới phó trấn trưởng Hứa Thuần Lương. Lý Văn Tĩnh nói, Mai Như Tuyết bạn trai. Tần Chính Dương gật đầu nói, hắn vừa tới Hồ Sơn Trấn, ta đem chuyện này giao cho chỗ hắn Lý là nghĩ hắn học hỏi kinh nghiệm, cũng kiểm tra một chút chỗ hắn Lý chuyện năng lực. Lý Văn Tĩnh ngồi xuống uống chén trà, nói khẽ, Trương Hằng Dương đưa đến cái gì? Tần Chính Dương nói cho nàng biết là một đài máy tính bảng,
Lý Văn Tĩnh nói, ngươi trả lại cho hắn là đúng, rất nhiều người mặt ngoài là đưa máy tính, nhưng đựng trong hộp tất cả đều là tiền, ngươi nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Muốn đi đến lâu dài liền không thể quan tâm những này ơn huệ nhỏ, vạn nhất cắm té ngã, trước đó vất vả cùng cố gắng tất cả đều uổng phí. Tần Chính Dương nói, Trương Hằng Dương hẳn là gấp, Hứa Thuần Lương một đao kia chém vào chỗ yếu hại của bọn hắn bên trên. Lý Văn Tĩnh nói, cái này Hứa Thuần Lương giống như thật không đơn giản đâu, người không sợ hắn huyên tân đoạt chủ. Một cái điều tạm tới cán bộ thôi, vô luận làm được tốt xấu, sau 3 tháng hắn liền phải rời đi. Tần Chính Dương ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, Hứa Thuần Lương tiểu tử này vừa tới đến liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, tương lai 3 tháng cũng không có khả năng thái bình. Lý Văn Tĩnh nói, nếu như công tác xuất sắc, không bài trừ lưu nhiệm khả năng, phương diện này là có tiền lệ. Tần Chính Dương nói, hắn cùng ta ở giữa cũng không tồn tại cạnh tranh. Lý Văn Tĩnh nói, hắn hảo hảo Trường Hưng bệnh viện phân viện trưởng không làm, tại sao muốn đi Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng? Cái này vượt qua có phải hay không hơi lớn? Tần Chính Dương nói, hẳn là Mai Như Tuyết nguyên nhân. Lý Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn qua Tần Chính Dương. Tần Chính Dương tướng chuyện này tiền căn hậu quả đối nàng nói một lần, Lý Văn Tĩnh lúc này mới tướng Hứa Thuần Lương cùng hồi trước cái kia xông lên nóng lục soát đánh người mãnh nam liên hệ ở cùng nhau. Lý Văn Tĩnh cho trưởng phu một cái lời khuyên, đối Hứa Thuần Lương loại người này tận lực vẫn là khách khí một chút, một cái dẫn xuất nhiều chuyện như vậy người, mỗi lần đều có thể cấp tốc lắng lại phong ba, lên nóng lục soát 10 vị trí đầu vẫn có thể an nhưng rơi xuống đất, loại người này bối cảnh tuyệt không tầm thường, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Tần Chính Dương đối thê tử từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, không chỉ bởi vì vợ so với hắn lớn hơn 3 tuổi, càng bởi vì Lý Văn Tĩnh xuất thân quan viên gia đình, chính trị ngộ tính trời sinh liền mạnh hơn chính mình. Lưu Hỷ Minh rất nhanh liền ý thức được, Hồ Sơn trấn phương diện là không thể nào nhún nhường, từ Hứa Thuần Lương liên tiếp cử động đến xem, hắn lần này chọn lựa là côn quét một mảng lớn sách lược, Hoa Niên tập đoàn, Đại Hằng tập đoàn đều nhận lấy xử phạt, hai anh em họ chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm. Lưu Hỷ Minh thậm chí cho rằng Hứa Thuần Lương lợi dụng sự kiện này đến đả kích Đại Hằng cùng Hoa Niên. Hắn chuyên môn nghe ngóng Hứa Thuần Lương người, hiểu rõ đến dẫn đến Hứa Thuần Lương điều tạm đến Hồ Sơn trấn nguyên nhân thực sự, nguyên lai Hứa Thuần Lương bởi vì ẩu đả sự kiện bên trên nóng lục soát, Hoa Niên tập đoàn vì để tránh cho nhận ảnh hưởng của hắn, miễn trừ hắn tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh hết thảy chức vụ. Hứa Thuần Lương nên là bởi vì việc này ghi hận Hoa Niên, cho nên hắn mới có thể lợi dụng cơ hội này đến báo thù Hoa Niên. Kỳ thật chẳng những Lưu Hỷ Minh nghĩ như vậy, hiện tại rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Lưu Hỷ Minh hai người huynh đệ hiện tại là triệt để lâm vào khốn cảnh, liền coi như bọn họ muốn cho bước, Hứa Thuần Lương đều không nhất định chịu buông tha bọn hắn. Hai huynh đệ thương lượng một chút, trước đem phụ mẫu di thể mang đến nhà tang lễ. Hiện tại bọn hắn đã không muốn lại muốn cái gì bồi thường, Lưu Hỷ Lượng chỉ cầu có thể thoát khỏi hình trách, bảo vệ hắn trước mắt công việc. Lưu Hỷ Minh cũng bởi vì mẫu thân nhật ký cùng di thư mà thấp thỏm lo âu, vạn nhất Hứa Thuần Lương thật hướng xã hội công bố, nghề nghiệp của hắn kiếp sống trên cơ bản cũng xong rồi. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Lưu Hỷ Minh tìm kiếm khắp nơi quan hệ, hy vọng có thể cùng Hứa Thuần Lương cùng một tuyến, cầu hắn tha mình một lần. Ngay tại Lưu Hỷ Minh xin giúp đỡ không cửa thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Lưu Hỷ Minh luật sư. Một cái giọng nữ dễ nghe nói. Là ta, ngươi là. Ta có cái pháp luật vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi. Không có ý tứ, ta gần nhất tương đối bận rộn, thật sự là không thể phân thân. Lưu Hỷ Minh không phải là không muốn kiếm tiền, mà là không có cái kia tâm tình. Ta tại Đại Hằng công trường Dương Tấm trước chờ ngươi, nếu như ngươi không muốn Lưu Hỷ Lượng ngồi tù, tốt nhất vẫn là lập tức tới ngay một chuyến. Lưu Hỷ Minh trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng chạy tới. Chờ đến lúc đó, nhìn thấy một cái nữ tử áo đen đứng tại Dương Tấm trước chính thưởng thức phía trên hiệu quả đồ. Lưu Hỷ Minh cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, đầu năm mùng 1, mẫu thân là ở chỗ này đứng cả ngày. Từ khi nhìn qua video theo dõi về sau, trong đầu của hắn lặp đi lặp lại xuất hiện bên trong hình tượng, luôn cảm thấy mẫu thân mang theo sau một nơi nào đó mỉm cười nhìn xem chính mình. Hắn từng bước một đi hướng cô gái áo đen kia, mỗi một bước đều gian nan như vậy phí sức. Nữ tử áo đen cảm giác được chỗ dựa của hắn gần, lạnh nhạt nói, người làm việc trái với lương tâm sẽ hối hận hay không? Lưu Hỷ Minh khóe môi cơ bắp khẽ nhăn một cái, ngươi là ai? Ngươi tìm ta làm gì? Nữ tử áo đen xoay người,
mát lạnh như suối nước lạnh hai con ngươi tiếp cận hắn, ta gọi Mặc Hàm, ta có thể giúp ngươi. Lưu Hỷ Minh tràn ngập nghi ngờ nhìn qua nàng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Mặc Hàm nói, ngươi đã không có lựa chọn, Đinh Tứ sẽ không ra cỗ thông cảm sách, các ngươi xuất ra điểm này tiền hắn căn bản sẽ không nhìn ở trong mắt. Hứa Thuần Lương trong tay có thể hủy đi hai người các ngươi chứng cứ, chỉ cần hắn công chưa tại chúng, các ngươi đôi này bất hiếu tử liền sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Lưu Hỷ Lượng đã xong, kế tiếp là ngươi, không có người sẽ tìm ngươi thưa kiện, ngươi luật sư sinh nhai từ đây kết thúc, về sau mỗi tháng 17,000 nguyên cho vay ngươi như thế nào hoàn lại. Còn có ngươi nhi tử thượng quốc tế trường học hàng năm gần 10 vạn học phí. Lưu Hỷ Minh dùng mình, Mặc Hàm hiển nhiên điều tra qua gia đình của hắn tình huống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn điều tra ta? Mặc Hàm nói, lựa chọn đối thủ trước đó nhất định phải nhận rõ thực lực của mình. Hai huynh đệ các ngươi cộng lại cũng không phải Hứa Thuần Lương đối thủ, đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, châu chấu đá xe kết quả chỉ có một con đường chết. Lưu Hỷ Minh trầm mặc xuống, trước hôm nay có lẽ hắn còn chưa tin, nhưng bây giờ đã tin tưởng không nghi ngờ. Mặc Hàm nói, nghe nói ngươi đã đem phụ mẫu di thể mang đến nhà tang lễ, xem ra đã bỏ đi bắt đền yêu cầu. Lưu Hỷ Minh nói, ta nghĩ thông suốt, người chết là lớn, vẫn là để bọn hắn sớm một chút nhập thổ vi an đi. Mặc Hàm nói, mặc dù các ngươi loại người này chết không có gì đáng tiếc, nhưng vẫn là còn sống tốt các ngươi cuộc sống sau này đều sẽ chịu đủ lương tâm khiển trách. Nếu như ngươi là đến xem chúng ta trò cười, kia ngươi mục đích đã đạt đến. Mặc Hàm nói, kỳ thật ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm đối tượng, tướng đầu mâu nhắm chuẩn Hoa Niên là sai lầm, ta muốn ngươi khởi tố Đại Hằng, đúng là bọn họ ác ý kéo dài trả phòng hành vi, mới tạo thành mẫu thân ngươi tinh thần sụp đổ, Đại Hằng mới thật sự là hung thủ. Lưu Hỷ Minh mím môi, thấp giọng nói, ta không muốn cáo, Hứa Trấn Trưởng nói không sai, là, chúng ta hại chết mẹ của mình. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hắn cũng nhịn không được nữa, tại một cô gái xa lạ trước mặt, khóc lớn lên, một bên khóc một bên hung hăng rút đánh mình một bạt tai, mẹ, ta sai rồi, mụ mụ a, cha. Mặc Hàm từ trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này đột nhiên sụp đổ khóc ròng ròng nam tử trung niên, trên mặt biểu lộ càng phát ra xem thường. Cái này hai người huynh đệ đều là giống nhau, quá mức tự tư, bị lợi ích che đôi mắt cùng lương tâm, nếu như không phải đá phải Hứa Thuần Lương khối này tấm sắt, bọn hắn còn không biết đau, sẽ còn tại sai lầm trên đường đi xuống. Mặc Hàm nói, Đại Hằng tập đoàn suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn liên quan đến hư giả tuyên truyền, tiêu thụ bên trong tồn tại lừa gạt hành vi, nếu như Tương Ái Liên không có mua sắm nơi này bất động sản, liền sẽ không có trận này bi kịch phát sinh. Các người huynh đệ hai không thể nghi ngờ là bức chết các người mẫu thân hung thủ, nhưng chân chính thủ phạm chính là Đại Hằng, nếu như ngươi còn có lương chi, ngươi nên là đệ đệ của ngươi làm chút gì, nếu như ngươi còn có lương chi, ngươi nên là mẹ của ngươi làm điểm cái gì. Mẹ của các ngươi đã đi, nhưng là trên xã hội còn thật nhiều cùng các người mẫu thân một dạng lão nhân, bọn hắn cũng bị lừa gạt, cần phải có người vì bọn họ phát ra tiếng, cần phải có người vì bọn họ chủ trì công đạo. Lưu Hỷ Minh an ảm đạm lắc đầu. Có Hồ Sơn trấn chính phủ, căn bản không cần ta. Một lực lượng cá nhân là có hạn, dân chúng gặp được khó khăn vẫn là phải đi tìm chính phủ nhân dân. Mặc Hàm nói, có một số việc chỉ có ngươi mới thích hợp. Lưu Hỷ Minh lau khô nước mắt, con mắt đỏ ngầu nhìn qua Mặc Hàm, ngươi đang lợi dụng ta. Mặc Hàm nói, ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng, chỉ ít còn có bị giá trị lợi dụng. Nàng đưa cho Lưu Hỷ Minh một tấm danh thiếp. Lưu Hỷ Minh nhìn thấy phía trên xích đạo vốn liếng. Đã mơ hồ đoán được Mặc Hàm mục đích, nàng hẳn là muốn mượn cơ chèn ép Đại Hằng, từ đó kiếm lời. Vốn liếng vì kiếm tiền thật sự là không từ thủ đoạn, hiện thực là như thế tàn khốc cùng huyết tinh. Mặc Hàm nói, Hoa Niên phương diện khẳng định sẽ có bồi thường, Đại Hằng vì tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều, cũng nên sẽ mau chóng giúp các ngươi làm trả phòng, nếu như cầm tới số tiền kia, ngươi định xử lý như thế nào. Lưu Hỷ Minh hai huynh đệ dự tính ban đầu là muốn lấy được một số lớn bồi thường. Sau đó hai người chia 5 năm sổ sách, nhưng là hiện tại hắn đã không nghĩ như vậy. Lưu Hỷ Minh nói, ta không biết, ta không thể cầm số tiền kia, ta. Ngươi không dám cầm, số tiền kia là mẹ của các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy, liền coi như các ngươi nắm bắt tới tay, các ngươi tiêu lấy cũng sẽ không an tâm. Lưu Hỷ Minh một nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nếu như hắn sớm một khắc nhìn thấu đạo lý này, cũng sẽ không lâm vào bây giờ khốn cảnh. Mặc Hàm vô ý kích thích hắn nói khẽ, ta cho ngươi một cái đề nghị dùng số tiền kia thành lập một cái lão nhân duy quyền quỹ ngân sách,
ngươi về sau lợi dụng nghiệp sư thời gian không ràng buộc cho những cái kia cần muốn trợ giúp lão nhân cung cấp pháp luật viện trợ, để mụ mụ ngươi bi kịch không còn tái diễn, cũng chỉ có dạng này, mẹ của các ngươi trên trời có linh mới có thể có đến cảm thấy an ủi, mà hai huynh đệ các ngươi cũng có thể đạt được cứu rỗi. Lưu Hỷ Minh trừng to mắt nhìn qua Mặc Hàm, từ khi đọc xong mẫu thân nhật ký, cả người hắn liền lâm vào tuyệt vọng, hắn không biết về sau hẳn là thế nào đối mặt mình, bột với người nhà, bột đối với xã hội, Mặc Hàm không thể nghi ngờ để hắn một lần nữa thấy được hy vọng. Mặc Hàm nói, ta đích xác đang lợi dụng ngươi, nhưng là có chút chuyện chính xác dù sao cũng phải có người đi làm, người không làm khẳng định còn sẽ có những người khác đi làm. Lưu Hỷ Minh nói, ta làm. Mặc Hàm nói, ta đi tìm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương ngồi ở trong phòng làm việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng tình huống bên này. Mai Như Tuyết nghe hắn nói đến đặc sắc, trong điện thoại cười không ngừng, ra ra không nhìn lầm người, Hứa Thuần Lương xuất thủ thật đúng là vừa nhanh vừa độc, coi như mình còn tại Hồ Sơn Trấn, cũng không thể giống hắn dạng này lôi lệ phong hành, là Hứa Thuần Lương cảm thấy vui mừng sau khi, cũng vì hắn sắp gặp phải áp lực cảm thấy lo lắng, nhắc nhở Hứa Thuần Lương không thể bởi vì thuận lợi bắt đầu mà mù quáng lạc quan. Hoa Niên tập đoàn cùng Đại Hằng tập đoàn đều có bối cảnh, Hứa Thuần Lương không theo lẽ thường ra bài mặc dù đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ nghĩ tới cách đối phó, có lẽ Hứa Thuần Lương gặp phải bọn hắn hung đột nhiên phản công. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết không cần vì chính mình lo lắng, hắn còn có hậu chiêu. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Hứa Thuần Lương kết thúc cùng Mai Như Tuyết trò chuyện, trước khi chia tay, cách không đưa cho Mai Như Tuyết một nải hôn gió. Lại dẫn tới Mai Như Tuyết một tiếng hờn dỗi, người này càng ngày càng sẽ vẩy. Mặc Hàm đẩy cửa vào, khi thấy Hứa Thuần Lương trên mặt chưa thủy chiều xuống mập mờ. Không có quấy rầy đến người đi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, Mặc Hàm thời gian này xuất hiện tại Nguy Sơn đảo chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ, không cần hỏi khẳng định là nghe được phong thanh, nhớ tới nàng cho tới nay sở tác sở vi, hiện tại nếu là không đến xía vào ngược lại kỳ quái. Hứa Thuần Lương nói. Mau mời ngồi gần sang năm mới, cái gì hấp dẫn người đi vào chúng ta cái này quê nghèo tránh nhưỡng đâu. Mặc Hàm nói, nghe nói lão bằng hữu cao thăng, ta đặc địa tới chúc mừng. Long trọng, ta cũng không phải đương cái gì đại quan, còn không cần ngươi vượt núi băng ngàn tới chúc mừng, phần này thâm tình ta không chịu nổi a. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết rõ nàng đánh cho ý định gì. Mặc Hàm hướng chung quanh nhìn một chút, có thể a, Mai Như Tuyết chân trước vừa đi, người cái này liền tới nhận ca. Liền văn phòng đều thừa kế. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, người đây không phải vũ nhục người nha, ta nhưng nói cho ngươi, đừng tại đây mà nói hưu nói vượt, ta tới nơi này làm việc là lãnh đạo cấp trên an bài, cùng Mai Như Tuyết không có bất cứ quan hệ nào. Mặc Hàm nói, được, người bản lãnh lớn, người nói tính. Hứa Thuần Lương tức giận nói, gần sang năm mới có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, còn như vậy âm dương quái khí, còn muốn hay không cùng ta làm bằng hữu. Mặc Hàm nói, ngươi thật định đem Lưu Hỷ Lượng cho đưa vào đi. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là ta đem hắn đưa vào đi. Hắn đem Đinh Tứ xương mũi cắt đứt, hiện tại là Đinh Tứ cùng hắn vấn đề, ta mới không hứng thú tại cái này hai đồ chơi trên thân lãng tốn thời gian. Mặc Hàm nói, Đinh Tứ kia mũi thật sự là Lưu Hỷ Lượng đánh gãy. Không phải đâu. Đinh Tứ kia thể trạng nếu như muốn động thủ, Lưu Hỷ Lượng căn bản không gần được hắn thân, các ngươi khẳng định là thông đồng tốt. Cố ý khích giận hai anh em họ, buộc bọn họ động thủ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta tại trong lòng ngươi cứ như vậy âm hiểm. Mặc Hàm gật đầu nói không chừng Đinh Tứ mũi đều là ngươi cho làm gãy. Nàng một câu nói toạc ra chân tướng, Hứa Thuần Lương không thể không thừa nhận, cô nàng này hay là vô cùng hiểu rõ mình. Mặc Hàm, ngươi lại ô ta trong sạch ta cáo ngươi phỉ báng a, cẩn thận ta đem ngươi làm đi vào cùng Lưu Hỷ Lượng làm bạn. Một cái phá trưởng trấn vẫn là cái phó. Ngươi thật là lớn quan uy. Chưa nghe nói qua huyền quan bất như hiện quản, tại Hồ Sơn Trấn cái này một mẫu ba phần đất ngươi cho ta tôn trọng một chút, không phải. Hắc hắc, Hứa Thuần Lương một mặt âm hiểm ý cười. Không phải như thế nào, ngươi dám như thế nào a? Đương một nữ nhân nói với ngươi dám như thế nào thời điểm, bình thường chính là cổ vũ ngươi, lá gan thả lớn một chút, bước chân nhanh hơn chút nữa, nhưng càng là như thế càng là cần phải cẩn thận, không bài trừ bên trong có cạm bẫy khả năng. Vạn nhất đạo tâm bất ổn, rất dễ dàng vọt đến eo kéo tới trứng. Hứa Thuần Lương vặn ra giữ ấm chén, ưng ực uống một hớp lớn trà, mọi người cũng vậy, năm trước Đại Hằng người tiêu dùng tập thể duy quyền sự kiện là ngươi làm ra a? Ngươi có chứng cứ sao? Hứa Thuần Lương nói,
Cùng ngươi giảng chứng cứ đây không phải là theo bọn lưu manh giảng đạo lý không sai biệt lắm. Ngươi mới lưu manh đâu, Mặc Hàm mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm. Hứa Thuần Lương nói, gần sang năm mới, dĩ hòa vi quý, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mặc Hàm cùng hắn đấu trong chốc lát miệng, là nên đàm chuyện đứng đắn, đem nàng mới vừa rồi cùng Lưu Hỷ Minh gặp mặt trải qua đơn giản nói một lần. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là muốn lợi dụng Lưu Hỷ Minh đối phó Đại Hằng, ta đây cũng mặc kệ, giữa các ngươi thương nghiệp cạnh tranh ta sẽ không tham dự. Hắn thấy, Xích Đạo vốn liếng cùng Đại Hằng ở giữa thương nghiệp cạnh tranh, tốt so một trận quyền kích tranh tài, mình bây giờ là đóng vai trọng tài nhân vật, nào có trọng tài tự mình kết quả. Đương nhiên hỗ trợ kéo cái lệch cái thổi cái hắc chạm canh gác cái gì, hắn cũng không cự tuyệt. Mặc Hàm nói, Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ sự tình ngươi biết a? Đại Hằng tình huống trước mắt so Hoa Niên còn muốn chênh lệch. Hứa Thuần Lương tin tưởng nàng trên một điểm này không có lừa gạt mình, nhịn không được mắng, đám này không biết xấu hổ, không có tiền làm cái gì khai phát. Thiếu đặt mông nợ tìm chúng ta chỗ này mạo xưng đại gia tới. Mặc Hàm nói, những năm này trong nước bất động sản thương đô là chơi như vậy, cạnh tranh cầm địa, ngân hàng cho vay, phòng ở không có đắp kín đâu, trước tiên đem hiệu quả đồ, bản mẫu phòng làm được, lắc lư dân chúng tính tiền. Ngươi cũng đừng nói người ta, nếu như ngươi không rời đi Trường Hưng, ngươi khiến cho hình dáng kia tấm khu chính là đang vẽ bánh, còn không phải như vậy dự định hố người giặt tiền. Hứa Thuần Lương bị nàng nói đến có chút ngượng ngùng, biện bạch nói, ta chính là cái làm công ngươi không thể đem sổ sách tính tại trên người của ta. Mặc Hàm nói, chớ cho mình kiếm cớ, tuyết lở phía dưới không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Hứa Thuần Lương nói, có sao nói vậy, chỉ cần ta tại Hồ Sơn Trấn làm một ngày, ta liền không thể xem bọn hắn làm sằng làm bậy, ta liền muốn giữ gìn lợi ích của dân chúng. Mặc Hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, khoan hãy nói, ngươi quan này làm không có hai ngày trời đã thay vào tiến vào, không phải ta dội ngươi nước lạnh, ngươi quan quá nhỏ, đừng nhìn ngươi tạm thời lấy được một điểm thắng lợi. Nhưng thắng lợi chỉ là tạm thời, Hoa Niên cùng Đại Hằng, ngươi một cái đều không động được, đương nhiên nếu là có người phối hợp ngươi, vậy liền không đồng dạng. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm nói, ý của ngươi là hai ta liên thủ. Mặc Hàm gật đầu nói, suy tính một chút. Hai ta liên thủ đó không phải là quan thương thông đồng sao? Mặc Hàm khuôn mặt đỏ lên, quan thương cấu kết được rồi, không biết xấu hổ không phải đổi thành thông đồng, làm sao nghe được như thế khó chịu. Lộ ra một cỗ mập mờ. Mặc Hàm nói, người khác liên thủ là vì kiếm lời, chúng ta liên thủ là vì trừng ác dương thiện, ta không dối gạt ngươi, Loan Tổng cũng định cầm xuống Đại Hằng, Nguy Sơn đảo bảo dưỡng suối nước nóng tiểu trấn hạng mục chính là đột phá khẩu, hiện tại tình thế đối Đại Hằng phi thường bất lợi, chỉ cần chúng ta hơi đẩy như vậy một thanh, Đại Hằng chẳng mấy chốc sẽ lâm vào khốn cảnh. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hiện tại vẫn là tại nghỉ trong lúc đó. Trong viện trống giống hiển đến yên tĩnh dị thường, trước mắt yên tĩnh chỉ là tạm thời, không bao lâu, Nguy Sơn đảo thượng tướng sẽ nhắc lên một trận không có có khói lửa chiến tranh. Hứa Thuần Lương nói, chính phủ chúng ta nhiệm vụ là giám sát bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn tốt hơn hoàn thành hạng mục, thực hiện lúc trước hứa hẹn, mà không phải đem bọn hắn đẩy vào vực sâu. Mặc Hàm nói, dù sao cũng phải có người muốn rơi xuống vực sâu, Đại Hằng đã sớm nát thấu, vô luận ngươi đẩy không đẩy hắn, Đại Hằng đều muốn rơi xuống. Ngươi không cần lo lắng Đại Hằng bạo lôi, chúng ta Xích Đạo vốn liếng sẽ tiếp nhận bọn hắn hạng mắt, chúng ta tài lực hoàn toàn có thể đem suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn xây xong. Hứa Thuần Lương hiếu kỳ nói, ngươi cùng Đại Hằng đến cùng lớn bao nhiêu thù a? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Hứa Thuần Lương nói, để Lưu Hỷ Lượng tướng bồi thường tiền lấy ra thành lập suy quyền quỹ ngân sách, giống như điểm này không đủ tiền đi. Mặc Hàm nói, chúng ta lại xuất một khoản tiền. Hứa Thuần Lương hướng nàng vươn tay ra, Mặc Hàm biết hắn đã quyết định hợp tác với mình, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nhất định hắn sẽ không cự tuyệt, Mặc Hàm đưa tay giao cho hắn, Hứa Thuần Lương rất lịch sự cầm một chút, sau đó buông ra tay thon của nàng, tay này sờ tới sờ lui ôn nhuận như ngọc, cảm nhận không tệ. Mặc dù Mặc Hàm dáng dấp đủ xinh đẹp, nhưng là Hứa Thuần Lương chưa hề bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, nàng này cũng không phải cái gì người lương thiện, cùng với nàng cần phải phân rõ giới hạn. Đinh Tứ quyết định thả Lưu Hỷ Lượng một ngựa, lý do là tưởng lão thái dưới suối vàng có biết cũng không nghĩ con của nàng ngồi tù. Lưu Hỷ Lượng trùng hoạch tự do về sau, lập tức cùng đại ca cùng rời đi Nguy Sơn đảo, hai huynh đệ phải nhanh một chút vì cha mẹ làm tang sự, để hai vị lão nhân sớm một chút nhập thổ vi an, chuyện lần này bọn hắn đạt được giáo huấn thật sự là đầy đủ khắc sâu, hai huynh đệ có chút hậu chi hậu giác bi thương,
lại có lương tâm phát hiện. Hoa Niên phương diện công trường vốn là ở vào đình công trạng thái, đã trấn chính phủ để bọn hắn chỉnh đốn và cải cách, bọn hắn liền làm dáng một chút, chỉ cần 15 về sau có thể thuận lợi làm trở lại là được, dù sao còn có đầy đủ giảm sóc kỳ. Ngược lại là Đại Hằng nhận ảnh hưởng lớn nhất, dù sao bọn hắn sớm định ra tháng riêng mùng 4 bắt đầu đi làm, hiện tại bởi vì Hứa Thuần Lương một chương chỉnh đốn và cải cách thông chi, làm đến bọn hắn tiêu thụ bán building chỗ không thể không tiếp tục ngừng kinh doanh, nguyên bản trực ban nhân viên lần này lại có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng tự mình dẫn đội vào ở Đại Hằng tiêu thụ bán building chỗ, nhằm vào bọn họ trước đó nhiều hạng hư giả tuyên truyền cùng tiêu thụ bên trong tồn tại vi quy hiện tượng tiến hành điều tra. Lưu Gia Kỳ hai ngày này thời gian cũng không tốt qua, tại Đông Châu Triệu Khai khu vực trong hội nghị, bị Trương Hằng Dương trước mặt mọi người hung hăng phê bình một trận, nàng ý thức được, chuyện này rất có thể muốn trở thành mình chức nghiệp kiếp sống trượt sắt lư. Tương Ái Liên sự tình mặc dù tạm thời có kết quả, nhưng là chuyện này dư ba vẫn còn tiếp tục, các lớn tin tức trên liên tiếp xuất hiện liên quan tới việc này đưa tin, cùng đi qua tướng đầu mâu chỉ hướng Hoa Niên khác biệt. Gần nhất gió hướng Lặng Yên cải biến, những này văn chương chủ yếu nhằm vào chính là Đại Hằng. Ai nên là Tưởng lão thái chết phụ trách, dưỡng lão địa sản thị trường loạn tượng, lương tâm cùng trách nhiệm, Đại Hằng kiếp trước kiếp này, huyết tinh vốn liếng cùng xã hội đạo đức. Từng cái nhìn thấy mà giật mình tiêu đề vây quanh lần này Tương Ái Liên tự sát sự kiện triển khai thảo luận, chuyện này rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đông Châu các đại lãnh đạo cũng chú ý tới chuyện này, Tần Chính Dương cũng nhận được lãnh đạo thông chi. Để hắn mau chóng xuất ra cử động, lắng lại xã hội dư luận, Đông Châu không muốn bởi vì việc này trở thành xã hội chú ý tiêu điểm. Tại chuyện này xử lý trên nhất định phải có đầy đủ trí tuệ, đã muốn vì dân chúng ra mặt, không thể để cho quần chúng lợi ích nhận tổn hại, cũng muốn khống chế quần chúng cảm xúc, phòng ngừa xuất hiện duy quyền quá độ hiện tượng, đối những này nhà đầu tư cần thỉnh thoảng gõ một chút, nhưng là cũng không thể đánh cho quá ác, đánh gậy đánh cho quá độc ác, sẽ khiến cái này nhà đầu tư hoài nghi Đông Châu doanh thương hoàn cảnh. Thậm chí chùn bước. Làm lãnh đạo làm việc nói dễ, nhưng làm cần cực mạnh toàn cục xem và cân bằng năng lực, Tần Chính Dương tiếp vào lãnh đạo chỉ thị về sau, lập tức tiến về Nguy Sơn Đảo. Đầu 5 năm liền tổ chức một cái Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo hội nghị khẩn cấp, Hứa Thuần Lương cái này mới tới phó trấn trưởng liền đảng viên đều không phải là, hắn vốn là không có tư cách tham gia lần này hội nghị, nhưng là Tần Chính Dương đặc địa điểm tên hắn, không phải là bởi vì coi trọng mà là bởi vì thực sự quấn không ra. Phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn cái này qua tuổi đến phi thường phiền muộn, liên tục hai ngày hành chính trực ban chính là vì tiếp xuống có thể nghỉ ngơi thật tốt, lần này kế hoạch tất cả đều ngâm nước nóng. Tần Chính Dương yêu cầu chỉ cần người tại Đông Châu nhất định phải đến đây họp, mà lại tưởng lão thái tự sát chuyện xảy ra chính là Chu Hoành Viễn trực ban, hắn muốn tại trong hội nghị tiến hành tình huống nói rõ, chỉ ở nhà sững sờ nửa ngày Chu Hoành Viễn đành phải lại quay trở về Nguy Sơn Đảo. Xảo chính là, hắn cùng Tần Chính Dương tại phà trên gặp. Nay thiên hồ trên mặt không có gió, ánh nắng rất tốt, Tết đầu năm ánh nắng vô câu vô thúc bắn ra ở trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, như ngàn vạn đầu cá chép màu vàng đang không ngừng nhảy nhót. Hai người đứng dưới ánh mặt trời, Chu Hoành Viễn móc ra khói, Tần Chính Dương khoát tay áo, thế là hắn lại xếp vào trở về, kỳ thật Tần Chính Dương vừa tới thời điểm, cũng hướng người khác một dạng tôn xưng hắn là Chu Lão Sư, bởi vì Chu Hoành Viễn là giáo dục xuất thân duyên cớ, hơn nữa lúc ấy bọn hắn cùng cấp. Hiện tại Tần Chính Dương gọi hắn là Lão Chu nhiều khi thậm chí đều chẳng muốn xưng hô, so như bây giờ. Tiểu Hứa vừa tới, thời điểm mấu chốt người muốn giúp hắn nắm chắc phương hướng, điểm xuất phát mặc dù là tốt, nhưng là hăng quá hóa dở. Chu Hoành Viễn biết Tần Chính Dương có ý tứ gì, gật đầu nói, mấy lần cân đối sẽ ta đều tham gia, nhưng cái này Tiểu Hứa đi qua không có từ sự tình qua tương quan công tác kinh nghiệm, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tăng thêm vừa tới mới công việc cương vị. Ta cảm thấy hắn có chút nóng lòng biểu hiện. Tần Chính Dương nói, người trẻ tuổi nghĩ biểu hiện cũng không phải là chuyện xấu, đều không muốn biểu hiện, gặp được sự tình đều hướng triệt thoái phía sau, công việc của chúng ta còn thế nào khai triển. Chu Hoành Viễn không có nhận lời nói, cảm giác Tần Chính Dương có trách quái chính mình ý tứ, kỳ thật yêu xen sự tình nguyên vốn phải là hắn cái này hành chính trực ban xử lý, liền Chu Hoành Viễn đều không nghĩ tới Tần Chính Dương sẽ đem chuyện này giao cho Hứa Thuần Lương. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tần Chính Dương dạng này tao thao tác có làm khó dễ Hứa Thuần Lương ý tứ. Chu Hoành Viễn mừng rỡ thanh nhàn, huống chi sự tình bản thân cũng có chút khó giải quyết, Hứa Thuần Lương tiếp bản hắn vui thấy kỳ thành. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương tới cái côn quét một mảng lớn, đối liên quan sự tình phương tới cái không khác biệt đả kích,
một trận loạn côn đánh đau Đại Hằng cùng Hoa Niên, cũng đánh khóc anh em nhà họ Lưu. Hứa Thuần Lương biểu hiện ra ngoài Chu Hoành Viễn dự kiến, khẳng định cũng làm cho Tần Chính Dương mở rộng tầm mắt. Chu Hoành Viễn phi thường rõ ràng Tần Chính Dương hy sinh thời gian nghỉ ngơi, đột nhiên tới họp dụng ý, bởi vì hắn ý thức được Hứa Thuần Lương không có tốt như vậy khống chế, cũng không có giống hắn trong dự đoán như thế thất bại. Công Bình nói, Hứa Thuần Lương chuyện này làm còn phi thường xinh đẹp, trong thời gian ngắn nhất lắng lại trận này tranh chấp, nhưng là dư ba còn tại, chuyện này tạo thành ảnh hưởng còn ở trong xã hội không ngừng lan tràn, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, dư luận tập trung vấn đề Lặng Yên phát sinh cải biến. Tần Chính Dương hướng Chu Hoành Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Hoành Viễn thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khoang thuyền bên trong có hơn 10 người lão nhân chính ở nơi đó dõng dạc đàm như cái gì, kỳ thật từ bọn hắn vừa lên thuyền liền lưu ý đến cái này một điểm, những lão nhân này hẳn là tới duy quyền. Tương Ái Liên chết tướng Đại Hằng thật vất vả ổn định cục diện lần nữa quấy đến không bình tĩnh, Đại Hằng phương diện hướng người chết gia thuộc làm ra hiệp trợ trả phòng hứa hẹn, trước có xe sau có triệt. Rất nhiều đi qua ngay tại lui phòng vấn đề trên lắc lư không ngừng mua phòng người lại bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn hắn quyết định trả phòng. Chu Hoành Viễn thấp giọng nói, hẳn là Đại Hằng hộ khách. Tần Chính Dương quay người nhìn qua mặt hồ nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ theo nhau mà tới, nếu như không thể xử lý tốt chuyện này, sợ rằng sẽ tạo thành người đầu tư đối với chúng ta doanh thương hoàn cảnh khủng hoảng. Chu Hoành Viễn nói, có đôi khi cảm giác công việc của chúng ta chính là đang chơi cân bằng, trái cũng không phải, phải cũng không phải, hơi không cẩn thận liền tả hữu không phải người. Tần Chính Dương nở nụ cười, qua trận hẳn là sẽ thả lỏng một ít, trong thành phố chuyên môn thành lập quốc gia nghỉ phép khu trung tâm chỉ huy, công việc của chúng ta áp lực sẽ giảm bớt không ít. Chu Hoành Viễn không có cảm giác đến hắn vui mừng, áp lực công việc giảm bớt là bởi vì quyền lực bị hạn chế, Tần Chính Dương người này đối quyền lực là tương đương xem trọng. Khả năng mỗi cái người đứng đầu đều là như thế này, Chu Hoành Viễn ngược lại không chỗ vị, hắn tại trong chính trị cũng không tích cực, bởi vì hắn rõ ràng bối cảnh của chính mình, gia đình nông dân xuất thân hắn coi như cố gắng như thế nào cũng không có khả năng đi được quá xa, thể chế bên trong, huyết thống truyền thừa rất là trọng yếu. Tần Chính Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, đến. Đập vai là một môn nghệ thuật lớn tuổi đập trẻ tuổi có thể, chức vị cao đập chức vị thấp có thể. Nếu là phản kỳ đạo mà vì đó đó chính là thật to bất kính, Tần Chính Dương đập được tự nhiên, Chu Hoành Viễn trong lòng thản nhưng còn mang theo như vậy điểm dễ chịu, có loại này thân thể tiếp xúc, chứng minh Tần Bí Thư đem mình làm người mình. Ngoại trừ đi xa nhà không tại Đông Châu bên ngoài, trấn ban lãnh đạo thành viên trên cơ bản đều đuổi tới tham gia lần này hội nghị. Chính đảng phòng làm việc tổng hợp Lữ Ái Hà tại hội nghị bắt đầu sau 5 phút đồng hồ vội vàng đi Hứa Thuần Lương văn phòng. Từ người đứng đầu Tần Chính Dương chủ trì triệu khai đảng ủy ban hội nghị, Hứa Thuần Lương thế mà đến muộn. Lữ Ái Hà đi vào Hứa Thuần Lương văn phòng thời điểm, con hàng này ngay tại kiện thân. Lữ Ái Hà không nhìn lầm, Hứa Thuần Lương trong phòng làm việc đẩy kiện bụng vòng, tư thế tiêu chuẩn ưu mỹ, nhìn qua Hứa Thuần Lương chợt cao chợt thấp thân thể, Lữ Ái Hà không thể không hâm mộ khởi người này cường hãn sức eo, hắn dám nói thả mắt toàn bộ Hồ Sơn trấn chính phủ, mạnh mẽ như vậy sức eo đây là phần độc nhất. Lữ Ái Hà vốn định chờ hắn đẩy xong lại nói tiếp, nhưng Hứa Thuần Lương tựa như là một cái không biết mệt mỏi máy móc, phần phật đẩy cái không xong. Lữ Ái Hà cân nhắc một chút lựa chọn đi tới phía sau hắn, nói khẽ, Hứa trấn trưởng, đi họp. Hứa Thuần Lương cung khởi thân thể mặt từ hai cái đùi ở giữa lộ ra, ta cũng không phải đảng viên. Lữ Ái Hà nói, Tần Bí Thư chuyên môn để cho ta thông chi ngài, ngài không đi ta muốn bị phê bình. Hứa Thuần Lương lúc này mới đứng thẳng lưng lên tướng kiện bụng vòng đưa cho Lữ Ái Hà, Lữ Ái Hà cười khổ nói, ta sẽ không. Hứa Thuần Lương nói, giúp ta để một bên đi. Đúng, ngài nhanh lấy điểm, hội nghị đã bắt đầu. Hứa Thuần Lương rửa mặt, lúc này mới không nhanh không chậm hướng phòng họp đi đến, Lữ Ái Hà toàn bộ hành trình theo sát, sợ con hàng này nửa đường chạy đi, mấy ngày nay hắn đối vị này mới tới phó trấn trưởng cũng coi là có hiểu biết, con hàng này tuyệt đối không theo lẽ thường ra bài. Giúp đỡ Hứa Thuần Lương đẩy ra phòng họp đại môn, Hứa Thuần Lương đi vào, ban lãnh đạo thành viên tất cả đều đến, ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn tới. Hứa Thuần Lương tươi cười rạng rỡ nói, mọi người chúc mừng năm mới, hôm nay đều trở về làm thêm giờ a. Tất cả mọi người nghe ra ý ở ngoài lời, Hứa Thuần Lương là ám chỉ bọn hắn những ngày này đều tại nghỉ, chỉ có hắn khi làm việc. Tần Chính Dương cười nói, tiểu Hứa vất vả, nhanh ngồi xuống, tất cả mọi người chờ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là không có ý tứ,
chủ yếu là ta hiện tại còn không phải đảng viên, cho nên ta liền không có có ý tốt trước tiên tới, vốn định gọi điện thoại tìm Tần bí thư xác nhận một chút, lại sợ quấy rầy các ngươi họp, may mắn Lữ chủ nhiệm đi cho ta biết. Lữ Ái Hà ở một bên vội vàng bưng trà đổ nước đâu, cười cười không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, con hàng này hí thật nhiều. Bất quá nhiều mấy người đều lý giải Hứa Thuần Lương lời giải thích này, tại mọi người xem ra Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác không có tư cách tham gia đảng ủy hội, liền cái đảng viên dự bị đều không phải là, người tới tham gia loại hội nghị này không phải chê cười sao. Đương nhiên từ một góc độ khác đến xem, cái này cũng đã chứng minh người ta bối cảnh lợi hại, một cái chính trị gia trắng thế mà lăn lộn đến phó trấn trưởng, đừng nhìn hiện tại là điều tạm. Nhưng cái này trên sự tình hơn phân nửa đều là mượn mượn liền không trả, chưa chừng con hàng này từ đây ỉ lại Hồ Sơn trấn liền không đi. Chủ trì trấn người đại công tác Lương Giật Phong nói, tiểu Hứa, nắm chặt đi. Tuổi của hắn lớn nhất, tiền nhiệm bí thư Khổng Tường Sinh sau khi đi, liền đếm hắn tư cách già nhất, trong mắt hắn Hứa Thuần Lương chính là một cái vãn bối. Hứa Thuần Lương nhìn thấy mình danh tự nhãn hiệu, bị bày tới cửa, đầy đủ biểu lộ mình đảng ủy người ngoài biên chế thân phận. Cũng ám chỉ hắn tại trước mắt Hồ Sơn trấn ban lãnh đạo bên trong đứng hàng ghế chót. Tần Chính Dương nói, hôm nay vội vã tướng mọi người tìm đến mở cái này sẽ chủ yếu là nghĩ nhằm vào ăn Tết trong lúc đó phát sinh sự tình tiến hành một chút thảo luận, truyền đạt một chút lãnh đạo cấp trên chỉ thị, tin tưởng mọi người đối mấy ngày gần đây phát sinh sự tình đã có hiểu biết, như vậy đi, ta còn là trước cho mọi người giới thiệu một chút mới gia nhập lớp chúng ta Tử Hứa Thuần Lương đồng chí. Tần Chính Dương mỉm cười nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, Hứa Thuần Lương đồng chí là thượng cấp bộ môn đề cử, điều tạm đến chúng ta Hồ Sơn trấn chính phủ công tác, tạm thời đảm nhiệm phó trấn trưởng chức, lãnh đạo cấp trên quyết định, Hứa Thuần Lương đồng chí đang mượn điều trong lúc đó, tạm thời phụ trách chiêu thương dẫn tư và văn giáo vệ sinh công việc, mọi người cùng nhau hoan nghênh Hứa Thuần Lương đồng chí đến. Hứa Thuần Lương đứng dậy, xem như cùng mọi người lên tiếng chào, tất cả đảng ủy thành viên cũng đáp lại không tính tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tính là cho người mới này một chút mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, ta đi qua cùng mọi người trên cơ bản đều đã từng quen biết, về sau còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn, ta có cái gì làm được chỗ không đủ, mọi người một mực trực tiếp vạch, ta sai địa phương nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Nói bóng gió là, ta đối đầu địa phương các ngươi đừng mù bức bức. Tần Chính Dương để Hứa Thuần Lương giới thiệu sơ lược một chút tương ái liên sự kiện trải qua. Hứa Thuần Lương hướng Chu Hoành Viễn cười cười, Chu trấn trưởng, muốn không phải là ngươi nói trước đi đi. Ta nhận được mệnh lệnh đến xử lý chuyện này thời điểm, Tương Ái Liên đã chết. Chu Hoành Viễn trong lòng thầm mắng, người đây không phải trước mặt mọi người làm ta sao? Rõ ràng tại cường điệu Tương Ái Liên tự sát là phát sinh ở ta trực ban trong lúc đó, người qua đây là làm đội viên cứu hỏa. Chu Hoành Viễn nói, đã Tần bí thư đem chuyện này giao giải quyết cho ngươi, vẫn là ngươi nói đi. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền nói đơn giản nói. Hắn đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Con hàng này khẩu tài cao minh, nói đến lưỡi rực rỡ hoa sen, đem Tương Ái Liên nói đến gì bi thảm, đem anh em nhà họ Lưu nói đến không so đáng hận, lại không quên hung hăng đâm Đại Hằng cùng Hoa Niên mấy đao, suy cho cùng vẫn là muốn đột xuất hắn năng lực làm việc của mình. Tổng kết phân trần biểu thị, chuyện này đã xử lý xong kết, các phương đối trước mắt kết quả xử lý phi thường hài lòng, liên quan sự tình nhân viên cảm xúc ổn định. Ở đây ban lãnh đạo thành viên nghe được trợn mắt hốc mồm, gặp qua khen mình. Chưa thấy qua giống hắn dạng này không che giấu chút nào tán dương mình, con hàng này chẳng lẽ không biết khiêm tốn là vật gì. Tần Chính Dương nếu như không ngăn cản hắn, Hứa Thuần Lương còn phải tiếp lấy khen mình vài câu. Tiểu Hứa, hai ngày này vất vả. Hứa Thuần Lương nói, cũng không tính được quá cực khổ, Chu trấn trưởng trên cơ bản toàn bộ hành trình tham dự, cho ta giúp không ít. Chu Hoành Viễn ngạc nhiên nhìn qua Hứa Thuần Lương, người bà ngoại. Ta lúc nào toàn bộ hành trình tham dự. Ta cho ngươi hỗ trợ cái gì rồi? Ngươi đây rõ ràng là muốn kéo ta dẫn ra pháp trường A. Tiểu tử ngươi là thật nhìn không ra hay là giả nhìn không ra? Nếu như ngươi chuyện này làm được xinh đẹp, đạt tới các phương đều hài lòng, Tần Chính Dương làm gì lại sốt ruột bận bịu hoảng tổ chức mở cái này biết? Khẳng định là Đại Hằng cùng Hoa Niên tập đoàn không vui, người ta không có làm bột cùng ngươi phát sinh xung đột, đó là bởi vì người ta chê ngươi cấp bậc không đủ, những này đưa ra thị trường công ty ai ở trên đầu không quan hệ. Tần Chính Dương mặc dù không có nói rõ, nhưng là Chu Hoành Viễn có thể suy đoán ra hắn đối Hứa Thuần Lương xử lý cũng không hài lòng, Hứa Thuần Lương đem mình kéo vào đi, công lao mình là đừng suy nghĩ, nếu là phê bình, mình còn phải cùng hắn phân một nửa. Để Chu Hoành Viễn buồn bực là, mình hết lần này tới lần khác còn không cách nào giải thích,
cũng không thể nói mình tại trực ban trong lúc đó đối với chuyện này chẳng quan tâm, mà lại hắn nói cũng vô ích, Hứa Thuần Lương mở tiểu hội thời điểm kéo lấy hắn xâm tăng thêm, vậy cũng là có hội nghị ghi chép. Chu Hoành Viễn hiện tại mới hiểu được Hứa Thuần Lương lúc trước không phải lôi kéo hắn họp mục đích, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy mình đâu, tiểu tử này tuổi còn trẻ thế nào cứ như vậy xấu đâu. Ta mẹ nó trêu chọc ngươi rồi, ngươi không phải cái này a lừa ta. Tần Chính Dương đầu tiên khẳng định Hứa Thuần Lương công việc thành tích, điều này cũng làm cho Chu Hoành Viễn nhẹ nhàng thở ra. Tần Chính Dương nói, tiểu Hứa có thể làm được công bằng công chính xử lý vấn đề, đây là đáng quý, ta vốn đang lo lắng hắn sẽ có lo lắng. Dù sao hắn hiện tại biên chế còn tại Trường Hưng bệnh viện nha, lần này đánh Trường Hưng đánh gậy, đi qua lãnh đạo cùng đồng sự làm không tốt sẽ nói người ăn cơm hỏng việc a. Tần Chính Dương nói đến đây dẫn đầu nở nụ cười, những người khác cũng đi theo cười. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy có gì đáng cười, Tần Chính Dương nói như vậy chẳng khác gì là nhấn mạnh mình biên chế tại Trường Hưng, ăn Trường Hưng cơm, đập Trường Hưng nồi, tại công lý trên đứng vững được bước chân, nhưng là cách làm có chút tuyệt tình. Hứa Thuần Lương nói, ta phải uốn nắn một chút, công việc chính là công việc, nếu như đem tình cảm trộn lẫn đang làm việc bên trong đó chính là làm việc thiên tư, ta cũng không phải ăn Trường Hưng cơm ta cùng đang ngồi đều như thế, chúng ta ăn chính là quốc gia cơm, làm là phục vụ tại dân chúng sống, ta mới mặc kệ cái gì hoa niên vẫn là hàng đại, ai đem dân chúng ép lên tuyệt lộ, ta liền nện ai nổi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Hứa Thuần Lương nói không sai, nhưng là tiếp lấy Tần Chính Dương nói cái này ý vị sâu xa. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn rõ ràng là không mua Tần Chính Dương vị này bí thư chướng. Tần Chính Dương ứng biến cực nhanh, một bên vỗ tay khen, nói hay lắm a. Hắn một vỗ tay, những người khác cũng đều đi theo. Phó thư ký Hà Khải Văn thầm than, Hứa Thuần Lương vẫn là trẻ, lời nói được không có tâm bệnh, nhưng là tại công tác cụ thể bên trong nhất định phải giảng cứu sách lược, nhất là tại ban lãnh đạo hội nghị bên trong, một người mới, lại là nhỏ chữ lót. Phải hiểu được tôn trọng đại lãnh đạo, điệu thấp là mỹ đức, cũng là thể chế bên trong xử thế chi đạo. Tần Chính Dương nói, tiểu Hứa loại này nghe con mới đẻ không sợ cọp chỉ số tinh thần cho chúng ta mỗi người học tập, vô luận lúc nào, đều muốn đem lợi ích của dân chúng đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là quản lý công việc cũng là cần kỹ xảo, trừng phạt không phải mục đích, để bọn hắn trở về đến chính xác đường tắt trên mới là chúng ta nhất nên làm. Ta đánh cái so sánh, tại tương ái liên sự kiện bên trên. Đại Hằng cùng Hoa Niên đều phụ có phần trách nhiệm, chẳng lẽ bọn ta bởi vì bọn hắn từng có sai, liền đem bọn hắn đuổi ra Hồ Sơn Trấn đuổi ra Nguy Sơn Đảo. Tần Chính Dương dừng lại một chút, sáng ngời có thần ánh mắt đảo mắt đám người. Hứa Thuần Lương không có vội vã nói chuyện, trước mắt Tần Chính Dương để hắn nghĩ tới Triệu Phi Dương, kỳ thật cơ sở lãnh đạo bên trong có không ít dạng này bưng thủy đại sư, bọn hắn am hiểu tướng xử lý sự việc công bằng, tận lực làm được giọt nước không lọt. Tần Chính Dương mặc dù so Triệu Phi Dương tuổi trẻ, nhưng là ở phương diện này tu vi cũng không kém hơn hắn. Tần Chính Dương ánh mắt cuối cùng đi tới Chu Hoành Viễn trên thân, lão Chu ngươi cũng nói hai câu. Chu Hoành Viễn vốn không muốn phát biểu, nhưng là bị Tần Chính Dương điểm danh, cũng chỉ đành mở miệng nói, đối những xí nghiệp này mặc kệ là không được, bọn hắn phạm sai lầm nhất định phải đánh, nhưng là thế nào đánh là cần phải thận trọng thi lo. Hứa Thuần Lương nói, Chu Trấn Trưởng. Đánh như thế nào không phải chúng ta thương lượng xong. Hội nghị ghi chép bên trên có chữ ký của ngươi a. Chu Hoành Viễn thật muốn tướng mình trong chén cẩu kỷ trà dội con hàng này trên mặt, ngươi cùng ta thương lượng gì? Quyết định đối Hoa Niên cùng Đại Hằng động thủ là ngươi, một cái đình công, một cái đóng cửa, bây giờ người ta thông qua thượng cấp lãnh đạo tìm phiền toái tới, ngươi không phải kéo ta dẫn ra pháp trường, làm ta dễ khi dễ. Thật cảm thấy ta sẽ không ra âm thanh. Chu Hoành Viễn nói. Tiểu Hứa, ta lúc ấy chỉ là đồng ý đối bọn hắn tiến hành xử phạt, nhưng là ta đối với ngươi phương thức xử lý vẫn là có giữ lại. Hứa Thuần Lương nói, lúc ấy lúc họp ngươi cũng không có nói. Tần Chính Dương cười nói, bây giờ nói cũng không muộn, lão Chu, ngươi đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người nghe một chút. Chu Hoành Viễn nói, ý của ta là đánh có thể, không thể đánh quá hung ác, vạn nhất đem những xí nghiệp này đánh cho chạy, chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, lão Chu, ngươi cho rằng những xí nghiệp này đều là hài tử a? Dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh chạy. Chu Hoành Viễn trong lòng cái này khí a, ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng gọi ta lão Chu, tự mình hô hô coi như xong, trước mặt mọi người chơi như vậy, rõ ràng là không có ta đây phó trấn trưởng nhìn ở trong mắt. Lương Giật Phong nói, tiểu Hứa, ngươi đừng vội, chờ lão Chu nói xong. Hắn gọi lão Chu nguyên nhân là...
Chu Hành Viễn là cái phó trấn trưởng, Tần Chính Dương hiện tại là chính đảng ôm đồm, tổng không tốt ở ngay trước mặt hắn gọi Chu Hành Viễn Chu trấn trưởng, nếu là gọi Chu phó trấn, quá cường điệu cái này chữ phó cũng hiển không được khá. Bình thường người đều có sau ngọn mau bệnh, Chu Hành Viễn cũng là như thế, Lương Giật Phong gọi hắn lão Chu hắn có thể tiếp nhận, Tần Chính Dương gọi hắn cũng có thể tiếp nhận, chính là Hứa Thuần Lương để hắn không thể nào tiếp thu được, chủ yếu là hắn thực chất bên trong cho rằng Hứa Thuần Lương ở địa vị trên không bằng mình, hắn gọi mình lão Chu chính là bất kính. Chu Hành Viễn nói, một số thời khắc những xí nghiệp gia này cùng hài tử cũng kém không nhiều, đánh nhẹ không nhớ lâu, đánh nặng bọn hắn khả năng liền thật chạy. Hứa Thuần Lương nói, đó là ngươi còn không hiểu rõ bọn hắn, hài tử nhưng không có như thế ra dày tâm hắc, ngươi đánh giá thấp bọn hắn hạn cuối, cũng không thấy rõ bọn hắn đầu tư nơi này mục đích. Chu Hành Viễn tức đến xanh mét cả mặt mày, tiểu tử này làm sao lại quyết định ta mẹ nó nói cái gì ngươi không phải cùng ta tranh cãi, ta nói đông ngươi liền nói tây, ta đi qua không có đắc tội qua ngươi đi. Phó thư ký Hà Khải Văn nhìn ra Chu Hành Viễn sắc mặt khó coi, đuổi mau giúp một tay hóa giải một chút bầu không khí. Tiểu Hứa A ngươi nói xem, bọn hắn đầu tư mục đích là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, kiếm tiền nhiều quá, đám này nhà tư bản không có một cái nào nghĩ thực tình làm từ thiện, có thể để bọn hắn chạy trốn khả năng chỉ có hai cái, một là cảm thấy hạng mục muốn thua thiệt tiền, thâm hụt tiền mua bán bọn hắn sẽ không làm, hai là chính bọn hắn không có tiền, hạng mục làm không đi xuống, chỉ có thể ném cục diện rối rắm rời đi. Yên tâm đi, đám này cái gọi là xí nghiệp gia chắc nịch cực kỳ, đừng sợ đánh thương bọn họ. Chỉ cần có tiền kiếm, nhiều thương bọn họ đều có thể nhẫn. Lương Giật Phong nói, cũng không thể nói như vậy, lúc trước chúng ta Hồ Sơn Trấn vì chiêu thương dẫn tư nhưng hao tốn không ít công phu, cả nước các nơi hạng mục còn nhiều, rất nhiều, chính sách so chúng ta tốt cũng có khối người, bằng thật sao người ta nhất định phải đầu tư tại chúng ta nơi này. Chúng ta tại chính sách cùng doanh thương hoàn cảnh trên là làm ra qua cam đoan, bây giờ người ta xuất ra chúng ta đi qua hiệp ước tới nói sự tình, chúng ta cũng không thể lật lọng a. Hứa Thuần Lương nói, vậy phải xem là cái gì hiệp ước, nếu như là nhục nước mất chủ quyền, đại khái có thể trở mặt không nhận nợ. Lương Giật Phong trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này đem công tín lực xem như cái gì rồi. Tần Chính Dương nói, nguyên tắc muốn kiên trì, nhưng là phương pháp làm việc cần linh hoạt, đã muốn đạt tới trừng phạt hiệu quả, cũng muốn làm cho đối phương có thể tiếp nhận, cái này khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta mới vừa tới đến Hồ Sơn Trấn. Đi qua ta cũng không có quá nhiều quản lý kinh nghiệm, Tần Bí Thư đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, rất sợ tự mình làm không tốt, có phụ Tần Bí Thư nhờ vả, càng sợ để nhân dân quần chúng thất vọng, châm đối với chuyện này, ta đặc địa thỉnh giáo chúng ta Đông Châu Chu Thư Ký. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, đồng thời lại cùng kêu lên ở trong lòng thầm mắng vô sỉ. Để bọn hắn nổi lòng tôn kính chính là Chu Thư Ký, vô sỉ hai chữ này đưa cho Hứa Thuần Lương. Ngươi công khai xé ra hổ kéo dài cờ, sinh sợ người ta không biết nói ngươi cùng Chu thư ký quan hệ, nếu như Chu thư ký biết hắn bị ngươi lôi ra đến đứng đài, chỉ sợ hắn cũng sẽ khó chịu a. Nhưng mỗi người đều rõ ràng, lấy bọn hắn trước mắt cái này cấp bậc căn bản không đủ trình độ Chu thư ký, bọn hắn đối Hứa Thuần Lương cùng Chu thư ký quan hệ cũng có chút còn nghi vấn, con hàng này thổi như bức khả năng rất lớn, nhưng là ai lại không dám không tin. Hứa Thuần Lương không có bối cảnh mới là lạ không nói những cái khác, tiền nhiệm trưởng Trấn Mai Như Tuyết chính là hắn bạn gái. Hứa Thuần Lương dừng lại một chút, bưng từ bản thân giữ ấm chén cũng nhấp một ngụm trà, sợ người khác nhìn không ra hắn tại thừa nước đục thả câu. Tham dự hội nghị người bên trong có mấy cái thật muốn xông tới quất hắn một bàn tay, trước mặt mọi người trang bức nhận người hận a. Hứa Thuần Lương nói, Chu thư ký nói với ta, kỳ thật quản lý công việc nói khó rất khó khăn. Nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản. Hắn lại nhấp một ngụm trà. Tần Chính Dương đều không có ý tốt đánh gãy hắn, bởi vì người này ngay tại thuật lại Chu thư ký, phảng phất đánh gãy hắn chẳng khác nào đánh gãy Chu thư ký nói chuyện. Hứa Thuần Lương không cẩn thận uống phiến lá trà đến miệng bên trong, chuyển hướng một bên, hướng về phía giấy lộn cái sọt xì một tiếng khinh miệt. Lương Giật Phong trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật khoa trương, lá trà mà thôi, đổi thành mình liền nôn về trong chén. Đồ vật của mình lại không bẩn. Hứa Thuần Lương dừng lại hơn 20 giây, lúc này mới tiếp tục lời nói mới rồi, ta vừa nói tới chỗ nào. Hà Khải Văn hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, người nói Chu thư ký đàm quản lý công việc. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, phát hiện Hà Khải Văn người này đối với mình coi như thân mật, hắn gật đầu nói, tạ ơn a, Chu thư ký nói, quản lý công việc kỳ thật cũng đơn giản,
mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều muốn nhớ ở ba chữ không thiệt thòi. Tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng con hàng này là biên gia, Chu thư ký cách cục sao có thể nói ra dạng này nhỏ hẹp. Hứa Thuần Lương nói, bất cứ lúc nào không thể để cho quốc gia ăn thiệt thòi, bất kỳ cái gì thời điểm không thể để cho dân chúng ăn thiệt thòi, chúng ta cá nhân có thể ăn thiệt thòi, nhưng là tuyệt không để những cái kia dụng ý khó dò gian thương chiếm quốc gia tiện nghi, chiếm dân chúng tiện nghi. Hứa Thuần Lương lời nói này nói đến trịch địa hữu thanh, nghe giống như là Chu thư ký đích thân tới. Tần Chính Dương cũng cảm thấy lời nói này có đạo lý, nhưng là hắn không cách nào xác định lời nói này đến cùng phải hay không Chu thư ký nói. Nói đến cho dù tốt cũng không thể công khai biểu thị đồng ý, vạn nhất người ta Chu thư ký không nói, tất cả đều là Hứa Thuần Lương biên ra, kia không liền thành trò cười. Tiểu Hứa nói rất hay a, đây chính là Tần Chính Dương giảo hoạt chỗ, Chu thư ký lúc nói ta không nghe thấy, dù sao ta là nghe người Hứa Thuần Lương nói. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không có trình độ này, là Chu thư ký nói, ta chỉ là hết sức đi quán triệt Chu thư ký tư tưởng. Tần Chính Dương ở trong lòng thầm mắng Hứa Thuần Lương một câu, không tử tế a, người đem trời triệt để trò chuyện chết rồi, ta tiếp xuống nói thế nào? Ta tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy phủ định Chu thư ký. Tần Chính Dương nói, cho nên nói chúng ta nhất định phải phát huy sức tưởng tượng, dùng chính trị trí tuệ đi giải quyết chúng ta trước mắt gặp phải nan đề, tin tưởng tại chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, hết thảy vấn đề đều tướng giải quyết dễ dàng. Tần Chính Dương nói xong cũng tán sẽ tất cả mọi người cảm thấy mộng bức. Này lại mở cái tịch mịch, Hứa Thuần Lương là nghé con mới đẻ không sợ cọp, còn giỏi về xé ra hổ kéo dài cờ, khiến cho Tần Chính Dương đều không cách nào đem biết lái đi xuống. Sau cùng kết thúc ngữ nói tất cả đều là lời nói khách sáo, nói thật giống như rất cao to bên trên, nhưng là cụ thể giải quyết như thế nào vấn đề một điểm không nói. Chu Hoành Viễn sau đó đi Tần Chính Dương văn phòng, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, vừa vào cửa liền thở phì phò nói, Tần Bí Thư, cái này Tiểu Hứa cũng quá không hiểu chuyện, nào có hắn nói như vậy. Ta liền cùng hắn mở một lần hội, đối Hoa Niên cùng Đại Hằng xử lý ý kiến đều là hắn chế định, không quan hệ với ta, hắn vừa rồi nói như vậy căn bản chính là muốn kéo ta đệm lưng. Tần Chính Dương nở nụ cười, lão Chu, người bất giận, liền ngươi cái này lòng dạ cùng đạo hạnh còn có thể bị một người trẻ tuổi cho chọc tức lấy. Chu Hoành Viễn nói, không có cách nào không tức giận, hắn đổi trắng thay đen nói hưu nói vượt, ngày đó họp cũng là hắn kiên quyết ta cho kéo qua đi, ta hiện tại mới hiểu được. Hóa ra hắn đã sớm suy nghĩ tốt, tại chỗ này đợi lấy ta đây, ta có oan hay không a? Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ ngươi không có chút nào oan, sự tình xuất hiện ở ngươi hành chính trực ban trong lúc đó luôn luôn sự thật a. Ta đem sự tình giao cho Hứa Thuần Lương, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đẩy đến không còn một mảnh, Chu Hoành Viễn người này chính là dạng này, gặp được sự tình thói quen về sau rút lui, thiếu khuyết lòng cầu tiến, cũng thiếu khuyết tinh thần trách nhiệm. Tần Chính Dương nói, lão Chu a, vô luận hắn có phải hay không kéo ngươi dẫn ra pháp trường, nếu thật là có đại sự xảy ra, đừng nói ngươi, liền ngay cả ta cũng muốn cộng đồng nhận gánh trách nhiệm. Tần Chính Dương thốt ra lời này, Chu Hoành Viễn lập tức xì hơi, bởi vì hắn rõ ràng đây đều là sự thật. Chu Hoành Viễn nói, ta cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là Tiểu Hứa cách làm để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Tần Chính Dương nói, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là khó tránh khỏi, chúng ta đối chuyện không đối người khách quan nói. Tiểu Hứa vẫn có năng lực. Chu Hoành Viễn đối điểm này cũng là nhận đồng, Hứa Thuần Lương chẳng những có năng lực còn rất có can đảm. Phản chính tự mình nắm không được hắn, từ hôm nay trong hội nghị tình huống đến xem, Tần Chính Dương cũng chưa chắc kềm chế được hắn. Chu Hoành Viễn nói, làm việc quá cấp tiến luôn luôn không tốt. Tần Chính Dương gật đầu nói, nếu như bọn hắn từng cái như vậy đình công, nhận tổn thất lớn nhất mất vẫn là chúng ta. Chu Hoành Viễn nói, ý của ngài là để bọn hắn mau chóng làm trở lại kinh doanh. Tần Chính Dương nói, còn may là tại nghỉ trong lúc đó, nếu như đang làm việc ngày, ảnh hưởng liền lớn, ta đề nghị rút ngắn chỉnh đốn và cải cách thời gian, mau chóng để hết thảy đi vào quỹ đạo. Lúc này Phó Thư ký Hà Khải Văn đến đây, hắn gần nhất chủ trào công việc quảng cáo đi qua phương diện này từ Trương Nhất Bản phụ trách, Trương Nhất Bản điều đi Cổ Tuyền Trấn về sau, chính là Hà Khải Văn chủ trào, mới tới tuyên truyền viên Lục Chỉ Riêng Thắng làm công tác cụ thể. Hà Khải Văn cùng bọn hắn phân đừng chào hỏi, hắn tới là thương lượng Đại Hằng mặt trái tin tức tăng vọt sự tình, cảm giác Đại Hằng hai ngày này tất cả mặt trái tin tức đều phát nổ ra, mà lại Tương Ái Liên hai đứa con trai đã trải qua quyết định chính thức khởi tố Đại Hằng. Chu Hoành Viễn nói, chuyện này có chút kỳ quái a, Tương Ái Liên vừa tự sát thời điểm, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Hoa Niên tập đoàn, hiện tại đột nhiên hướng gió liền thay đổi.
Hà Khải Văn nói, chúng ta luận sự, Đại Hằng mở rộng hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề rất lớn, liền nói suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, ta làm sao không biết chúng ta Nguy Sơn đảo có suối nước nóng. Còn nói hơn 100 mắt, mua phòng người một khi chăm chỉ, những này đều có thể cấu thành tiêu thụ lừa gạt. Chu Hoành Viễn nói, ta nghe nói Hoa Niên Đại Hằng gần nhất thời gian đều không tốt qua, truyền ngôn bọn hắn tiền mặt lưu căng thẳng, mắt xích tài chính đứt gãy. Tần Chính Dương nói, người cũng nói là truyền ngôn, nếu là truyền ngôn cũng không cần quá coi là thật, việc cấp bách chính là muốn bọn hắn mau chóng chứng thực Nguy Sơn đảo hạng mục, hai cái tập đoàn tại Nguy Sơn đảo cầm nửa giang sơn, chiếm ở trên đảo vị trí tốt nhất, nếu như bọn hắn công trình đuôi nát, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu còn từ đâu nói đến. Chu Hoành Viễn nói, cho nên nói, không những không thể để cho bọn hắn đình công ngừng xây, còn phải để bọn hắn mau chóng làm trở lại, nắm chặt kiến thiết. Chỉ có đáp ứng hạng mục tất cả đều xây xong, chúng ta mới an tâm. Tần Chính Dương nói, mọi người vẫn là phân công tiến hành, lão Chu A, người phụ trách theo vào Đại Hằng sự tình, mau chóng giúp bọn hắn tìm xảy ra vấn đề, giải quyết vấn đề, Đại Hằng chủ đề công viên hạng mục phải tất yếu gấp rút. Chu Hoành Viễn nhẹ gật đầu, chỉ cần không cho hắn cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ cộng tác công việc là được. Tần Chính Dương tướng Hoa Niên tập đoàn chuyện bên kia giao cho Hà Khải Văn. Dĩ nhiên không phải để Hà Khải Văn trực tiếp đi cùng Hoa Niên tập đoàn đàm, mà là để Hứa Thuần Lương đi đàm, Hà Khải Văn từ bên cạnh phối hợp. Phân phối xong công tác về sau, hai người cùng một chỗ rời đi. Tần Chính Dương dự định xem một chút tương quan tin tức, vừa mới bật máy tính lên, chính đảng phòng làm việc tổng hợp Lữ Ái Hà lại đến đây, hắn là tìm Tần Chính Dương ký tên. Hứa Thuần Lương chọn lựa Mai Như Tuyết văn phòng, mà lại tới cái tiền trảm hậu tấu. Lợi dụng Mai Như Tuyết cho hắn chìa khóa trước mang vào, tạo thành sự thật. Tần Chính Dương nghe Lữ Ái Hà nói lên chuyện này, nhịn không được bật cười, hắn để Lữ Ái Hà đem thủ tục lấy ra, thống khoái mà ký tên. Lữ Ái Hà nói, kỳ thật Chu Phó Trấn lúc đầu nghĩ rời đi qua, dự định năm sau quét dọn lại rời, không nghĩ tới Hứa Phó Trấn trước chiếm. Tần Chính Dương nói, văn phòng thôi, chỉ cần có thể thỏa mãn làm việc yêu cầu, cái nào ở giữa đều là giống nhau. Lão Chu muốn là ưa thích, chờ tiểu Hứa rời đi lại đem văn phòng giao cho hắn. Lữ Ái Hà nói, vị này Hứa Phó Trấn tại chúng ta nơi này ngốc bao lâu? Tần Chính Dương suy nghĩ một chút nói, không rõ lắm. Hắn nguyên bản suy nghĩ muốn cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, nhưng nhớ tới hôm nay trong hội nghị Hứa Thuần Lương sở tác sở vi, giống như đàm cũng không có gì tất yếu. Giữa trưa lúc ăn cơm, tại nhà ăn gặp Hứa Thuần Lương. Tần Chính Dương chủ động bưng cơm hộp đi vào Hứa Thuần Lương đối diện ngồi xuống. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, ngài mở xong sẽ không có trở về. Bởi vì hôm nay vẫn là nghỉ, cho nên hắn mới sẽ như vậy hỏi. Tần Chính Dương lắc đầu nói, lãnh đạo hạ nhiệm vụ, vấn đề giải quyết trước đó ta không thể đi à. Hứa Thuần Lương nói, cái này đều tại chúng ta những này đương phụ tá công không làm được vị, phàm là chúng ta lại cố gắng một chút, ngài vị này người đứng đầu cũng không cần khổ cực như vậy. Lời này không có tâm bệnh, nhưng là người khác sẽ không giống hắn dạng này trực tiếp nói ra, Tần Chính Dương bị hắn thành công chọc cười. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua Tần Chính Dương cơm hộp, cùng mình cũng không có gì phân biệt. Tần Chính Dương cười nói, nơi này công việc bữa ăn còn ăn đến quen sao? Kỳ thật nhà ăn hôm nay cũng là tăng ca. Hứa Thuần Lương nói, có ăn cũng không tệ rồi, ngài không đến, nhà ăn đều đóng cửa. Tần Chính Dương cười nói, lời này của ngươi là tại cho ta để ý gặp a. Muốn sách cũng là cho nhà ăn sách, nói thật cơm này đồ ăn chất lượng kém một chút, còn so ra kém bệnh viện nhà ăn. Tần Chính Dương nói, ngươi nếu là ăn không quen có thể đi trở về ăn, dù sao cũng không bao xa. Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy hắn câu nói này có nói bóng gió, lay một ngụm cơm nói, ta không thể làm đặc thù hóa đến cùng lãnh đạo bảo trì nhất trí. Tần Chính Dương nói, ngươi chừng nào thì thấy Chu thư ký. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay cũng là nói lỡ miệng, loại chuyện này nên bảo mật, không phải dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, ta đến Hồ Sơn Trấn công việc cùng Chu thư ký không hề có một chút quan hệ. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng tô lại, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Cười nhạt một tiếng nói, Chu thư ký bận rộn như vậy, khẳng định không để ý tới bên này. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Chu thư ký một nhà đều rất quen, Chu thư ký đối ta vẫn luôn rất chiếu cố. Con người của ta tính tình không tốt, thường xuyên gây chuyện, mấy lần đều là hắn giúp ta hóa giải. Hứa Thuần Lương là cố ý nói cho Tần Chính Dương nghe, Tần Chính Dương nửa tin nửa ngờ, nếu quả thật như hắn nói, như vậy hắn cùng Chu thư ký quan hệ thật đúng là không phải bình thường.
Tần Chính Dương nói, ta nhớ được Chu thư ký có con trai còn đang đi học đi. Ngươi nói là Đức Minh à, hắn ở kinh thành học nghiên. Tần Chính Dương lúc này đã tin tưởng tám thành. Hứa Thuần Lương cố ý nói, Tần Bí Thư, là có người hay không tìm ngươi cầu tình. Tần Chính Dương lắc đầu. Đó chính là lãnh đạo cấp trên cho ngươi áp lực. Tần Chính Dương nói, chúng ta làm phần công tác này liền không sợ áp lực, đúng, ngươi cùng ta giao cái đáy, ngươi dự định để Hoa Niên bên kia đình công tới khi nào. Hứa Thuần Lương nói, vậy phải xem thái độ của bọn hắn, lần này ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn ngay từ đầu để phân viện bí thư Đàm Hải Yến tới đàm, về sau mới khiến cho Hoa Niên lớn khỏe mạnh phó tổng Vũ Pháp Quân tới, cái này chứng minh bọn hắn khuyết thiếu thành ý. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, trên một điểm này hắn cũng phi thường tán đồng, xử lý chuyện này ít nhất phải Hoa Niên lớn khỏe mạnh tổng giám đốc ra mặt, hoặc là Triệu Phi Dương cũng được, phái cái phó chức tới tính là gì. Tần Chính Dương nói, phụ trách khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình là ai? Hứa Thuần Lương nói, phụ trách giám sát công trình an toàn chất lượng chính là Hoa Niên tập đoàn tổng giám đốc nhi tử Đường Thiên Nhất, trên văn kiện là như thế viết. Tần Chính Dương nói, hắn không tới sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, nếu như ngay cả tối thiểu thái độ đều không có, chúng ta vẫn là tạm thời đem bọn hắn làm trở lại sự tình thả một chút. Tần Chính Dương cười nói, rõ ràng nhất Hoa Niên tình huống nội bộ người là ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngài biết Hoa Niên tập đoàn gần nhất chính đang bận bịu tài sản trọng tổ sự tình sao? Tần Chính Dương có nghe thấy, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không còn có nội tình gì tin tức? Hứa Thuần Lương nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tần Chính Dương nói, ngươi nếu là không rõ ràng, những người khác liền càng không cần phải nói. Hắn ngừng lại, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa à, ta suy nghĩ một chút, Hoa Niên chuyện bên kia vẫn là phải giao cho ngươi đi xử lý. Ngươi sẽ có hay không có áp lực? Có cái gì áp lực? Tần Chính Dương nở nụ cười, bột đối quá khứ đồng sự cùng lãnh đạo, khẳng định phải nhận một chút không cần thiết quấy nhiễu. Tần Bí Thư cứ yên tâm, ta tự hiểu rõ ràng. Tần Chính Dương gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta là suy nghĩ như vậy, để Hà Khải Văn Phó Thư Ký phối hợp công việc của ngươi, ngươi không tiện ra mặt thời điểm có thể để hắn tới. Mà lại hắn đối Hồ Sơn Trấn bản địa công làm tương đối quen thuộc một chút. Có cái gì chỗ nào không hiểu, cần lẩn tránh địa phương ngươi cứ hỏi hắn. Hứa Thuần Lương suy nghĩ Tần Chính Dương có thể muốn thông qua Hà Khải Văn cho mình siết ghim lại dây cương, dù sao mình trước đây tam bản phủ đem tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời cơ phù hợp, thừa cơ đưa ra xích đạo vốn liếng muốn cùng Hiển Hồng Nông Trường chuyện hợp tác. Đổi thành đi qua, Tần Chính Dương khẳng định sẽ phi thường trọng thị chuyện này, nhưng là hiện tại tình trạng lại phát sinh biến hóa. Mới thành lập du lịch nghỉ phép khu trung tâm chỉ huy muốn phân tương đương một bộ phận quyền lực, về phần về sau song phương chức năng như thế nào phân chia, trong thành phố cũng không có một cái minh xác thuyết pháp. Nếu như bên trong giao phó trung tâm chỉ huy quá nhiều quyền lực, như vậy bọn hắn tại chiêu thương cùng kiến thiết phương diện quyền lên tiếng khẳng định sẽ bị trên diện rộng suy yếu, đây cũng là Tần Chính Dương tướng chiêu thương công việc giao cho Hứa Thuần Lương tạm thời phụ trách nguyên nhân. Tần Chính Dương để Hứa Thuần Lương nhìn xem xử lý. Chỉ cần là đối Hồ Sơn Trấn có chỗ tốt hạng mục đều có thể thúc đẩy, dựa theo Hứa Thuần Lương họp thời điểm nói tới nói, mấu chốt là không thiệt thòi, quốc gia không thiệt thòi, dân chúng càng không có thể ăn thiệt thòi. Thông qua tương ái liên sự kiện xử lý Tần Chính Dương sâu hơn đối Hứa Thuần Lương nhận biết, ý thức được chỉ cần tiểu tử này việc đã quyết định tình, vô luận mình phải chăng ủng hộ hắn đều sẽ tập trung tinh thần đi xuống, không có cách, người nhà có bối cảnh, lúc họp đã trước mặt mọi người đem Chu thư ký lôi ra đến vì hắn đứng đài. Dạng này người, mình coi như không ủng hộ, cũng không cần thiết đắc tội. Hứa Thuần Lương buổi chiều cùng Hà Khải Văn dành thời gian gặp mặt một lần, thương lượng một chút tiếp xuống công việc. Hà Khải Văn phi thường nhiệt tình, chủ động tới đến Hứa Thuần Lương văn phòng, còn cho hắn mang theo chút quê quán bánh rán cùng muối hạt đậu. Hứa Thuần Lương cười nói, Hà thư ký, ta đều không cho ngài tặng lễ đâu, ngài dạng này làm thật là làm cho ta hổ thẹn chết rồi. Hà Khải Văn nói, lão nương ta bày đến bánh rán. Phơi muối hạt đậu, ta mang một chút cho các đồng nghiệp phân một chút, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, người đưa cho người nhà nếm thử. Hứa Thuần Lương thu lại, thuận tiện từ trong ngăn tủ cầm hai hộp lá trà cho Hà Khải Văn. Hà Khải Văn cũng không có khách khí với hắn, có qua có lại, đồng chí ở giữa hữu nghị liền tạo dựng lên. Hà Khải Văn nói, Tần Bí Thư để cho ta phối hợp ngươi công việc, Hoa Niên tình huống bên kia ta cũng chưa quen thuộc, dù sao a, hết thảy vẫn là lấy ngươi làm chủ. Ta liền phụ trách giúp ngươi gõ cổ vũ. Hứa Thuần Lương nói, ta mới đến,
đối tình huống nơi này còn chưa quen thuộc, có cái gì làm không đến địa phương, Hà thư ký còn muốn chỉ điểm nhiều hơn. Hà Khải Văn cười nói, đi qua chúng ta liên lạc đến mặc dù không nhiều, nhưng là ta đối với người thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, về sau cần dùng đến ta địa phương một mực nói. Lúc này Trương Hải Đào đến đây, hắn là mang nhiệm vụ tới, đêm nay Vũ Pháp Quân tại phân viện nhà ăn an bài một bàn cơm, nghĩ mời Hứa Thuần Lương qua đi ăn cơm, tham gia còn có mấy vị từ trường Hưng bản bộ tới già đồng sự. Hứa Thuần Lương đã tiếp vào tin tức, nhưng là hắn không có về, Vũ Pháp Quân cũng không có gọi điện thoại cho hắn, mà là phái Trương Hải Đào trực tiếp tới mời. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào về trước đi, nói cho hắn biết mình ban đêm sẽ cùng Hà thư ký cùng đi. Bởi vì Trương Hải Đào tại, Hà Khải Văn không tiện cự tuyệt, chờ hắn đi về sau, tranh thủ thời gian đối Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, các ngươi trường Hưng lão đồng sự tụ hội ta thì không đi được. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật cho là bọn họ mời ta tụ hội đâu. Đoán chừng vẫn là vì đình công chỉnh đốn và cải cách sự tình, Tần Bí Thư để chúng ta cộng tác xử lý Hoa Niên vấn đề, ngươi không thể để cho ta một người một mình phấn chiến a. Hà Khải Văn mặt lộ vẻ khó xử. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng sợ bọn họ viên đạn bọc đường, vỏ bọc đường lột, đạn pháo cho bọn hắn đánh lại. Hà Khải Văn nói, chúng ta thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định, cự tuyệt ăn cơm khách, ăn cơm không có gì, liền sợ có người đối với chuyện này làm văn chương. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta trước cho Tần Bí Thư đánh cái xin, kỳ thật ta cũng không muốn ăn bữa cơm này, nhưng hết thảy vì công việc, tình nguyện ủy khuất thân thể của mình, cũng phải đem công việc làm tốt. Hà Khải Văn nói, kia thật cũng không tất yếu. Liền ăn bữa cơm đều muốn đánh xin khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to. Hoa Niên lớn khỏe mạnh phương diện đối đãi lần này đình công chỉnh đốn vẫn là lấy ra một chút thái độ, một lần nữa định ra an toàn quy phạm, gia tăng công trình hiện trường an toàn giám sát viên. Trường Hưng Bệnh viện cũng phái ra chỉnh đốn và cải cách tiểu tổ, thành viên có bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông, kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thụy Anh, ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ, hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị. Phó tổ trưởng là Hoa Niên lớn khỏe mạnh Phó tổng Vũ Pháp Quân. Tổ trưởng là Đường Thiên Nhất, nhưng là Đường Thiên Nhất cũng chỉ là trên danh nghĩa, cũng không xuất hiện tại Nguy Sơn Đảo. Dựa theo Bùi Lâm ý tứ, nàng là muốn thông qua thượng tầng tạo áp lực, đến giải quyết đình công vấn đề, nhưng là Triệu Phi Dương cho rằng không cần thiết cùng Hứa Thuần Lương vạch mặt, luận sự, phương diện an toàn hoàn toàn chính xác tồn đang vấn đề, như quả không phải bảo an đề phòng sơ suất. Tương Ái Liên cũng sẽ không trở ngại chút nào tiến vào công trường hiện trường, càng sẽ không phát sinh tại bọn hắn công trường chuyện tự sát. Phái ra chỉnh đốn và cải cách tiểu tổ là Triệu Phi Dương quyết định, sự thật chứng minh, Triệu Phi Dương quyết định phối hợp Hứa Thuần Lương xử phạt quyết định vô cùng chính xác, dư luận rất nhanh liền phát sinh cải biến, xã hội chú ý tiêu điểm chuyển rời đến Lớn Hằng bên kia, áp lực tùy theo cũng cho Đại Hằng, Hoa Niên tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tứ cùng Lưu Hỷ Lượng đạt thành thông cảm. Anh em nhà họ Lưu cảm nhận được Đinh Tứ lợi hại, hiện tại là triệt để không dám tìm Hoa Niên phiền toái. Bùi Lâm cảm giác chuyện này vô cùng ma huyễn, nàng vốn muốn tìm Hứa Thuần Lương hỏi một chút tình huống, Triệu Phi Dương lại cho rằng, hiện ngay tại lúc này, bọn hắn đều không thích hợp cùng Hứa Thuần Lương tiếp xúc, hết thảy giao cho Vũ Pháp Quân xử lý. Vũ Pháp Quân đi vào Nguy Sơn Đảo về sau còn không có cùng Hứa Thuần Lương đơn độc tiếp xúc qua. Trước đây trận kia sóng vai chiến đấu giống như cũng không tại giữa bọn hắn sinh sôi ra cách mạng tình cảm, Hứa Thuần Lương sau đó cũng không có đối với hắn biểu đạt qua cảm tạ, Vũ Pháp Quân thậm chí hoài nghi Hứa Thuần Lương từ đó ngộ ra được chút gì. 6 giờ tối, Hứa Thuần Lương cùng Hà Khải Văn cùng một chỗ đi bộ tiến về Nguy Sơn Đảo Bệnh viện, trên đường trải qua công trường thời điểm, nhìn thấy công trường trên cửa chính khóa, bên ngoài dán, an toàn sản xuất, nặng như Thái Sơn, liền tháp treo lên đều phủ lên an toàn quảng cáo. Đại môn lối vào đang tiến hành cải biến, hẳn là làm mặt người phân biệt quét thẻ tiến vào. Hà Khải Văn thái độ đối với bọn họ biểu thị khen ngợi, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa đã chậm, Tương Ái Liên sự tình cho thấy, tại kiến trúc sản xuất bên trong, mỗi cái khâu đều phi thường trọng yếu, có chút sơ hở liền sẽ tạo thành rất lớn tê dại phiền. Hà Khải Văn đối khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện quy hoạch hiệu quả đồ rất có hứng thú, đứng tại dưới đèn nhìn trong chốc lát. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết cái này hiệu quả đồ hay là hắn phụ trách thời điểm làm, thiết kế phương án trải qua Vương Phương Điền cải tiến, đột xuất người cùng tự nhiên tương hỗ dựa vào lý niệm. Hà Khải Văn nói, sáng ý thật tốt rất chờ mong xây thành về sau hiệu quả. Hứa Thuần Lương nói, nguyên kế hoạch chậm nhất 3 tháng xây thành bản mẫu biểu hiện ra khu, hiện tại xem ra công trình là muốn kéo dài thời hạn. Hà Khải Văn nói, vừa lúc là Tết Xuân, công nhân đều về nhà.
nào có người khô sống, lại nói lại bày ra lần này ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương nói, quay lại hỏi một chút tình huống. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào cửa bệnh viện thời điểm, nhìn thấy Trương Hải Đào cùng Đinh Tứ đều chờ ở cửa. Đinh Tứ cung kính nói, Hứa Trấn Trưởng, Hà Thư Ký các ngươi đã tới. Trong mắt của hắn chỉ có Hứa Trấn Trưởng, đừng nói là Phó Thư Ký Hà Khải Văn, liền xem như người đứng đầu Tần Chính Dương tới, hắn vẫn là phải đem Hứa Thuần Lương đặt ở trước đầu. Hứa Thuần Lương cười nói, các ngươi làm sao tại chỗ này đợi lấy. Đinh Tứ nói, ta vừa tới, tại cửa ra vào cùng Trương chủ nhiệm trò chuyện trời đất. Hà Khải Văn muốn đi nhà cầu, Trương Hải Đào bồi tiếp hắn đi qua. Hứa Thuần Lương nhìn một chút Đinh Tứ cái mũi, thế nào? Đinh Tứ thấp giọng nói, ngươi cho ta dược cao chân linh, thoa lên đi lập tức liền hết đau, hiện tại cùng người tốt, ta đoán chừng khôi phục 7-8 phần. Hứa Thuần Lương nói, lần này vất vả. Đinh Tứ nói, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là cái gì, đi qua ta xã hội đen thời điểm, cả ngày trên thân liền không có địa phương tốt. Hắn hướng chung quanh nhìn một chút, thấp giọng nói, may mắn mà có ngài giúp ta nghĩ ra cái này chủ ý. Hứa Thuần Lương cho hắn một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thiếu dung. Đinh Tứ nói cho Hứa Thuần Lương, Hoa Niên lớn khỏe mạnh đã cho hắn hạ đạt chính thức thông chi, lần này sinh ra hết thảy tổn thất đều từ hắn đến gánh chịu, nếu như hắn không đáp ứng, sẽ từ chưa thanh toán công trình khoản bên trong trục trừ. Đinh Tứ cá nhân cũng không có ý kiến gì, dù sao lần này xác thực là bởi vì công trường giám thị không nghiêm, bởi vì cùng Lưu Hỷ Lượng đạt thành hiệp nghị, cũng bồi không có bao nhiêu tiền. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm làm trở lại, đem bên này công trình cho kết thúc, dựa theo hợp đồng quy định làm hỏng kỳ hạn công trình vẫn là phải bồi thường tiền. Hứa Thuần Lương có thể lý giải tâm tình của hắn, bất quá bây giờ còn không thể cho Đinh Tứ minh xác trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương đi vào phòng, tất cả mọi người đứng lên. Phú Pháp Quân cười nói, Hứa Trấn Trưởng, chúng ta chính trò chuyện ngươi đây, người cái này đã đến. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua đêm nay có mặt khách nhân. Lập tức liền nở nụ cười, đều là lão bằng hữu a. Ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ nói, chúng ta nhưng đã sớm nghĩ tới tới, đi qua Hứa viện trưởng đáp ứng mời chúng ta ăn uống chơi một con rồng, hiện tại Hứa viện trưởng biến thành Hứa Trấn Trưởng. Hứa Thuần Lương cười nói, lão Phan, người đừng chỉ lo nói ngồi châm chọc, chúng ta Đông Châu có câu chuyện xưa, để cho người không chết, trứng không nát, đêm nay cái này bỗng nhiên coi như ta. Phú Pháp Quân nói, người đây cũng không thể cùng ta đoạt. Ta thật vất vả mới tích lũy khởi cục, người nghĩ nhặt có sẵn không cửa. Nhìn ra được hắn nghĩ tích cực dung nhập cái quần thể này. Phu Hướng Đông nói, người ta Thuần Lương mới không phải nhặt có sẵn, cái này nhà ăn đều là hắn tại nhiệm thời điểm làm lên. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết ai nhặt được có sẵn tất cả mọi người rõ ràng, Vũ Pháp Quân câu nói này nói đến khiếm khuyết cân nhắc, đêm nay có mặt những người này, hắn Vũ Pháp Quân là cái kẻ ngoại lai, những người khác là đường đường chính chính Trường Hưng hệ. Hoa Niên lớn khỏe mạnh chủ thể là Nguy Sơn Đảo Bệnh viện lại thêm từ Trường Hưng Đào đi một chút phòng, đừng nhìn đối ngoại tuyên truyền cao đại thượng, nhưng là nội bộ nhân viên ai cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lớn khỏe mạnh thành lập về sau, đương ra làm chủ cũng không phải là Trường Hưng hệ, tổng giám đốc là Bùi Lâm, phó tổng là không biết từ chỗ nào mời tới vị này Vũ Pháp Quân. So với Vũ Pháp Quân, Hứa Thuần Lương đương phó tổng bọn hắn càng có thể tiếp nhận một chút. Về sau nghe nói Hứa Thuần Lương tham gia lần kia ẩu đả sự kiện cũng có Vũ Pháp Quân, cuối cùng vẫn Hứa Thuần Lương một người nâng lên tất cả, dẫn đầu ra quyền Vũ Pháp Quân ngược lại bình yên vô sự, Trường Hưng nội bộ liền có âm mưu luận thuyết pháp. Biết lúc trước ẩu đả nội tình người không nhiều, chuyện này kỳ thật chính là từ Cao Tân Hoa nơi đó chuyển đi, Cao Tân Hoa cũng không phải là cái âm mưu luận người, hắn chỉ là đơn thuần là Hứa Thuần Lương cảm thấy bất bình. Cho rằng Hoa Niên cùng Trường Hưng tại chuyện này xử lý trên không có làm được xử lý sự việc công bằng, để Hứa Thuần Lương một người lưng đeo chỗ có trách nhiệm. Kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh nhạy cảm giác được hiện trường không hài hòa nhân tố, tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người nhập tọa, lúc này Trương Hải Đào bồi tiếp Hà Khải Văn đến. Hứa Thuần Lương mời Hà Khải Văn thượng tọa, hắn cố ý cùng Vũ Pháp Quân khách khí một chút, Vũ Pháp Quân đương nhiên biết rõ hiện tại là tại Hồ Sơn Trấn một mẫu ba phần đất bên trên. Điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, tranh thủ thời gian mời Hứa Thuần Lương trên tòa. Phú Pháp Quân nói, hai vị lãnh đạo ngồi xuống trước, chúng ta liền an bài xong. Hắn tại Hà Khải Văn ngồi xuống bên người để Ngô Thụy Anh ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người. Đường Minh Mị cùng Ngô Thụy Anh ngồi cùng một chỗ, những người khác theo thứ tự ngồi xuống. Đinh Tứ hôm nay đem tư thái thả rất thấp, dù sao người ở chỗ này bên trong chỉ có hắn một cái người làm ăn,
tại loại trường hợp này người làm ăn kỳ thật không có gì địa vị. Đinh Tứ chủ động khui rượu rót rượu, Trương Hải Đào đứng dậy giúp hắn, hai người các đổ một nửa, hôm nay dùng rượu là Đinh Tứ mang tới mộng sáu. Đừng nhìn là Vũ Pháp Quân an bài, nhưng là cuối cùng khoản nợ này khẳng định còn muốn tính ở trên người hắn, cho nên Đinh Tứ vẫn là tự giác một chút. Vũ Pháp Quân nói, Hà Thư Ký nói hai câu đi. Hà Khải Văn nói, nơi này là các ngươi sân nhà, vẫn là Vũ Tổng nói đi. Hứa Thuần Lương nói, Hồ Sơn Trấn lúc nào thành bọn hắn sân nhà rồi. Hà Thư Ký, vẫn là ngươi nói. Hà Khải Văn từ chối không được, đành phải nói hai câu, hắn nói chuyện trình độ cũng không cao, đơn giản là cảm tạ Hoa Niên tập đoàn thịnh tình khoản đãi, cùng chúc mọi người chúc mừng năm mới loại hình, hiệu triệu mọi người cùng nhau cử đi một chén. Vũ Pháp Quân nói, hôm nay mời hai vị lãnh đạo tới, là vì xúc tiến giao lưu, làm sâu sắc tình cảm, cũng là vì cho thấy thái độ của chúng ta, tại Hứa Trấn trưởng làm ra để chúng ta đình công chỉnh đốn và cải cách sau khi quyết định, chúng ta tập đoàn lãnh đạo đối với chuyện này cao độ coi trọng. Đặc địa thành lập chỉnh đốn và cải cách tiểu tổ thành viên đều là chúng ta Trường Hưng Bệnh viện lực lượng trung kiên. Hứa Thuần Lương cười nói, lúc ăn cơm chỉ nói tình cảm chớ đàm công sự. Vu Hướng Đông nói, Hứa Trấn trưởng nói đúng, ăn cơm chính là ăn cơm, chúng ta không nói công sự. Hà Khải Văn giơ ly rượu lên nói, vậy chúng ta uống chén thứ hai. Hắn cũng nhìn ra cái này Vũ Pháp Quân cũng không thụ Trường Hưng Bệnh viện đám này trung tầng cán bộ chào đón. Kỳ thật lấy Vu Hướng Đông cầm đầu Trường Hưng hệ cán bộ, đối Vũ Pháp Quân chi lưu ngoại xính nhân viên đều ôm lấy mâu thuẫn thái độ. Ở trong đó lại chia làm hai phái, một phái đã tích cực gia nhập Hoa Niên lớn khỏe mạnh, tỉ như kiểm tra sức khỏe trung tâm Ngô Thủy Anh, nàng gia nhập về sau chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể hai bên lấy tiền. Còn có một loại chính là Vu Hướng Đông loại này, hắn liền phụ trách công việc bảo vệ, vẫn là Trường Hưng người, lại không dựa vào Hoa Niên lớn khỏe mạnh cầm tiền lương. Đối diện Bùi Lâm thời điểm nhiều ít còn muốn bận tâm Triệu Phi Dương mặt mũi, người Vũ Pháp Quân là cái thá gì? Một cái ngoại xính nhân viên, đối Trường Hưng bệnh viện không có bất kỳ cái gì cống hiến, ta mẹ nó lại không dựa vào ngươi mở cho ta tiền lương, ta cần gì phải nhìn sắc mặt của ngươi? Hộ lý bộ chủ nhiệm Đường Minh Mị kỳ thật cũng không chào đón Vũ Pháp Quân, Hoa Niên lớn khỏe mạnh vừa mới thành lập thời điểm, bọn hắn tưởng rằng lập thế lực khác khác kéo đại kỳ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được. Đơn giản là hủy đi tường đông bổ tây tường, cái gì Hoa Niên lớn khỏe mạnh, đơn giản là từ Trường Hưng đào đi mấy cái phòng, dùng vẫn là Trường Hưng chữa bệnh tài nguyên. Đáng giận nhất là bọn hắn làm xảy ra sự tình còn phải bệnh viện ra người cho bọn hắn chùi đít. Theo hợp tác làm sâu sắc lợi ích phân phối không cân đối sẽ để cho nội bộ phân liệt trở nên càng ngày càng rõ ràng, Triệu Phi Dương tựa hồ cũng không có ý thức đến vấn đề này. Nhưng là có chút người thấy được kỳ ngộ. Tỷ như ngoại liên bộ chủ nhiệm Phan Hoành Vĩ, có Hoa Niên lớn khỏe mạnh, trong tay hắn tài nguyên có thể đổi được càng nhiều chỗ tốt. Tỷ như kiểm tra sức khỏe trung tâm, Trường Hưng bản bộ có một cái, hiện tại lại thành lập mới kiểm tra sức khỏe trung tâm, 1014, cái sau nghiệp vụ trích phần trăm cao hơn ra rất nhiều, chờ đến về sau hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện dựng lên, nghe nói sẽ ủng có một bộ hoàn chỉnh tiên tiến chẩn đoán điều trị hệ thống. Phòng phân phối hoàn chỉnh, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện làm việc vụ trích phần trăm phương diện khẳng định càng thêm linh hoạt. Hứa Thuần Lương cùng Vũ Pháp Quân là lần đầu tiên uống rượu, không nghĩ tới tử lượng của hắn coi như không tệ. Hứa Thuần Lương phát hiện làm lãnh đạo chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể ít uống rượu, người khác uống một ly lớn, người chỉ cần uống một chén nhỏ, thậm chí một chén nhỏ đều có thể lướt qua liền thôi. Hà Khải Văn chính là làm như vậy. Đương nhiên cùng bản thân hắn tửu lượng không được tốt cũng có quan hệ. Hứa Thuần Lương loại rượu này lượng không cần thiết giữ lại thực lực, Trương Hải Đào đến nay vẫn nhớ kỹ, Hứa Thuần Lương mới tới Nguy Sơn đảo thời điểm, ngay lúc đó Phó Viện trưởng Trương Hải Tân mang theo hắn cùng từ Đại Khánh tiến đến Lập Uy, kết quả bị Hứa Thuần Lương lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hiện tại Trương Hải Tân đi bệnh viện tư nhân mưu sự, từ Đại Khánh cũng rời đi Nguy Sơn đảo, hai người này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Bọn hắn không hiểu được xem xét thời thế, lựa chọn cùng Hứa Thuần Lương đối nghịch. Ở phương diện này Trương Hải Đào vẫn là hiểu được nhìn hướng gió, từ khi hắn quyết định gia nhập Hứa Thuần Lương trận doanh, cho tới nay cũng là trung thành tuyệt đối cẩn trọng, Hứa Thuần Lương cũng không có bạc đãi hắn, chỉ là gần nhất Trương Hải Đào không có cảm giác an toàn. Hứa Thuần Lương rời đi Trường Hưng Bệnh viện, đi Hồ Sơn Trấn làm phó trấn trưởng, Trương Hải Đào tại Trường Hưng Bệnh viện nội bộ đã mất đi chỗ dựa. Hắn cảm giác Hứa Thuần Lương đại khái suất sẽ không trở về, thường nói ngựa tốt không ăn đã xong, huống chi Hứa Thuần Lương là đi lên. Lấy Trương Hải Đào quan điểm đến xem,
Hồ Sơn trấn chính phủ muốn so Nguy Sơn đảo bệnh viện cao lớn hơn bên trên. Coi như Hứa Thuần Lương điều tạm kỳ đầy trở về, cũng không có khả năng lại về lúc đầu cương vị, hắn cái này bộ hậu cần chủ nhiệm kiêm bảo vệ khoa trưởng đoán chừng cũng không làm được quá lâu thời gian. Hắn vẫn luôn muốn theo Hứa Thuần Lương nói chuyện mình vấn đề, thế nhưng là lại tìm không thấy cơ hội thích hợp. Hứa Thuần Lương về Nguy Sơn đảo mấy ngày nay sự tình không ngừng, Trương Hải Đào cũng không dám phiền phức hắn. Hứa Thuần Lương mỗi người uống hết đi hai chén, uống đến Đường Minh Mị thời điểm, cười nói, Đường tỷ, ta phải hảo hảo mời ngài một chén, ngài thế nhưng là ta tiến lên trên đường người dẫn đường. Phu Hướng Đông bình thường quen thuộc nói đùa, tăng thêm có mấy phần say, vui tươi hớn hở nói, Đường chủ nhiệm dạy ngươi cái gì rồi? Còn người dẫn đường. Đường Minh Mị trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng, lão phu, ngay trước lãnh đạo bột cũng đừng mù nói đùa, ở chỗ này phạm sai lầm cẩn thận đem ngươi bắt. Phan Hoành Vĩ nói, lão phu, người ta Đường chủ nhiệm yêu dạy cái gì, có liên hệ với ngươi sao? Đường Minh Mị cười nói, uống rượu đều không trận nổi miệng của các ngươi, nhìn ta quay đầu không rót chết các ngươi. Nàng cùng Hứa Thuần Lương uống chén rượu này, kể từ khi biết Hứa Thuần Lương là Hứa Gia Hiên nhi tử, Đường Minh Mị đối với hắn càng thêm thân thiết. Hứa Thuần Lương cạn ly rượu này nói, Đường chủ nhiệm thế nhưng là tỷ ta a, các ngươi vừa rồi ai khi dễ nàng tới? Ta cùng các ngươi nổ cái lôi tử. Phu Hướng Đông nói, nổ liền nổ ai sợ ai. Tại mọi người giật dây cùng gọi tốt bên trong, Phu Hướng Đông cùng Hứa Thuần Lương nổ một cái, Hứa Thuần Lương cũng chưa thả qua Phan Hoành Vĩ, cùng hắn cũng nổ một cái. Đinh Tứ Ban đêm thế mà không uống rượu, hắn cùng Trương Hải Đào tại lớn trên mặt có chút cùng loại, hai người đều là thô bên trong có mảnh người, phân rõ nặng nhẹ, dạng này trường hợp không tới phiên bọn hắn biểu diễn. Đương nhiên cũng không phải không ai cùng Đinh Tứ uống rượu, Đinh Tứ lấy cớ mình trên sống mũi vết thương chưa lành, trước mắt đang ăn đầu bào, cũng liền không người khuyên hắn. Phu Hướng Đông đã có ba phần say, cười tủm tỉm nhìn như Đinh Tứ nói, Đinh Tổng, người tại Đông Châu nhưng là có tiếng có thể đánh, lần này làm sao lại để một cái chơi cán bút phóng viên bị đả thương rồi. Đinh Tứ cười nói, ta nếu là thật cùng hắn so đo, 10 cái hắn cũng không gần được thân thể của ta. Đường Minh Mị trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng thổi như bức, người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm, ban đầu ở Mân Nam Hải Tiên cửa thành, ta nhưng tận mắt thấy ngươi cho Hứa Thuần Lương quỳ xuống, bất quá nàng cũng cảm thấy buồn bực, Đinh Tứ lúc nào cùng Hứa Thuần Lương chỗ đến tốt như vậy, còn có Trương Hải Đào, hai cái này đều là có tên thứ nhi đầu, đoán chừng là Hứa Thuần Lương nắm đấm lớn, đem bọn hắn cho đánh sợ. Đương nhiên không bài trừ Hứa Thuần Lương mị lực cá nhân. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương liền phảng phất thấy được Hứa Gia Hiên năm đó, nhớ tới Hứa Gia Hiên, Đường Minh Mị liền ánh mắt đều trở nên ôn nhu. Kiểm tra sức khỏe trung tâm chủ nhiệm Ngô Thủy Anh tâm tư tỉ mỉ, đã nhận ra Đường Minh Mị biến hóa này, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ giữa bọn hắn thật có cái gì? Nhớ kỹ lúc trước bọn hắn là cùng đi Nguy Sơn đảo tiến hành chất kiểm công việc, về sau Đường Minh Mị đi về trước. Trong bệnh viện xảy ra chuyện như vậy rất bình thường, huống chi Nguy Sơn đảo cũng không có cái khác giải trí. Đường Minh Mị mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng từ nương bán lão phong vận vẫn còn, đừng nói nam nhân, liền xem như mình nhìn đến nàng hai mắt lưu quang bộ dáng cũng cảm thấy phi thường động lòng người, Hứa Thuần Lương lại là huyết khí phương cương trẻ danh to xác, hai người thật phát sinh chút gì cũng có thể lý giải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương uống đến Ngô Thủy Anh, Ngô tỷ, ta mời ngài. Ngô Thủy Anh cái này mới phản ứng được. Có chút hốt hoảng đi bưng rượu chén, không cẩn thận lại đem chén rượu đụng đổ, rượu tất cả đều đổ. Phan Hoành Vĩ nói, Ngô chủ nhiệm khẩn trương. Phu Hướng Đông nói, người nói Ngô chủ nhiệm cái gì gấp. Con hàng này uống chút rượu theo thói quen mở hoàng khang. Hà Khải Văn chỉ coi không nghe thấy, Ngô Thủy Anh cùng Phu Hướng Đông cũng là bạn cũ, trừng mắt liếc hắn một cái nói, lão Phu, người đêm nay có chút thả a, có muốn hay không ta cho tẩu tử gọi điện thoại, giúp ngươi đem tuyến kéo một lạp. Phu Hướng Đông nói, người cái này nói chuyện ta còn thực sự có chút khẩn trương, ta bà lão kia tuyệt đối là cái cọp cái, chọc giận nàng, nàng trực tiếp trên cái kéo. Tất cả mọi người nở nụ cười, Phu Hướng Đông loại người này rượu trên trận không thể thiếu, điều tiết bầu không khí là đem hảo thủ. Phan Hoành Vĩ nói, ta liền bội phục tại khoa trường. Phu Hướng Đông có chút kỳ quái nói, người bội phục ta cái gì? Can đảm hơn người, trần chuồng bác hổ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con a. Đầy bàn người đều nở nụ cười, ở đây mặc dù có nữ tính, nhưng là Ngô Thủy Anh cùng Đường Minh Mị loại này đều là nhìn quen sóng gió, cái gì chàng diện không có trải qua, các nàng lái nổi trò đùa.
Vũ Pháp Quân vốn muốn mượn lần này cơ hội cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện làm trở lại vấn đề, nhưng Hứa Thuần Lương một câu uống rượu không bàn công việc đem hắn cho chặn lại trở về, đêm nay bữa cơm này cũng liền triệt để thành tụ hội. Vũ Pháp Quân quan sát mỗi người biểu hiện, có thể nói chỉnh đốn và cải cách tiểu tổ tới, hình thức lớn hơn nội dung, bọn hắn không được cái gì căn bản tác dụng, vui chơi giải trí vẫn được, đừng hy vọng bọn hắn có thể làm được chút gì. Vũ Pháp Quân mình cũng không được tác dụng quá lớn, chuyện này quyền chủ động tại Hứa Thuần Lương, tại Hồ Sơn Trấn Chính Phủ, duy chỉ có không tại Hoa Niên bên này, cái gọi là chỉnh đốn và cải cách chẳng qua là làm dáng một chút hướng nơi đó chính phủ có cái bàn giao. Từ cục diện trước mắt đến xem cuộc phong ba này đã cơ bản đi qua, chỉ ít Hoa Niên bên này có thể bình an như đường. Xã hội tập trung đều tại Đại Hằng bên kia, không có người lại chú ý lão thái thái chết tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công sự tình. Tiệc rượu tiến hành đến hồi cuối thời điểm, Vũ Pháp Quân nâng chén cùng Hà Khải Văn uống một chén, lại lần nữa nhắc lên làm trở lại chủ đề. Hà thư ký ngài xem chúng ta chỉnh đốn và cải cách công việc đã tiến hành đến không sai biệt lắm, thi công phương cũng nhận thức được sai lầm của bọn hắn. Đinh Tứ nghe được Vũ Pháp Quân mình, ngẩng đầu nhìn Vũ Pháp Quân, cho tới bây giờ hắn cũng không cho là mình có lỗi gì lầm, bất quá hắn có không ít số dư tại Trường Hưng, cho nên lần này cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhận phạt. Với hắn mà nói trước mắt đã là kết quả rất tốt, cái này đều muốn cảm kích Hứa Thuần Lương, mà không phải Vũ Pháp Quân. Hà Khải Văn nói, liên quan tới chuyện này, chúng ta Tần Bí Thư có chỉ thị, chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp bình chắc, nếu như thỏa mãn khởi công điều kiện, khẳng định sẽ mau chóng giúp các ngươi làm trở lại. Hứa Thuần Lương cười nói, yến không tốt yến, Vũ Tổng mời chúng ta bữa cơm này động cơ không đơn thuần a. Vũ Pháp Quân cười ha hả nói, là lỗi của ta. Quên uống rượu không bàn công việc, ta tự phạt một chén. Hứa Thuần Lương nói, đã nói tới chuyện này, ta dứt khoát cũng cho các ngươi giao cái đáy đi. Trong chấn đối thái độ của các ngươi là nên phạt phải phạt, nên ủng hộ khẳng định vẫn là muốn ủng hộ, tổng thể nguyên tắc là tận lực không chậm trễ các ngươi công trình tiến độ. Vu Hướng Đông nói, ta cứ nói đi, mọi người là người một nhà, không có chuyện gì không tốt đàm. Vũ Pháp Quân trong lòng tự nhủ ngươi biết cái gì, ngươi cùng Hứa Thuần Lương kết giao tình. Coi hắn là người một nhà, người ta nhưng chưa hẳn đem ngươi trở thành người một nhà. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cũng hoàn toàn chính xác khai thác biện pháp, công phương diện cũng làm ra cải tiến, nhưng là chúng ta có sao nói vậy a? Hoa Niên cấp lãnh đạo có phải hay không đối chuyện lần này không đủ coi trọng a? Vũ Pháp Quân nói, không có sự tình lãnh đạo của chúng ta phi thường trọng thị sự kiện lần này, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên thành lập cái này chỉnh đốn và cải cách tiểu tổ. Hứa Trấn Trường, ngài hẳn phải biết cái này nhưng đều là Trường Hưng Xương làm lực lượng a. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại, chứ có ba phần say, Vũ Tổng, người cùng người khác nói như vậy có thể, nhưng là cùng ta nói như vậy giống như không quá đủ thẳng thắn a. Vũ Pháp Quân ngây ngẩn cả người, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng là tại đem hắn quân, người này đến tột cùng là đối Trường Hưng bất mãn, vẫn là đối với mình cá nhân bất mãn. Hứa Trấn Trường, con người của ta tính tình đi thẳng về thẳng. Thế nhưng là có cái gì thì nói cái đó. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải nói ngươi, ta nói là sự tình phát sinh đến bây giờ đã mấy ngày, không thấy Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách ra tỏ thái độ, Trường Hưng bệnh viện lãnh đạo đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, là cảm giác đến chuyện này không đủ lớn, vẫn cảm thấy chúng ta Hồ Sơn Trấn Chính Phủ không xứng đâu. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Hứa Thuần Lương uống nhiều quá a. Vì cái gì nói như vậy? Đường Minh Mị rõ ràng Hứa Thuần Lương tử lượng, hắn khẳng định không uống nhiều, Hứa Thuần Lương là muốn thông qua loại phương thức này biểu đạt đối Hoa Niên bất mãn. Hứa Thuần Lương chưa hề đều không phải là một cái lấy ơn báo oán người, ẩu đả sự kiện về sau, Hoa Niên lớn khỏe mạnh thậm chí đều không có cho hắn cơ hội giải thích, liền không chút do dự đem hắn đá ra khỏi cục, miễn trừ hắn hết thảy chức vụ. Trường Hưng bên kia, Triệu Phi Dương cũng làm xong xử lý hắn chuẩn bị. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đã các người dám làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 15. Đừng tưởng rằng hiện tại tiêu điểm tại Đại Hằng trên thân, các người Hoa Niên liền thuận lợi vượt qua tràng nguy cơ này, vậy phải xem tâm tình của ta làm cái gọi là chỉnh đốn và cải cách tổ, làm một chút mặt ngoài công phu liền muốn hổ lộng qua, không có như vậy dễ dàng. Vũ Pháp Quân nói, Hứa Trấn Trưởng, ý của ngài là. Hứa Thuần Lương nói, mời uống cái này vài chén rượu. Vũ Tổng cũng đừng giả bộ hồ đồ, ngươi cũng chỉ là cái làm công, Hoa Niên lớn khỏe mạnh chuyện lần này ngươi phụ không được trách, chúng ta phải cầu được cũng không cao, yêu cầu tương quan đơn vị người phụ trách ra mặt giải quyết vấn đề, đến bây giờ không có chứ.
Yêu cầu an toàn giám thị người phụ trách ra gánh trách, an toàn của các ngươi chủ quản là ai? Ngươi. Phú Pháp Quân lắc đầu, hắn đối tương quan tình huống còn không bằng Hứa Thuần Lương hiểu rõ, lần này là Triệu Phi Dương để hắn ra cứu hỏa. Hứa Thuần Lương cái này thông lửa không phải nhằm vào hắn, mà là hướng về phía Triệu Phi Dương hai vợ chồng, nhưng là Hứa Thuần Lương nói chuyện căn bản không có chừa cho hắn thể diện, cái này khiến Vũ Pháp Quân hoài nghi, Hứa Thuần Lương cũng không có bởi vì ngày đó mình giúp hắn xuất thủ sự tình sinh ra bất kỳ cảm tạ chi tình. Hứa Thuần Lương nói, đây là cơ bản nhất điều kiện, mà các ngươi một dạng đều không có làm được. Hà Khải Văn trong lòng thầm than, Hứa Thuần Lương là thật dũng a. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy hắn sẽ nhớ tới tình cũ, đối Hoa Niên mở một mặt lưới, hiện tại xem ra căn bản không cần có phương diện này lo lắng, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng là cùng Hoa Niên có thù a. Hứa Thuần Lương hướng Hà Khải Văn nói, Hà thư ký, thiên hạ không có yến hội nào không tan, chúng ta cũng nên lên. Hà Khải Văn nói, đúng a, nên kết thúc, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta còn phải tăng ca công việc. Bọn hắn kiểu nói này, những người khác cũng không tốt tiếp tục. Hứa Thuần Lương an bài Đinh Tứ đi đưa Hà Khải Văn, hắn không có lập tức đi, tìm Đường Minh Mị có mấy câu nói riêng. Đường Minh Mị mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là lại nhớ tới một câu chuyện xưa, thân chính không sợ bóng nghiêng, lại nói, người ta thanh niên đều không sợ, mình lo lắng cái gì. Phú Pháp Quân thuận nước đẩy thuyền, để Đường Minh Mị đại biểu mọi người đưa tiễn Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương trước mắt ở tại trấn chính phủ ký túc xá. Cũng là chuyên môn chỉ định Mai Như Tuyết đi qua ở cái gian phòng kia. Đường Minh Mị bồi tiếp hắn rời đi nhà ăn, cười nói, ngươi làm sao không cho Đinh Tứ lái xe đưa ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta ở tại trấn chính phủ ký túc xá, Hà thư ký ở tại Thạch Lương Trung học gia trúc lâu, hắn phu nhân là bên kia phó hiệu trưởng. Đường Minh Mị nói, vậy ngươi ở đến không bao xa. Hứa Thuần Lương nói, chính là muốn theo đường tỉ phiếm vài câu. Đường Minh Mị nhìn hắn một cái nói, có lời gì không thể tại trên bàn cơm nói. Hứa Thuần Lương dừng bước lại, cười tủm tỉm nói, có mấy lời thật đúng là không thể tại trên bàn cơm nói, tỉ như nói liên quan tới chuyện của ba ta. Đường Minh Mị nghe được hắn tìm được Hứa Gia Hiên, không khỏi có chút nóng mặt, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng ngươi cha chính là bằng hữu bình thường. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không đánh nghe phương diện này sự tình, ngươi gấp như giải thích cái gì. Đường Minh Mị đỏ mặt mắng, ngươi tiểu tử này thật là đủ xảo quyệt. Ngày đó nhìn thấy lúc trước hắn ta thật không biết ngươi là con của hắn. Hứa Thuần Lương nói, cha ta người kia rất thần bí, ta nghe hắn nói, các ngươi lúc còn trẻ đã từng chỗ qua. Đường Minh Mị coi như lại thoải mái, tại vãn bối trước mặt đề cập chuyện tình cảm mình tổng là có chút ngượng ngùng, huống chi Hứa Thuần Lương vẫn là tình nhân cũ nhi tử, nhưng là sự thật tổng không phải do phủ nhận. Đường Minh Mị nói, hơn 20 năm sự tình trước kia, khi đó ta còn tại đọc vệ trường học, mới 17 tuổi. Đối tình cảm tỉnh tỉnh mê mê, chúng ta chỗ cộng lại không tới 3 tháng, về sau hắn không nói tiếng nào rời đi, sau đó tuế nguyệt ta không còn có gặp qua hắn. Hứa Thuần Lương thầm than, Hứa Gia Hiên a Hứa Gia Hiên, người cứ như vậy đối đãi vô tri thiếu nữ. Đường Minh Mị đời này bất hạnh đoán chừng chính là ngươi năm đó tạo thành, xem ra chính mình vị kia không đáng tin cậy lão cha 89 phần 10 chính là Đường Minh Mị nam nhân đầu tiên. Đường Minh Mị nói, cha ngươi là người tốt, cũng rất có mị lực. Ta hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc ấy mình đối với hắn là không có chút nào hiểu rõ, xuất thân của hắn, công tác của hắn, ta cái gì cũng không biết. Hứa Thuần Lương cười nói, kia ngươi năm đó chẳng phải là rất dễ bị lừa. Đường Minh Mị thở dài nói, cha ngươi trên thân có loại đặc biệt khí chất, đặc biệt hấp dẫn khác phái. Nói xong nhìn Hứa Thuần Lương một chút, cười nói, ngươi có chút giống hắn ta kỳ thật ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại xem như minh bạch. Hứa Thuần Lương nói, người đừng đem ta cùng hắn đánh đồng. Đường Minh Mị nói, ta ngày đó nhìn thấy các ngươi hai người tình cảm rất tốt. Một số thời khắc cũng không thể tin tưởng mình nhìn thấy, đều là giả tượng, là hắn nịnh bợ ta. Đường Minh Mị nở nụ cười, hắn rất thay người kiêu ngạo. Sau khi nói xong, lập tức ý thức được mình lỡ lời, đây không phải tương đương thẳng thắn bọn hắn sau đó liên lạc qua. Hứa Thuần Lương nói, Đường tỷ, ngài biết cha ta quá khứ là xử lý công việc gì sao? Đường Minh Mị lắc đầu, không rõ ràng, dù sao nhìn hắn khi đó rất nhàn, làm người khẳng khái trà đại phương, trong tay cũng có tiền, ta cùng hắn thời gian chung đụng không dài, đối với hắn ấn tượng chính là xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, ta lúc ấy cũng hoài nghi hắn là cái đặc vụ.